Vạn cổ đệ nhất thần, Lý Thiên Mệnh. Tập 81. Một lần đoạn tuyệt quan hệ, co đầu rút cổ lên, đúng lúc, Lý Vô Song người đều không tại Vân Thượng Tiên Cung bên trong. Mà lại, bọn họ lập tức còn phải bị Vạn Tông Liên Minh trăm vạn đại quân uy hiếp, căn bản không đối phó được Vân Thượng Tiên Cung. Thảo Mộc Thần Linh, trên cơ bản đều ngắt lấy tốt. Quả thực tuyệt diệu. Có thể nói, đoạn tuyệt quan hệ thời gian, vừa vặn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thề sống chết bảo vệ. Cái này vốn là thuộc về chúng ta a. Mọi người nhiệt huyết sôi trào, lần thứ nhất nâng người lên, ngẩng đầu lên, dương mi thổ khí. Nếu vì thủ vệ mà chiến, coi như hy sinh, đó cũng là rung động đến tâm can. Hèn mọn quá lâu, từ giờ phút này bắt đầu, cũng không tiếp tục chịu lấy người ức hiếp. Vân Thiên Khuyết nói, ông, vạn chúng cộng minh. Vân Danh Thương nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn vươn tay, nắm quyền đầu, giao nhau giữ tại ở ngực, chậm rãi quỳ một chân trên đất, đối Vân Thiên Khuyết nói, chúng ta thể chết cũng đi theo cung chủ, bảo vệ ta Vân Thượng Tiên Cung tôn nghiêm, thủ vệ ta Vân Thượng Tiên Cung bảo tàng, từ giờ phút này bắt đầu, kết giới mở ra, thần tới giết thần, ma tới giết ma. Oanh! Tiên Cung sôi trào. Đây cũng là Vân Thiên Khuyết muốn hình ảnh. Hắn cố nhiên dùng một chút, kỹ xảo, nhưng là, tâm cộng minh. Lý Thiên Mệnh cho hắn thiết tưởng Thanh Vân Đại Lục tương lai, là chân thật. Chính hắn đều hiểu, hết thảy phấn chiến, đều có ý nghĩa. Đây là Vân Thượng Tiên Cung đại thế, ai cũng ngăn cản không được. Đúng vào lúc này, có người sau lưng thấp giọng nói chuyện. Vân Thiên Khuyết, đây chính là người mấy ngày nay, đem cương vực bên trong tất cả tinh tướng thần cảnh, trọn vẹn ngàn vạn người, triệu tập tiến Tiên Cung bên trong lý do. Vân Thiên Khuyết quay đầu. Một cái kiều mị xinh đẹp, đường cong rung động lòng người, đôi mắt lưu chuyển ở giữa, phong tình vạn chủng nữ nhân, ngay tại nói chuyện cùng hắn. Nàng chính là Vân Thượng Tiên Cung nhân vật số 2, Lộc Duyên Cơ. Đúng, cái này 10 triệu người, sắp vì kết giới linh tuyến, cung cấp lực lượng, làm cho chúng ta Vân Thượng Tiên Cung phòng thủ kiên cố, rất nhiều thành trì thủ vệ an bài, ta cũng làm xong. Vân Thiên Khuyết mỉm cười nhìn lấy nàng nói. Vậy ta thì kỳ quái, vài ngày trước. Ngươi còn không biết trăm vạn đại quân cùng Lý Vô Song muốn chúng ta làm bia đỡ đạn sự tình đâu, ngươi trước hết làm an bài xong, sớm muốn phản nghịch rồi. Lộc Duyên Cơ trợn mắt một cái nói. Lý Vô Song giết Phú Kiếm Hoàng cùng 40.000 kiếm tu, ta thì dự cảm sẽ xảy ra chuyện, không được sao. Vân Thiên Khuyết thản nhiên nói. Cũng được đi, bất quá ta trước kia làm sao không có phát hiện, ngươi có thể như thế mưu tính sâu xa. Lộc Duyên Cơ ha ha cười nói. Ngươi nghe lời chính là, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Vân Thiên Khuyết nói. Được, ai bảo ta là thê tử ngươi đâu? Lộc Duyên Cơ mị nhãn quét qua, toàn thân đều là mê người phong tình. Đáng tiếc, Vân Thiên Khuyết đối nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này, cần Minh Lộc tộc toàn lực phối hợp, chúng ta đồng sinh cộng tử. Vân Thiên Khuyết nói. Yên tâm đi. Lộc Duyên Cơ vỗ vỗ thẳng tắp ở ngực, tràn đầy tự tin mà nói. Uyên Ương Hồ. Khoảng cách cổ mạc đan thần cho Vân Thiên Khuyết phát ra truyền tin thạch, đã qua non nửa ngày. Quỷ dị chính là, chậm chạp không có đạt được trả lời chắc chắn. Chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, tại Vân Thượng Tiên Cung bên kia, còn có một số người bị thương, những thứ này người bị thương bởi vì Vân Thượng Tiên Cung phản nghịch, đã được đến đặc thù đối đãi. Bọn họ cho dù có truyền tin thạch, cái kia đều không phát ra được. Vạn Trượng Thiên Vân kết giới mở ra đến trình độ lớn nhất. Trực tiếp đem tất cả truyền tin, đều cho ngăn cách. Vào không được, ra không được. Vân Thiên Khuyết muốn kéo dài thời gian, tận khả năng vô lại đến Lý Vô Song bọn họ, bị Vạn Tông Liên Minh trăm vạn đại quân dây dưa, đương nhiên sẽ không trả lời truyền tin thạch. Cổ mạc, người đâu? Các loại trong chốc lát, vẫn không thấy bóng dáng, Lý Vô Song ánh mắt thanh lãnh, đã hơi không kiên nhẫn. Vân Thiên Khuyết ra hỏa này, không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà không trả lời ta. Cổ mạc đan thần cau mày nói. Hắn mơ hồ dự cảm sự tình không đơn giản, nhân tiện nói, Vô Song cô nương, muốn không chúng ta nắm chặt thời gian, toàn quân trực tiếp đi đến Vân Thượng Tiên Cung đi, tiên tiến, Vạn Trượng Thiên Vân kết giới, lại nói. Hắn khẳng định minh bạch, muốn để trước 200.000 người, tiếp nhận trăm vạn đại quân trùng kích, hắn chiến thần tộc tuyệt đối tử thương vô số. Đi đầu khẩn yếu nhất, đúng là trước bảo mệnh lại nói. Không được, để Vân Thượng Tiên Cung người. Tranh thủ thời gian tới thủ loại cây, hoàn thành kết nối.
nếu không loại cây để nhàm chán người phá hư làm sao bây giờ? Lý Vô Song âm thanh lạnh lùng nói. Loại cây quá yếu đuối. Ai cũng có thể làm hư. Không ai nhìn lấy, quấy rối người còn nhiều, rất nhiều. Vô Song cô nương có thể là muốn cho vạn tông người trong liên minh, trước hết giết, Vân Thượng Tiên Cung, người. Nếu như Vân Thượng Tiên Cung thương vong quá nhiều người vô tội, bắt đầu kiếm tôn động cơ cùng lãnh đạo lực, xác thực lại nhận những tông môn khác nghi vấn. Dù sao, hắn chỉ đại biểu bộ phận vạn tông. Cổ Mạc Đan Thần kiên trì hỏi. Không được sao? Lý Vô Song hỏi. Thành. Cổ Mạc Đan Thần nói. Để Vân Thiên Khuyết nhanh điểm, ta không có kiên nhẫn chờ hắn, lựa chọn làm chó, liền muốn có tự giác. Lý Vô Song nói. Hắn tạm thời không có trả lời ta tin tức, đoán chừng nghe được trăm vạn đại quân, tâm lý có chút sợ hãi, như vậy đi, ta trở về Vân Thượng Tiên Cung một chuyến, giáo huấn một chút hắn. Cổ Mạc Đan Thần nói. Mau chóng, Lý Vô Song nói. Cổ Mạc Đan Thần vội vã muốn cho hắn chiến thần tộc, trốn đến Vân Thượng Tiên Cung đi. Hắn có thể so sánh Lý Vô Song còn gấp đây. Nhất định. Hắn vừa nói xong, Lý Vô Song quay đầu, đối sau lưng cái kia 18 cái, năng nhân dị sĩ, nói, Tuyết Dương Tứ Quỷ, các ngươi tốc độ nhanh, lại hiểu kết giới, các ngươi bồi Cổ Mạc đi một chuyến, cái kia Vân Thiên Khuyết nếu là không nghe lời, cho hắn điểm hung ác. Vâng. Có 4 người, theo đội ngũ kia bên trong hưng phấn đi ra. Bọn họ là cùng đi. Bốn người này đầu tiên đạt được Lý Vô Song, trọng dụng, tâm tình đương nhiên thoải mái. Bốn người này ngoi đầu lên, cũng để Cổ Mạc Đan Thần tâm lý có chút lộp bộp. Rất rõ ràng, Lý Vô Song để bọn hắn đuổi theo, cũng là tại đốc xúc chính mình. Tuyết Dương Tứ Quỷ. Bọn họ có loại bản lãnh này. Xuất hiện tại Cổ Mạc Đan Thần trước mắt, là bốn cái thân mặc áo lam, phong độ nhẹ nhàng, tiên khí 10 phần anh tuấn nam tử. Bọn họ có trắng như tuyết tóc, sóng mũi cao. Nguyên một đám dáng người thon dài, da thịt trắng nõn, một đôi tròng mắt như trên mặt tuyết mặt trời gay gắt, quả thực đều là tuyệt thế mỹ nam tử. Nhất làm cho người không nghĩ ra là, bốn người này, giống như đúc. Nhỏ đến liền móng tay hình dáng, đều hoàn toàn giống nhau. Nghe nói bốn người bọn họ, là tứ bảo thai. Bọn họ tự xưng, Tuyết Dương Tứ Thánh, nhưng ngoại giới đồng dạng để bọn hắn, Tuyết Dương Tứ Quỷ. Bởi vì, bọn họ là quỷ thần tộc. Thuộc về bề ngoài phi thường giống người quỷ thần tộc. Mà lại, bọn họ hung danh lan xa, hành sự tàn nhẫn. Bọn họ từng tại vạn tông bên này, nhấc lên gió tanh mưa máu, trong vòng một đêm đem một cái ba lưu tông môn hơn 10 vạn người đồ giết sạch, bị vạn tông liên hợp truy sát. Cuối cùng, bọn họ trốn đến trật tự thiên tộc, đạt được Lý Vô Song che chở, hiện tại vì Lý Vô Song bán mạng. Đương nhiên, bọn họ như nghe được người khác, xưng hô bọn họ Tuyết Dương Tứ Quỷ. Bọn họ đều biết phẫn nộ. Chỉ có Lý Vô Song, gọi bọn họ Tuyết Dương Tứ Quỷ, bọn họ mới phát giác được, ngọt ngào. Bọn họ tứ huynh đệ một lòng, thuộc về cái này 10 trong 8 người, Lý Vô Song tín nhiệm nhất một loại. Bốn người ôm nhau, rất có ưu thế. Bọn họ đi ra. Cái này bốn người tướng mạo hoàn toàn tương tự trung niên tuấn nam, xem ra tựa như là thanh niên. Bọn họ bao quanh Lý Vô Song, có một loại chúng tinh cùng nguyệt cảm giác. Tứ Thánh, mời, Cổ Mạc Đan Thần nói. Mạc Thần khách khí, mời. Bốn người đồng thời mở miệng. Thì hướng cái này một cái, thánh chữ, bọn họ cũng không dám tại Cổ Mạc Đan Thần trước mặt lỗ mãng. Nhanh điểm. Lý Vô Song không kiên nhẫn thúc giục. Vô Song cô nương yên tâm. Hội tụ cùng một chỗ về sau, Cổ Mạc Đan Thần cùng Tuyết Dương Tứ Thánh, cấp tốc rời đi. Mấy người các ngươi, đi cho ta nắm chắc đối phương trăm vạn đại quân động tĩnh. Tùy thời hướng ta báo cáo. Vâng. Phân phó song song, Lý Vô Song nhắm mắt dưỡng thần. Nàng một chút cũng không có sợ. Coi như thua đến cùng, tổn thất cũng là chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải. Cũng không phải nàng. Sau đó không lâu, Cổ Mạc Đan Thần cùng Tuyết Dương Tứ Quỷ, đi tới Vân Thượng Tiên Cung trước. Vân Thượng Tiên Cung chung quanh, không có bất kỳ ai. Chỉ có cái kia lớn như vậy vạn trưởng thiên vân kết giới. Đem Vân Thượng Tiên Cung tầng tầng vây quanh. Vô số vân vụ vần quanh, tầng tầng mê chướng, căn bản không nhìn thấy bên trong tiên cung. Cổ Mạc Đan Thần cùng Tuyết Dương Tứ Quỷ, 5 người đều ngây ngẩn cả người. Cái này cái quái gì? Tuyết Dương Tứ Quỷ 4 người, lại là cùng kêu lên nói ra. Vạn trưởng thiên vân kết giới, có cấp 7 mức độ. Cổ Mạc Đan Thần sắc mặt phức tạp nói. Không phải, chúng ta hỏi là,
cái này Vân Thiên Khuyết có ý tứ gì a? Tuyết Dương Tứ Quỷ Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra. Dọc theo con đường này, Cổ Mạc Đan Thần đều có chỗ sầu lo. Bây giờ phát sinh sự tình, cùng hắn đoán giống như đúc. Vân Thiên Khuyết bị trăm vạn đại quân dọa sợ, muốn co đầu rút cổ lên tự vệ. Cổ Mạc Đan Thần nói. Đây là không biết chữ chết viết như thế nào a? Phản bội chúng ta, phản bội trật tự thiên tộc, cái này sẽ chỉ bị chết thảm hại hơn. Tuyết Dương Tứ Quỷ âm u nói. Hắn chỉ sợ không biết trong đó lợi hại, không có việc gì, ta cùng hắn nói một chút, hắn liền hiểu. Cổ Mạc Đan Thần ho khan một tiếng, để Tuyết Dương Tứ Quỷ ở chỗ này chờ một lát, mà bản thân hắn tới gần cái kia vạn trượng thiên vân kết giới, hít sâu một hơi, trong lồng ngực phát ra bàng bạc oanh minh thanh âm. Vân Thiên Khuyết, đi ra gặp ta, ngươi nếu không dám gặp, sẽ hối hận cả đời. Cổ Mạc Đan Thần thanh âm, như sóng biển một dạng. Chấn động vân vụ kết giới. Thanh âm sau khi kết thúc, Vân Thượng Tiên Cung không có không một tiếng động. Tuyết Dương Tứ Quỷ tức giận sinh sôi, chính muốn động thủ, chỉ thấy một người mặc đen trắng trường bào trung niên nam tử, theo trong mây mù nổi lên. Chính là Vân Thiên Khuyết. Hắn cùng Cổ Mạc Đan Thần mặt đối mặt, Tuyết Dương Tứ Quỷ theo sau, nguyên một đám sắc mặt lạnh lùng, đứng ở Cổ Mạc Đan Thần bên cạnh, âm trầm nhìn lấy trong mắt bọn họ, một con chó. Vân Thiên Khuyết. Đây là chủ ý của ngươi. Cổ Mạc Đan Thần hai mắt màu vàng óng, sáng rực nhìn lấy hắn, thần uy cuồn cuộn. Đúng. Vân Thiên Khuyết gật đầu. Ngươi không biết phản bội trật tự thiên tộc đại giới thật sao? Trăm vạn đại quân tuy nhiên rất mạnh, ngươi kịp thời dừng tổn hại, xem ra thông minh, nhưng cũng quá coi thường chúng ta. Lần này đối phương tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng là bởi vì liên minh nội bộ hỗn loạn, nhân tâm không đủ, căn bản không có cách nào nhấc lên sóng gió. Ngươi vào lúc này, đi cái này sai lầm một bước, đắc tội vô song cô nương, chúng ta lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ phản đồ, cho nên, này lại để cho các ngươi Vân Thượng Tiên Cung, tránh thức vạn kiếp bất phục. Liên bản thân ngươi xuống tràng, lại so với trong tưởng tượng của ngươi thê thảm nghìn lần, ngươi bộ tộc này đời đời con cháu, đều lại bởi vì quyết định của ngươi mà đánh mất sinh mệnh. Cổ Mạc Đan Thần nói mỗi một chữ, đều rất bình thản, nhưng lại có đáng sợ nhất lực lượng. Ngươi nói ta đều biết. Nhưng là Mạc Thần, ta cái này quyết định đã hạ, thì không có đường quay về. Vân Thiên Khuyết nói. Không, ngươi còn có cơ hội, ta có thể cùng Tuyết Dương Tứ Thánh ước định, không đem sự tình hôm nay nói cho vô song cô nương, coi như nàng biết, ngươi cũng có thể lấy công chuộc tội, thu hoạch được sự tha thứ của nàng. Cổ Mạc Đan Thần nói. Mạc Thần, ngươi lý giải sai ta ý tứ, ngươi ta đều rõ ràng, lý vô song là như thế nào người, ta đã đi ra một bước này, thì không nghĩ tới quay đầu. Vừa rồi ta tại tông môn bên trong, đã chính thức tuyên bố cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại ngay trước ngươi cùng Lý Vô Song người trước mặt, ta lập lại một lần, ta Vân Thượng Tiên Cung, xác thực xác định bình tĩnh, không lại cho các ngươi hiệu lực, càng không lại lui tới. Mời trở về đi. Vân Thiên Khuyết trầm giọng nói. Mỗi một chữ, đều vô cùng kiên định. Ha ha. Cổ Mạc Đan Thần sắc mặt rất khó nhìn. Tuyết Dương Tứ Quỷ lại phá lên cười. Lại là một cái không sợ chết. Cái này não tử làm sao lớn lên a? Một người hồ đồ, liên lụy cả cái tông môn. Loại này người cũng có thể làm cung chủ, ta cũng là sai. Đối mặt bọn hắn châm chọc, Vân Thiên Khuyết không có chút nào sinh khí. Hắn khẽ mỉm cười một cái, đối Cổ Mạc Đan Thần bái, nói, cảm tạ Mạc Thần trong khoảng thời gian này vun trồng, chúng ta Vân Thượng Tiên Cung con cháu, không thể làm Lý Vô Song pháo hôi, mạng của chúng ta không phải cỏ rác. Nếu như chỉ có Mạc Thần, chúng ta Vân Thượng Tiên Cung tuyệt không phản bội ngươi, đáng tiếc Lý Vô Song quá mức lãng phí chúng ta, sĩ có thể giết, không thể nhục, Mạc Thần, gặp lại. Nói xong, Vân Thiên Khuyết lui về trong kết giới. Cổ Mạc Đan Thần triệt để ngây người. Hắn biết Lý Vô Song là đức hạnh gì. Hắn buồn bực nhất, xoắn suýt điểm ngay ở chỗ này. Lý Vô Song quá không đem Vân Thiên Khuyết làm người nhìn. Một cái tát kia, vẫn là cho Vân Thiên Khuyết, lưu lại khúc mắc. Những thứ này quá mức cao cao tại thượng người, vĩnh viễn không hiểu, liền xem như một con giun dế, đem người ép lên tuyệt lộ, cái kia đều có thể bị cắn ngược lại một cái. Huống chi cái này Vân Thiên Khuyết, bản thân liền là cái có bá lực người. Ngắn ngủi mấy câu, Vân Thiên Khuyết không phủ định Cổ Mạc Đan Thần, lại phủ định Lý Vô Song, cái này khiến Cổ Mạc Đan Thần á khẩu không trả lời được, không lời nào để nói. Thậm chí, Cổ Mạc Đan Thần cảm thấy Vân Thiên Khuyết lựa chọn, có thể thông cảm được.
chỉ là, Tuyết Dương tứ quỷ ngồi không yên. Vân Thiên Khuyết, Vô Song cô nương lãng phí ngươi, là phúc khí của ngươi, biết không? Bọn họ tựa hồ thói quen đồng thời nói chuyện, nghe ngược lại là cực kỳ quỷ dị. Bốn người, thì cùng một người giống như. Là mẹ ngươi trái trưng phúc khí, các ngươi cũng là Tuyết Dương tứ quỷ đúng không? Tại Vạn Tông làm đào phạm xúc sinh, chạy đến trật tự thiên tộc làm người liếm chó, lăn lộn một cái dạng chó hình người, coi như tự mình đứng lên tới. Vân Thiên Khuyết âm hiểm cười nói. Muốn chết. Tuyết Dương tứ quỷ ánh mắt băng hàn, sát khí bốc lên. Vân Thiên Khuyết không thèm để ý bọn họ, trực tiếp biến mất. Mạc Thần, chúng ta bốn người đi vào, đem hắn kết giới này hạch làm hỏng, lại giết chết cái này Vân Thiên Khuyết, ngươi thông báo Vô Song cô nương, nói chúng ta thay nàng trước tiếp quản Vân Thượng Thiên Cung, bất quá còn cần nhiều một chút nhân thủ, mới có thể đem người bên trong này, bước tới thủ loại cây. Tuyết Dương tứ quỷ nói thẳng. Thì bốn người các ngươi. Cổ Mạc Đan Thần nhíu mày. Mạc Thần yên tâm, chúng ta đều là cấp 6 kết giới linh sư, đối loại này kết giới rất có nghiên cứu, cũng giỏi về ẩn tàng tự mình, ẩn vào đi giết một cái Vân Thiên Khuyết dễ như trở bàn tay. Tuyết Dương tứ quỷ đã khống chế không nổi sát niệm trong lòng. Dám phản bội Lý Vô Song, tội đáng chết vạn lần. Vạn Tông Liên Minh trăm vạn đại quân, lập tức đến, hiện tại chúng ta rất cần muốn kết giới này đến kháng trụ tấn công của đối phương, chúng ta nhất định phải lập tức cầm xuống nơi này, không có thời gian. Tuyết Dương tứ quỷ lại nói. Cổ Mạc Đan Thần liên tưởng tới, bọn họ Tuyết Dương tứ quỷ từng tại Vạn Tông thời điểm, cũng là dựa vào đỉnh cấp kết giới linh sư thủ đoạn, tùy tiện ra vào những tông môn khác kết giới, làm những cái kia đốt giết cướp giật sự tình. Muốn đến chui vào kết giới giết người, đó là bọn họ năng khiếu. Vô Song cô nương khẳng định là dự cảm Vân Thiên Khuyết sẽ làm loạn, mới phái bọn họ đi tới. Nghĩ tới đây, Cổ Mạc Đan Thần nói, bốn vị mau chóng. Ta ở bên ngoài tiếp ứng, cần ta thời điểm mở miệng. Các ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải nhanh cầm xuống Vân Thượng Thiên Cung. Nói đùa, nếu là không cầm xuống kết giới này, hắn chiến thần tộc đều không chỗ có thể trốn. Vân Thiên Khuyết cái này phản nghịch, đối bọn hắn hiện tại tới nói, thực sự quá chí mạng. Lý Vô Song không vội, hắn gấp A. Một khi đánh lên, bị chết là hắn chiến thần tộc. Lý Vô Song thì mang theo mười mấy người đến, nàng lại không sợ chết. Cho nên, nàng mới có thể đem Vân Thiên Khuyết vào chỗ chết bức. Chỉ có Mạc Thần kẹp ở giữa, vì chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, khóc không ra nước mắt. Nói thật, hắn trong lòng nghĩ đều là, nếu như Lý Vô Song không tới đây bên trong quấy rối, thật là tốt biết bao. Hiện tại hết thảy đã phát sinh, muộn. Giành giật từng giây. Tuyết Dương tứ quỷ không nói hai lời, vọt thẳng tiến Vạn Trượng Thiên Vân kết giới. Cổ Mạc Đan Thần thì cấp tốc cho Lý Vô Song truyền tin thạch. Cho nàng báo cáo Vân Thiên Khuyết phản bội tin tức. Mà hết thảy này, đều chạy không khỏi Cổ Mạc Đan Thần dưới chân, một cái vô hình con rán nhỏ ánh mắt cùng lỗ tai. Vù vù, vù vù, vô tận vân vụ, ở trước mắt chạy như bay mà qua. Toàn bộ thế giới, tựa như vô cùng vô tận, xuyên qua nhất trọng mây, còn có nhất trọng mây. Tại cái này vân vụ ở giữa du đãng, Tuyết Dương tứ quỷ lâm vào trong đó, triệt để đã mất đi phương hướng. Đừng có gấp, cái này Vạn Trượng Thiên Vân kết giới, có 10.000 trọng thiên mây mê chướng, đây là đỉnh cấp mê huyễn kết giới, nhưng bản thân lực công kích khá thấp dưới, không có quá nhiều nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần nhiều quan sát, phá giải, một khi chúng ta chui vào nội bộ, nó liền không có dùng. Nói đúng, đây là huynh đệ chúng ta, vì trật tự thiên tộc lập xuống đại công cơ hội. Nếu như có thể vì Vô Song cô nương, cầm xuống kết giới này, chúng ta công lao to lớn. Có thể được đến nàng càng lớn yêu ái. Nói thật, Lý Vô Song là một cái khiến người ta kính quý người. Nàng tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, người nào sẽ thích nàng đâu. Đám người này chỗ lấy vây quanh ở bên người nàng, cũng là bởi vì nàng nguyện ý che chở chính mình. Bằng không, Tuyết Dương tứ quỷ lại bị đuổi ra trật tự thiên tộc, lấy tội của bọn hắn, căn bản không có lối ra. Một cái nhị lưu thế lực, dám phản bội trật tự thiên tộc, ta thật sự là cười. Không đi trật tự thiên tộc, căn bản không biết sự đáng sợ của bọn họ. Bọn họ tại mây khói ở giữa xuyên thẳng qua. Từng cái đều là cấp 6 kết giới linh sư, bọn họ phá giải chi đạo xác thực lợi hại. Người khác lâm vào mê chướng, căn bản ra không được, mà bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, đã xâm nhập tiếp cận 5.000 nặng mê chướng. Kiên trì một chút nữa, nửa canh giờ, liền có thể lẻn vào. Thì cái này phá kết giới,
cũng muốn ngăn cản chúng ta. Ha ha, tự tin, nguyên tử thực lực. Vạn trượng thiên vân kết giới, xác thực ngăn không được bọn họ. Chỉ là bọn hắn bốn cái vạn vạn không nghĩ đến, đúng vào lúc này, phía trước bay tới một trận vân vụ. Vân vụ phía trên, đứng đấy một cái anh tuấn uy vũ trung niên nam tử, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, dò hỏi, bốn vị đây là tại tìm ta sao? Chính là Vân Thiên Khuyết. Chính mình đưa tới cửa. Tuyết Dương tứ quỷ sửng sốt. Câu nói này, hình dung chính là bọn ngươi chính mình đi. Vân Thiên Khuyết cười nói. Chỉ bằng cái này không có chút nào lực sát thương kết giới, vẫn là bằng ngươi một cái hai lưu tông môn cung chủ. Tuyết Dương tứ quỷ vui vẻ. Ánh mắt của bọn hắn, càng thêm lạnh lẽo. Không, dựa vào chúng ta, Thanh Vân một lòng. Vân Thiên Khuyết lãnh đạm nói. Tuyết Dương tứ quỷ muốn cười. Thế nhưng là bỗng nhiên, sau lưng vô cùng âm lãnh. Bọn họ đột nhiên quay đầu. Trong mây mù, một cái thiếu niên tóc trắng, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Thiên cung đệ tử Lý Thiên Mệnh. Người này bọn họ nhận biết. Lý Thiên Mệnh cũng không thể, để bọn hắn nghi hoặc. Càng không thể để bọn hắn, hít một hơi lãnh khí. Nhưng là, phía sau hắn Dương Sách, Long Uyển Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương, Yến Nữ Hiệp bọn người, có thể. Chúc mừng bốn vị, trước đi tìm cái chết. Trong đám người, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ngân Trần nắm trong tay toàn bộ Thanh Vân Đại Lục tầm mắt. Trước mắt mỗi một phe động tĩnh đều tại Lý Thiên Mệnh trong khống chế. Hắn muốn chính là, Lý Vô Song toàn quân bị diệt. Để trật tự thiên tộc cùng hắn nhanh buốt, triệt để lui ra Thanh Vân Đại Lục. Như vậy, hôm nay ở chỗ này cầm xuống cái này, Tuyết Dương tứ quỷ thì cực kỳ trọng yếu. Từ vừa mới bắt đầu chạm mặt, Vân Thiên Khuyết thì có ý kích thích bọn họ tiến đến mạo hiểm, lấy bốn người bọn họ đỉnh phong kết giới linh sư tư bản, 100% hãm sâu vạn trượng thiên vân kết giới. Quả thật đúng là không sai. Dương Sách, Long Uyển Oánh bọn họ lộ diện về sau, liền Tuyết Dương tứ quỷ sắc mặt, đều thẳng tiếp đại biến. Thanh Hồn Điện trưởng giáo, xuất hiện tại Vân Thượng Thiên Cung. Mặc cho bọn họ suy nghĩ nát óc, đều không dự liệu được loại tình huống này. Huống hồ, Dương Sách bọn họ căn bản không cho cái này Tuyết Dương tứ quỷ nghi ngờ thời gian. Lộ diện về sau, bốn người bọn họ tăng thêm Vân Thiên Khuyết, toàn bộ cùng một chỗ động thủ. Dương Sách, Vân Thiên Khuyết, Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp cùng Cổ Kiếm Thanh Sương. Cái này năm vị mỗi một cái, đều không so Tuyết Dương tứ quỷ bên trong một cái kém. Vạn trưởng thiên vân kết giới, tại Vân Thiên Khuyết trưởng khống dưới, so làm thôn giới thần đỉnh, còn muốn thích hợp vây khốn địch nhân. Cầm xuống cái này Tuyết Dương tứ quỷ, cần phải chỉ là vấn đề thời gian. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn là thúc giục bọn họ mau một chút. Dù sao, hiện tại bắt đầu, mỗi một khắc đều là giành giật từng giây. Bọn họ chém giết thời điểm, Lý Thiên Mệnh tạm thời lui về phía sau, ngồi đợi thành quả. Hắn để Ngân Trần tùy thời giam khống hết thảy biến động. Cái này Tuyết Dương tứ quỷ, hao phí nửa canh giờ thời gian, mới xông vào thứ năm thiên trọng mê chướng. Muốn chạy đi, căn bản không có khả năng. Vô tận mê vụ, để bên ngoài kết giới người, căn bản không biết cái này nội bộ, đến cùng phát sinh cái gì. Thậm chí ngay cả truyền tin thạch, đều bị kết giới ngăn cản. Muốn giết bọn hắn sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Tạm thời không thể giết, bọn họ khẳng định có mệnh linh thạch tại Lý Vô Song trên tay, bọn họ muốn là chết, Lý Vô Song sẽ ra tốc dẫn người tới. Tốt nhất là có thể trưởng khống, đem giá trị của bọn hắn phát huy ra. Lý Thiên Mệnh nói, trong lúc nói chuyện, hắn ở phía xa liền thấy, cái này bốn cái hoàn toàn tương tự quỷ thần tộc, hắn thân thể phát sinh biến hóa rất lớn. Đều từ trung niên tuấn nam, nguyên một đám biến thành lông xù quái vật. Tựa như là bốn đầu to lớn bạch viên, mặt mũi đỏ bừng như quỷ, xấu xí cùng cực. Đây mới là bọn họ diện mục thật sự. Đáng tiếc, bọn hắn đối thủ, không phải ngự thú sư, cũng là thức thần tu luyện giả. Thí dụ như Dương Sách bát đại thức thần, ám dạ chân ma, vừa ra, coi như hắn đối mặt mình Tuyết Dương tứ quỷ, vậy cũng là vây công. Lại càng không cần phải nói, còn lại bốn vị đều là ngự thú sư. Nhất là Vân Thiên Khuyết. Kết giới này bên trong, là hắn cộng sinh thú, vân đế, địa bàn. Rầm rầm rầm. Thiên vân vần quanh bên trong, Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến trận này thuộc về hàng tinh nguyên thế giới đỉnh cấp cường giả chiến đấu, trong lòng có rất nhiều hướng tới. Lúc nào, ta mới có thể giống như bọn họ cường A. Những thứ này hằng tinh nguyên thế giới trưởng bối, mấy trăm năm thời gian tu luyện chênh lệch,
cũng không như Viêm Hoàng đại lục thời điểm, dễ dàng như vậy đuổi kịp. Mây khói lăn lộn, cự thú lao nhanh. Vân Thiên Khuyết Vân Đế, Long Uyển Oánh Ngũ Đại Thần Long, Dương Sách Ám Dạ Chân Ma, đều giả thiên tế nhật, chiến lực thông thiên. Liền cái kia yến nữ hiệp hai đầu cộng sinh thú màu cam gấu to, khi chúng nó bày ra thần uy thời điểm, đều cực kỳ dọa người. Cái kia thô to tay gấu, tựa như là một hòn đảo giống như, tụ lực vỗ xuống, vô số mây trắng rung động, khói bụi đầy trời lăn lộn. Hùng đại, hùng nhị, theo ta truy cái này. Yến nữ hiệp hô hào nàng cho hai đầu gấu to cộng sinh thú lấy, nhã hào, để mắt tới một cái đối thủ. Nàng bản thân đều giống như một đầu mãnh thú. Đạp trên tường vân, khua tay chiến đao, giết rất đúng tay sợ chết khiếp. Mỗi một cái chiến trường, đều là nghiền ép. Một trận chiến này động tính cực lớn, đáng tiếc đều bị cái này vạn trượng vân vụ cho hấp thu. Ngay tại bên ngoài kết giới cổ mạc đan thần, một chút phát giác đều không có. Bành! Mây khói chấn động bên trong, cái này náo động biển mây, lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. Các loại Lý Thiên Mệnh trọng mới trở về thời điểm, cái này Tuyết Dương tứ quỷ hoàn toàn mất hết ngay từ đầu loại kia vinh váo hung hăng, bầy mưu tính kế dáng vẻ, mỗi người đều toàn thân vết máu, bị Dương Sách buộc ở cùng nhau. Dương Sách, Long Uyển Oánh, ta còn tưởng rằng mấy người các ngươi, to gan lớn mật, có đảm lượng giết chúng ta đâu. Nguyên lai cứ như vậy à, trang cái gì đựng. Đều lúc này thời điểm, bốn người bọn họ còn có thể thống vừa nói, cũng coi như thần kỳ. Bọn họ hung ác nhìn lấy Dương Sách bọn họ. Cuối cùng ánh mắt, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Thả ra chúng ta, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, hướng Vô Song cô nương khẩn cầu tha thứ, các ngươi những người này, còn có thể có đường ra. Nếu không, không quản các ngươi bởi vì cái gì mục đích, tụ tập cùng một chỗ, các ngươi đều sẽ toàn tộc diệt vong. Đã từng đồ tông bọn họ, hung danh lan xa. Hung ác như vậy thái độ, quả thật có thể hù sợ một số người. Thế mà, tại Phệ Cốt Nghĩ trước mặt, loại này hung ác tính là gì? Bốn vị tiền bối, chúng ta tạm thời không giết các ngươi, là vì để cho các ngươi có cơ hội, vì chính mình đã từng phạm vào tội nghiệt chuộc tội. Lý Thiên Mệnh trên thân, mấy vạn cái tiểu ngân chứng, vô số Phệ Cốt Nghĩ bỏ ra ngoài. Thứ độ gì? Tuyết Dương tứ quỷ sửng sốt một chút. Tiếp xuống hình ảnh, cổ kiếm Thanh Xương cùng Vân Thiên Khuyết cũng không dám nhìn. Nói thật, lúc trước bọn họ bị trưởng khống thời điểm, căn bản không bị thảm liệt như vậy thống khổ. Vì để cho cái này Tuyết Dương tứ quỷ nghe lời, Lý Thiên Mệnh trên cơ bản đem Phệ Cốt Nghĩ hiệu quả, mở ra đến trình độ lớn nhất. Mà lại, tiếp tục thời gian tương đối dài. Đợi đến, ký sinh, thành công, Tuyết Dương tứ quỷ mỗi cá nhân trên người, tối thiểu đều có 1-2 triệu Phệ Cốt Nghĩ về sau, Lý Thiên Mệnh mới khiến cho Ngân Trần dừng lại. Lúc này thời điểm, vô số lần kêu thảm, giãy giụa, co rút, đau đến tuyệt vọng Tuyết Dương tứ quỷ, đã giống cái kẻ ngu một dạng, biểu lộ ngốc trệ, miệng sùi bọt mép, ngón tay còn đang run rẩy, thân thể mềm mại lơ lửng tại vân thượng. Còn sống rất tốt, đúng hay không? Lý Thiên Mệnh mấy chữ này, tại bọn họ bên tai lúc vang lên, bốn người này đều kịch liệt co quắp một chút, giống như là gặp ác mộng. Ây! Khụ khụ! Bọn họ rúc vào một chỗ, tuyệt vọng, đau thương nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Hai con đường, điều thứ nhất, về sau nghe ta, đầu thứ hai, giống như vừa mới như thế, thống khổ phát tác, tiếp tục bao lâu đến xem các ngươi có thể chống bao lâu, thẳng đến các ngươi chết đi, ta dám cam đoan, chịu đựng quá trình này, các ngươi sẽ hối hận đi vào trên cái thế giới này. Chỉ là một tên tiểu bối đệ tử, giọng nói chuyện, nhưng lại làm cho bọn họ bốn cái dùng mình. Nếu như ngay từ đầu biết, lại là kết cục này, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo muội tiến đến. Đối đãi ngoan nhân, liền phải ác hơn. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, các ngươi đều lăn lộn đã lâu như vậy, hẳn là có thể học hội nhận mệnh, thấy rõ ràng hiện thực, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu tính toán thời gian. Tại tính toán trong quá trình, Tuyết Dương tứ quỷ trên người Phệ Cốt Nghĩ, chậm chạp bắt đầu phát tác. Càng ngày càng đau. Lại lần nữa kêu thảm. Phục, chúng ta phục. Tại mắc chỉ số đến trước đó, Tuyết Dương tứ quỷ triệt để khuất phục, lưu lại khuất nhục nước mắt. Đương nhiên, bọn họ vốn cũng không phải là người có cốt khí. Nếu không, cũng sẽ không thoát đi Vạn Tông, đi tìm kiếm Lý Vô Song che chở. Ngươi đến cùng muốn để cho chúng ta làm cái gì? Tuyết Dương tứ quỷ cắn răng nói. Cái này là lần đầu tiên, bọn họ đang nhìn một tên tiểu bối đệ tử thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta muốn là, các ngươi sau đó cả đời,
đều bằng vào ta làm chủ, ta để các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái đó, các ngươi không thể cự tuyệt, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nói. Tuyết Dương tứ quỷ nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đột nhiên bạo khởi, muốn bắt cóc Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng là ngay tại động đậy trong nháy mắt, phệ cốt nghĩ toàn diện phát tác, đau đến bọn hắn lập tức ngã xuống kêu thảm, tại trong mây mù thê thảm lăn lộn. Liền ngũ tạng lục phủ toái phiến, đều cho ho ra. Trọn vẹn một phút. Một phút sau, Lý Thiên Mệnh kết thúc. Bốn người này lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đã tán loạn, thì cùng chết không sai biệt lắm. Cái này là lần đầu tiên cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, các ngươi liền chuẩn bị hưởng thụ cả ngày đi. Các ngươi cũng chớ làm bộ cái gì cốt khí, ta hiểu rõ các ngươi cũng là không chuyện ác nào không làm xúc sinh. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Dọa một chút. Tuyết Dương tứ quỷ thở hổn hển, lẫn nhau đối mặt, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bọn họ cùng Vân Thiên Khuyết khác biệt. Dù cho dạng này, bọn họ đều không bỏ được chết. Nắm chặt thời gian, ấp ủ tốt tâm tình, đến đón lấy mỗi một câu, ta để cho các ngươi nói cái gì, các ngươi thì nói cái gì. Lý Thiên Mệnh âm lãnh nói. Là. Tuyết Dương tứ quỷ, cúi đầu xuống, chảy xuống khuất nhục nước mắt. Loại này, tay chân, kỳ thật lớn nhất không có nguyên tắc. Cho nên, bọn họ phản mà phi thường tốt khống chế. Vạn trượng thiên vân kết giới bên ngoài. Đã qua thời gian rất lâu. Tuyết Dương tứ quỷ, một mực cũng không có động tĩnh. Cổ Mạc Đan Thần đã sớm cùng Lý Vô Song, nói Vân Thiên Khuyết phản nghịch sự tình. Lý Vô Song trước tiên, cho hắn tăng viện nhân thủ, để hắn cần phải lập tức cầm xuống Vân Thiên Khuyết, chiếm lấy kết giới quyền khống chế. Mới tiếp viện nhân thủ, lập tức sắp đến. Cổ Mạc Đan Thần muốn khuyến cáo Lý Vô Song, để cho nàng sớm một chút đem cái kia hơn 200.000 người, trước đưa đến Vân Thượng Tiên Cung bên này, các loại Tuyết Dương tứ quỷ thành công, còn có thể lập tức chuyển di đi vào bảo mệnh. Có thể cho đến lúc này, Lý Vô Song còn không muốn động. Dù sao, nàng nắm giữ lấy đối phương trăm vạn đại quân động tĩnh, tạm thời còn kịp. Muốn là Tuyết Dương tứ quỷ chậm chạp không thành công, Vô Song cô nương, hẳn là sẽ trước từ bỏ loại cây đi. Rất hiển nhiên, nàng một khắc đều không bỏ được, rời đi cái kia tùy thời đều có thể biến hóa loại cây. Vân Thiên Khuyết bên này phản nghịch, tuyệt đối đem nàng tức nổ tung. Cổ Mạc Đan Thần một bên chờ lấy tiếp viện. Hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, muốn giết tiến kết giới. Đúng vào lúc này, Tuyết Dương tứ quỷ bên trong một vị, vậy mà ra đến rồi. Hắn gọi, Phù Hám. Mạc Thần. Hắn đi tới Mạc Thần trước mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngươi làm sao thụ thương thảm trọng như vậy? Cổ Mạc Đan Thần nheo mắt. Không có cách, cái kia Vân Thiên Khuyết có chút bản lãnh, chúng ta bốn người vây công hắn, hao phí không ít công phu. Phù Hám cười lạnh nói. Kết quả đây? Cổ Mạc Đan Thần hỏi. Cái này ngu xuẩn đối với hắn kết giới quá mức tự tin, thật tình không biết huynh đệ chúng ta đều là phương diện này đại sư, tự nhiên là phá hắn ỉ vào, trước mắt đã nắm trong tay tính mạng của hắn, bức bách hắn mang bọn ta đến kết giới hạch. Hiện tại, huynh đệ của ta, ngay tại tiếp quản kết giới hạch, Mạc Thần có thể ngay lập tức đem tin tức này, nói cho Vô Song cô nương. Phù Hám hưng phấn nói. Thật chứ? Cổ Mạc Đan Thần mừng rỡ. Vân Thiên Khuyết phản nghịch, để hắn tâm loạn như ma. Vạn vạn không nghĩ đến, cái vấn đề khó khăn này lại bị Tuyết Dương tứ quỷ giải quyết. Kể từ đó, dưới trướng hắn chiến thần tộc, giờ phút này mới có đường lui. Việc này làm sao là giả, ta muốn là hồ ngôn loạn ngữ, Vô Song cô nương có thể được đem huynh đệ chúng ta bốn cái đầu, đều cho chặt đi xuống. Phù Hám có chút im lặng nói. Nói cũng đúng, ta cái này hướng Vô Song cô nương báo tin vui. Các ngươi bốn vị lập xuống đại công, Vô Song cô nương, chắc chắn tưởng thưởng trọng hậu các ngươi. Cổ Mạc Đan Thần nói. Vì nàng giải yêu, chính là chúng ta huynh đệ sứ mệnh. Đúng, nàng là đang đợi Vân Thượng Tiên Cung phái ra nhân mã của bọn hắn, cho nàng tiếp quản loại cây đúng không? Cái kia ta hiện tại liền trở về, yêu cầu Vân Thiên Khuyết phái người, cái mạng nhỏ của hắn tại chúng ta trên tay, việc này vấn đề cũng không lớn. Phù Hám nói. Việc này muốn làm. Vân Thiên Khuyết mạng nhỏ, muốn chết cầm trên tay. Mặt khác, càng khẩn yếu hơn, vẫn là lập tức giải quyết kết giới hạch, đem vạn trượng thiên vân kết giới mở ra. Cổ Mạc Đan Thần nói. Không có vấn đề. Vừa dứt lời dưới, trước mắt cái kia vạn trượng mê vụ, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ kết giới, ngay tại co vào. Kết giới đã bắt đầu mở ra, đoán chừng bọn họ sắp thành công rồi.
Mạc Thần yên tâm, liền đợi đến dẫn người rút về tới đi. Phù Hám nói. Được, cái này một bên thì giao cho các ngươi. Không ngoài dự liệu, cổ Mạc Đan Thần tránh thức lo lắng, còn là hắn 100.000 chiến thần tộc. Những người kia đều còn tại Lý Vô Song trên tay, mà bản thân hắn lại lưu tại nơi này, bao nhiêu không rất an tâm. Đã Tuyết Dương tứ quỷ, có thể bắt cóc đến con tin, xử lý chuyện bên này. Hắn liền khẩn cấp rời đi. Nhớ kỹ, lập tức bức Vân Thiên Khuyết phái người, hắn người không đi ra bán mạng, Vô Song cô nương không muốn trở về tới. Vâng, bất kể nói thế nào, trọng yếu nhất vẫn là Vân Thượng Tiên Cung, tại bọn họ khống chế xuống. Kỳ thật cổ Mạc Đan Thần biết, Lý Vô Song cũng là đang đợi một cái cực hạn thời gian. Một khi đến cái kia cái thời gian, coi như Vân Thượng Tiên Cung bên này pháo hôi vẫn chưa tới, nàng vẫn là sẽ rút lui. Lý Thiên Mệnh chỗ lấy cho nàng một cái, Vân Thượng Tiên Cung, đã bị Tuyết Dương Tứ Quỷ khống chế giả tưởng, chính là cho Lý Vô Song một loại may mắn tâm lý. Lúc trước, Vân Thượng Tiên Cung phản nghịch, nàng đã đang tính toán, mang theo cái kia hơn 200.000 người, trực tiếp trở về tiến công nơi này. Nói như vậy, vạn trưởng thiên vân kết giới, khẳng định không chịu nổi. Mà bây giờ, nghe được Tuyết Dương Tứ Quỷ thành công tin tức, nàng lại bắt đầu đợi. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, nàng đợi càng lâu, càng tốt. Lúc này thời điểm, cổ Mạc Đan Thần thật xa, chạy trở về Uyên Ương Hồ. Ngươi trở về làm gì? Lý Vô Song lạnh lùng như băng nói. Đến vì Vô Song cô nương phân ưu, cổ Mạc Đan Thần nói. Trên thực tế, những cái kia chiến thần tộc đều so sánh nghe hắn. Hắn chỗ lấy gấp trở về, là muốn tại cần thiết thời điểm, chính mình mang lấy bọn hắn rút lui, mà không phải để bọn hắn cũng làm bia đỡ đạn. Phân ưu, ta muốn chính là ngươi hiệp trợ Tuyết Dương Tứ Quỷ, đem Vân Thượng Tiên Cung người cho ta lôi ra đến, lấy mạng người trồng chất tại loại cây bên cạnh, đây mới là nhất đẳng đại sự. Cổ Mạc, ngươi lúc này thời điểm gấp trở về, là lo lắng ta hại chết ngươi chiến thần tộc sao? Từ khi nghe nói Vân Thiên Khuyết phản nghịch tin tức về sau, Lý Vô Song một mực rất táo bạo. Coi như Tuyết Dương Tứ Quỷ giúp phía dưới cầm xuống Vân Thiên Khuyết, trong nội tâm nàng loại kia phẫn nộ, vẫn không có đè xuống. Bởi vì nàng cảm giác mình khắp nơi cản tay, mười phần chật vật. Vô Song cô nương, lão hủ chỉ là cho rằng, Tuyết Dương Tứ Thánh bản sự thông thiên, uy hiếp Vân Thiên Khuyết đi vào khuôn khổ sự tình, bọn họ thì có thể làm được. Cổ Mạc Đan Thần, ủy khuất nói. Kỳ thật giữa bọn hắn, giờ phút này đều sinh ra một số khe hở. Nói thật, cổ Mạc Đan Thần đã vô cùng phiền nàng. Nàng không chỉ không có đem Vân Thượng Tiên Cung người làm người nhìn, liền xem như chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả mệnh, nàng đồng dạng không có quá nhiều quan tâm. Nàng đến bây giờ còn lại tại cái này, muốn vẹn toàn đôi bên, loại cây cùng tánh mạng đều không mất đi, nói cho cùng, nhưng lại không sợ chiến thần tộc người chết. Ai, Tuyết Dương Tứ Quỷ cầm xuống Vân Thiên Khuyết, tính toán là cho ta chiến thần tộc đại con đường sau này, nhưng là... Nhưng lại để Vô Song cô nương, dự định tiếp tục lại tại cái này, các loại Vân Thượng Tiên Cung pháo hôi tới. Cổ Mạc Đan Thần tâm lý thở dài. Hắn cũng không có cách nào. Dù sao, trăm vạn đại quân chỉ là vừa mới trèo lên mây xanh, Lý Vô Song còn có thời gian, đi thực hiện nàng, vẹn toàn đôi bên. Tâm lý vừa nghĩ như vậy, Lý Vô Song lại trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nhanh điểm, mang nhiều một số người, đi Vân Thượng Tiên Cung kéo người, càng nhiều càng tốt, đem bọn hắn trong tông môn tất cả chen mồm vào được người, tánh mạng đều nắm trên tay. Vâng. Cổ Mạc Đan Thần chỉ có thể gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua tại chỗ 100.000 chiến thần tộc, tâm lý thở dài, lại lần nữa bị sai sử rời đi. Vù vù, cuồng phong gào thét, thanh vân thần mộc cành, lá cây, xoát xoát rung động. Tại cái này thâm sơn gỗ lớn ở giữa, ẩn giấu đi ước chừng có 70.000 đội ngũ. Bọn họ nằm sấp trên mặt đất, nhìn về phía trước một vị tóc trắng xóa kiếm khách, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Đó là Phong Kiếm Hoàng. Siêu, một cái truyền tin thạch rơi vào Phong Kiếm Hoàng trong tay. Hắn mở ra về sau, ánh mắt sáng lên, sát khí không ngừng bốc lên. Vân Thiên Khuyết bức bách tại Vạn Tông Liên Minh áp lực, tuyên bố cùng Trật Tự Thiên Tộc đoạn tuyệt quan hệ, phong bế Vạn Trưởng Thiên Vân kết giới. Như vậy, đối diện hơn 200.000 người, nếu là còn không cấp tốc chạy ra Thanh Vân Đại Lục, bọn họ đem không đường có thể trốn. Lý Vô Song, ngày tận thế của ngươi, đến. Phong Kiếm Hoàng hai mắt, vạn phần dữ tợn. Đây là Thanh Hồn Điện trưởng giáo Cổ Kiếm Thanh Xương, tự mình truyền cho Phong Kiếm Hoàng tin tức, tới phá lệ kịp thời.
Phong Kiếm Hoàng thu đến tin tức này thời điểm, Tuyết Dương tứ quỷ còn không có tiến Vân Thượng Tiên cung đây. Hắn ngay lập tức đem tin tức này lại cho Bác Đẩu Kiếm Tôn truyền một lần. Đây là thiên đại hảo sự. Báo thù đang ở trước mắt. Sau đó không lâu, Bác Đẩu Kiếm Tôn chiến lệnh đến. Hắn nói, ta xuất lĩnh kiếm tông 200.000 kiếm tu, ra tốc tiến về Vân Thượng Tiên cung, cắt đứt đối thủ con đường sau này, một phút sau, người xuất lĩnh 70.000 người quấy rối, không làm cho đối phương thuận lợi rút lui. Thời gian trì hoãn càng dài càng tốt. Cái này chiến lệnh, để Phong Kiếm Hoàng toàn thân nhiệt huyết. Hắn chờ giờ khắc này, đã quá lâu. Lý Vô Song xúc sinh này, còn tại không biết sống chết rằng có tại Uyên Ương Hồ, qua giờ khắc này chuông, nàng không dẫn người thoát ly vòng vây, thoát đi Thanh Vân, liền rốt cuộc không có cơ hội. 70.000 kiếm tu, chờ đến báo thù ngày, nguyên một đám ánh mắt đỏ như máu. Đương nhiên, bọn họ sẽ không biết, Tuyết Dương tứ quỷ đã bắt cóc Vân Thiên Khuyết tin tức. Bởi vì, đây là Lý Thiên Mệnh cho tin tức giả. Bọn họ không biết càng tốt hơn. Cái này tin tức giả, có thể đem cái này hơn 200.000 người vững vàng tại Thanh Vân Đại Lục thời gian càng dài, tác dụng lại càng lớn. Tạp tạp tạp, thời gian từ từ trôi qua. 70.000 kiếm tu, ngừng thở. Phong Kiếm Hoàng ánh mắt đỏ bừng. Sốt cục, một phút đến. Thiên Thần Kiếm Tông, theo ta giết địch, lấy địch nhân chi huyết, vì Uyên Ương Hồ huynh đệ đã chết tỉ muội báo thù. Nhiệm vụ của bọn hắn, là quấy rối, trì hoãn. Bằng không, lấy 70.000 quyết đấu hơn 200.000, cái kia chính là chịu chết. Thanh Vân Thần Mộc một căn cự đại nhánh cây, bị Lý Vô Song xinh xinh đánh gãy. Bao khỏa cổ mạc đan thần ở bên trong, nàng lại phái ra không ít người đi Vân Thượng Tiên Cung, thúc giục bọn họ áp giải Vân Thượng Tiên Cung người đến. Kết quả, Tuyết Dương tứ quỷ cho nàng trả lời, vẫn luôn là, nhanh. Kết quả đến bây giờ, Vân Thượng Tiên Cung người đều không thấy. Đều là làm ăn gì? Giá áo túi cơm. Lý Vô Song ánh mắt càng ngày càng u ám. Vô Song cô nương, căn cứ tình báo, cái kia trăm vạn đại quân chia làm ba cái. Phân biệt theo đông nam tây ba phương hướng về chúng ta tới gần, chúng ta nhiều nhất còn có thể lưu lại nửa canh giờ, lại không lui về Vân Thượng Tiên Cung, liền sẽ bị vây quanh. Cấp dưới bẩm báo nói. Vân Thượng Tiên Cung bên đó đây, xuất phát hay chưa, nếu như xuất phát, nửa canh giờ còn kịp. Dù sao loại cây tại địa phương khác nhau, có khoảng cách Vân Thượng Tiên Cung rất gần. Chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, thì chú đóng ở những thứ này loại cây phụ cận. Thời gian ngắn hoàn thành thay đổi, nửa canh giờ còn đầy đủ. Cái này không biết, bên kia có chút cổ quái. Lý Vô Song cảm giác não tử có chút loạn. Nửa canh giờ. Xem ra, thời gian còn có, nhưng, muốn làm quyết định. Nếu không, nếu là dẫn đến bên này, quá đánh nữa thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải người chiến tử, trách nhiệm này, nàng cũng không dễ chịu. Nàng cũng không phải là có thể vô hạn độ phạm sai lầm. Đợi thêm một phút, ta đến thúc bọn họ. Lý Vô Song lại tự mình cho Tuyết Dương tứ quỷ, gửi đi truyền tin thạch. Đúng vào lúc này, một cái truyền tin thạch, rơi vào trong tay của nàng. Đến từ cổ mạc đan thần. Nàng mở ra xem, đột nhiên sắc mặt đại biến. Phía trên viết, Tuyết Dương tứ quỷ phản bội ngươi, bọn họ căn bản không có trưởng khống Vân Thiên Khuyết, bây giờ vạn trưởng thiên vân kết giới đã một lần nữa bắt đầu dùng, hoàn toàn phong bế, mời Vô Song cô nương lập tức mang tất cả mọi người. Hướng phương Bắc đào tẩu, lấy tốc độ nhanh nhất, rút khỏi Thanh Vân Đại Lục. Không có Vân Thượng Tiên Cung cái này, đại bản doanh, tương đương với nàng, cực hạn thời gian, còn muốn hướng phía trước đẩy. Hiện tại cũng không phải là nửa canh giờ sự tình. Bị Tuyết Dương tứ quỷ cái này lúc thì du, làm trễ nải rút lui thời gian, hiện tại không trốn, cái kia đều xong đời. Đây là Lý Vô Song sắc mặt, trong nháy mắt biến đến khó coi nhất một lần. Nàng toàn thân đều đang bốc hỏa. Một đôi mắt trong nháy mắt biến đến đỏ thẫm, khí huyết dâng lên thời khắc, một miệng màu đen nghịch huyết, từ trong miệng phun ra. Vân Thiên Khuyết, phản bội. Vậy liền coi là, Tuyết Dương tứ quỷ, phản bội. Đây mới là nàng nuôi nhiều năm, đối với mình trung thành tuyệt đối, hận không thể quỳ trên mặt đất hướng chính mình lay động cái đuôi chó. Sự phản bội của bọn họ, quả thực thì là một thanh kiếm, trực tiếp đâm xuyên trái tim. Lý Vô Song cả khuôn mặt đều bóp méo. Giống như là bị người hung hăng rút 100 cái tát một dạng, như thế muốn nhiều khó coi, thì có bao nhiêu khó coi. Nàng căn bản không biết, có một đôi trải rộng Thanh Vân Đại Lục vô hình ánh mắt, thời khắc đều đang nhìn nàng. Căn cứ phản ứng của nàng,
Lý Thiên Mệnh có thể làm ra vô số đối sách. Trì hoãn, lừa gạt, chờ một chút. Cổ Mạc Đan Thần phát hiện vấn đề, nhưng cũng có điểm đã chậm. Lý Vô Song có chút ruột gan đứt từng khúc cảm giác. Ngân Trần tầm mắt trưởng khống vượt ra khỏi trí tưởng tượng của nàng, trong óc của nàng xuất hiện một cái đùa bỡn chính mình vô hình đối thủ. Có thể nàng căn bản không biết, này sẽ là người nào. Hết thảy, đều thật trùng hợp. Gắt gao bắt lấy tâm lý của nàng. Nàng tiếp vào tin tức về sau, tâm lý minh bạch, tạm thời rốt cuộc không quản được lên cây loại, nhất định phải lập tức rút lui. Có thể càng khéo léo chính là. Ngay tại lúc này, phương Nam Uyên Ương Hồ, truyền đến chấn thiên tiếng la giết. 70.000 kiếm tu, khống chế cộng sinh thú, thanh uy chấn thiên, bạo sát mà đến. Bọn họ cố ý phô trương thanh thế, làm ra vô số bụi mù, chế tạo mấy chục vạn đại quân hiệu quả. Đây là 70.000 cường giả, cũng không phải A Miêu A Cẩu. Mà lại Uyên Ương Hồ bên này, chỉ có 100.000 chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả tụ tập. Còn lại mấy trăm ngàn, phân tán tại các đại thụ loại vị trí. Muốn trong nháy mắt cầm xuống cái này 7 vạn người, làm sao có thể? Nhất định phải lập tức rút lui, nếu không 1 triệu nhân mã, sẽ đem chúng ta chìm ngập. Lý Vô Song bên này, rất nhiều người đều kinh hồn thất sắc. Lần này, không cần Lý Vô Song mệnh lệnh, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả, đều biết nhất định phải đi. Chỉ cần có mấy chục người động, tất cả mọi người lập tức hướng phía bắc chạy. Chạy đâu? 70.000 kiếm tu, trùng trùng điệp điệp giết bọn hắn. Bọn họ căn bản không sợ. Mạnh hơn đối thủ, chỉ cần hắn cô dám chiến đấu, sẽ chỉ đào tẩu, như vậy có lực sát thương gì? Không ai dám ham chiến A. Một cái, bắt cóc, vân thiên khuyết giả tượng, chế tạo, chênh lệch thời gian, để chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả, trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Đến lúc này thời điểm, dù là Lý Vô Song sắc mặt lại vặn vẹo, nàng đều không thể không dùng tức giận nhất, không dám thanh âm, hô lên một câu, rút lui. Oanh! Lúc rút lui, vì linh hoạt, bọn họ cũng không dám triệu hồi ra cộng sinh thú, càng không dùng dễ thấy thức thần. Sau đó, 70.000 kiếm tu, đuổi theo nhân số càng nhiều địch quân, tràng diện này xem ra, ngược lại là giống diều hâu vồ gà con. Nhanh! Nhanh! Lại võ dũng chiến thần tộc, nghe được trăm vạn đại quân, cả đám đều sắc mặt đại biến. Đáng sợ nhất là, bọn họ chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, thì tộc đặc thù đều quá rõ ràng, một khi khu vực này để trăm vạn đại quân trưởng khống, cho dù là bọn họ che giấu, đều không cách nào chạy ra lên trời. Tất cả đều phải chết. Chạy mau. Điên rồi, đều điên rồi. Đều do Lý Vô Song, nếu như chúng ta chết rồi, chính là nàng hại chết chúng ta. Mẹ nó, cái này tiện phụ, đi chết. Một mực không đi, bị ép vào dạng này tuyệt cảnh. Đều là Lý Vô Song cố chấp cùng tự đại đưa đến. Vân Thượng Tiên Cung, một hồi phong bế, một hồi mở ra, hoàn toàn nói rõ Lý Vô Song bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại Vân Thượng Tiên Cung lại đóng lại. Cái này một cái, chênh lệch thời gian, vốn sẽ phải mệnh, cái kia 70.000 kiếm tu lại đuổi theo, giống như là một điều như chó điên, cắn bọn họ cái đuôi không thả. Thì coi như bọn họ chiến thần tộc là một con mãnh hổ, kéo lấy một cái chó điên chạy. Vậy cũng chạy không nhanh à. Chẳng những chạy không nhanh, còn có rất nhiều người, chạy một chút chậm một chút, thoát ly quần thể, trong nháy mắt bị mười mấy cái kiếm tu hô nhau mà lên, trực tiếp cho phân thây. Báo thù, báo thù. Để bọn hắn cũng huyết vẩy Uyên Ương Hồ. Lần trước Uyên Ương Hồ nhất chiến, là thiên thần kiếm tu nhóm trong lòng vĩnh viễn thống khổ. Mà bây giờ, là phát tiết thời điểm, là săn giết thời khắc. Rầm rầm rầm. Trận này đại chiến lúc bộc phát ở giữa, so trong tưởng tượng, tối thiểu nhanh một canh giờ. Cái này mới chí mạng. Dựa vào Vân Thượng Tiên Cung hư hư thực thực, vạn trưởng thiên vân kết giới, tại Vân Thiên Khuyết phản nghịch về sau, không đến mức tiếp nhận hơn 200.000 đại quân tấn công mạnh, còn để Lý Vô Song chờ đợi lâu như vậy. Khống chế Tuyết Dương Tứ Quỷ một chiêu này, cũng là tuyệt diệu. Một cái từ một nơi bí mật gần đó, có thể nhìn đến hết thảy địch nhân, vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Lý Vô Song chính mình cũng tại thoát ly chiến trường. Nàng toàn thân âm lãnh, người đến gần nàng, quả thực như là đưa thân vào băng quật bên trong. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Nàng hoài nghi a. Thế nhưng là, không tận mắt chứng kiến, ai có thể tưởng tượng ra vạn giới vĩnh sinh thú thủ đoạn. Phốc phốc phốc. Sau lưng, đào vong chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả,
nguyên một đám bị chặn lại, bị tàn sát. Huyết vẩy một đường. Tuyệt vọng tràn ngập bọn họ hơn 200.000 người. Thế nhưng là ai cũng biết, đây chỉ là chiến tranh bắt đầu. Một khi bọn họ đang bị vây quanh trước đó, không thể xông ra vòng vây, vậy bọn hắn đối mặt, là vạn tông liên minh trăm vạn đại quân vây giết. Kêu thảm, kêu rên, khóc giống. Lần này đến phiên bọn họ. Từng tại Uyên Ương Hồ, đau giết thiên thần kiếm tu thời điểm, bọn họ đại khái không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có một ngày này. Cựu hận là vô tình nhất. Nó lan đến gần mỗi trên người một người. Từ không trung trên hướng xuống nhìn, trận này truy sát, tạo thành một đầu lan tràn mấy trăm dặm đường máu, thanh vân thần mộc kia cây lá trong khe hở, khắp nơi đều là chém giết. Diễm máu đỏ tươi, nhuộm đỏ từng mảnh nhỏ lá cây, cành. Rầm rầm rầm. Chiến tranh đã dẫn phát cục bộ động đất. Nhân gian trong nháy mắt hóa thành huyết tinh địa ngục. Nhanh, nhanh. Lý Vô Song, người đáng chết. Vô số giận mắng, còn ở bên tai vần quanh. Lý Vô Song đương nhiên nghe được rõ ràng. Nàng tận mắt chứng kiến chiến thần tộc cùng Lam huyết tinh hải tu luyện giả tuyệt vọng đào vong, nhìn đến nguyên một đám người chết thảm, thế nhưng là trong nội tâm nàng cũng không có đối người chết đồng tình, nàng chỉ là phẫn nộ nàng bị chơi xỏ sự kiện này. Nàng cái kia tinh hồng ánh mắt, còn tại liếc nhìn. Rầm rầm rầm. Rốt cục, bọn họ thấy được phương xa Vân Thượng Tiên Cung. Không hề nghi ngờ, Vân Thượng Tiên Cung, hoàn toàn phong bế. Cái này khiến rất nhiều người chạy trốn triệt để tuyệt vọng. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục lên phía Bắc, triệt để chạy ra Thanh Vân Đại Lục, mới có cơ hội sống sót. Đúng vào lúc này, phía chính Bắc, Thiên Thần Kiếm Tông 200.000 đằng mây khống chế kiếm tu đại quân, tại Bắc Đầu Kiếm Tôn xuất lĩnh dưới, như ác mộng một dạng buông xuống. Rất hiển nhiên, Phong Kiếm Hoàng chỉ huy 70.000 kiếm tu dây dưa đến cùng, cực lớn trình độ trì hoãn Lý Vô Song bộ hạ rút lui tiến trình. Cái này hơn 200.000 người, vốn là so sánh phân tán. Tình huống vừa loạn, các chạy các. Chiến thần tộc, người máu xanh, thị tộc đặc thù rõ ràng như thế, muốn ẩn tàng, lừa dối, vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, hỗn loạn phía dưới, người ngã ngựa đổ, dẫn đến đào vong hiệu suất cực thấp. Dưới loại tình huống này, Bắc Đầu Kiếm Tôn mang theo 200.000 thống nhất tiến lên thiên thần kiếm tu, có thể vào lúc này, ngăn cản đang lẩn trốn quân trước đó. Không có chút nào ngoài ý muốn. Làm kiếm tu, bọn họ ngự kiếm chạy như bay, phá không mà đến, vốn là so hơi có vẻ cồng kềnh chiến thần tộc nhanh rất nhiều. 200.000 kiếm tu, triệu hồi ra cộng sinh thú, ở chân trời tạo thành đen nghịt bóng mờ, tại Vân Thượng Tiên Cung hai bên, triệt để ngăn cản đại đa số trốn quân đường đi. Thiên thần kiếm tông. Rất nhiều người cắm đầu phi nước đại, ngẩng đầu đã nhìn thấy đối thủ đại quân ngăn cản, tâm lý càng là tuyệt vọng. Tại cái này hỗn loạn thời khắc, bọn họ căn bản không có chính xác tin tức. Các loại lời đồn bay đầy trời. Trước mắt cái kia lít nha lít nhít kiếm tu, tăng thêm cộng sinh thú, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Cho nên, bọn họ rất có thể cho rằng, cái này trăm vạn đại quân, đã chặn lại được trước mặt bọn họ đi. Bên này, có người hướng đông, có người hướng tây. Còn có người đi ngược lại con đường cũ, đi về phía nam một bên đánh tới. Vừa vặn đụng phải Phong Kiếm Hoàng 70.000 kiếm tu. Trên chiến trường kiêng kỵ nhất cũng là hỗn loạn. Một khi quan chỉ huy chỉ lệnh, không có cách nào hạ đạt, mỗi người một loại ý nghĩ, có người muốn chạy trốn vong, có người muốn giết ra một đường máu, đó mới không xong. Bị Lý Vô Song hố cái này một thanh, quá nhiều tâm thái của người ta, trực tiếp đều nổ. Tăng thêm của Mạc Đan Thần không tại cái này, Lam Huyết Tinh Hải cũng không có cái mới thống soái đến. Quần long vô thủ, căn bản không có phụ trách người. Đến mức Lý Vô Song, mọi người đối nàng chỉ có oán hận, càng không nghĩ nữa nghe nàng. Truyền xuống, làm cho tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ, hướng tây bắc phương hướng, giết ra một đường máu. Nàng nhìn thấy 200.000 thiên thần kiếm tu trước tiên, liền làm ra phản ứng. Chỉ thị của nàng, tầng tầng lan truyền. Thế nhưng là truyền không đến một nửa, mệnh lệnh trực tiếp đứt gãy. Một trận này đào vong, đã sớm đem ban đầu biên chế làm rối loạn. Còn nghe nàng, không chết đủ sao? Nàng đến Thanh Vân Đại Lục cũng là quấy rối, vì nàng loại cây, đem tính mạng của chúng ta làm heo chó. Mạc Thần sớm bảo nàng rút quân về Vân Thượng Tiên Cung, nàng không nghe mới đưa đến đại họa lâm đầu, nguyên bản coi như Vân Thiên Khuyết phản nghịch, chúng ta hơn 200.000 người trước giết trở về, nhanh chóng cầm xuống Vân Thượng Tiên Cung xem như pháo đài,
hoàn toàn không có vấn đề, có thể nàng vì loại cây, uổng phí hết thời gian, nói trắng ra là cũng là cầm tính mạng của chúng ta nói đùa. Đối phương có trăm vạn đại quân a, nàng nghĩ như thế nào? Lý Vô Song, có thể tu luyện tới tinh tướng thần cảnh cấp 9 trở lên, khẳng định muốn được rõ ràng. Chuyện này từ đầu tới đuôi, đều là Lý Vô Song một người cố chấp bảo thủ, mới đưa đến bọn họ lâm vào cái này nguy hiểm cục diện. Cái này hỗn loạn hơn. Đều đừng nghe nàng, Mạc Thần không tại, tất cả mọi người nghe ta chỉ lệnh, chúng ta chiến thần tộc biến thành một sợi dây thừng, hướng cái phương hướng này phá vây. Đuổi theo, có tri thức chi sĩ rất nhiều, cũng có thể tổ chức nhất định nhân mã, hình thành phá vòng vây trùng kích lực. Thế mà, không có một cái nào cổ Mạc Đan thần nhân vật như vậy tỏa chấn, thống soái lại nhiều, ngược lại sẽ dẫn đến mới hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, mọi người càng không biết, cái kia nghe ai được. Mẹ nó, làm, tùy tiện chạy đi. Ép, trang diện hỗn loạn hơn. Theo Thanh Vân thần mộc trên không nhìn xuống, cái này phân tán, hỗn loạn hơn 200.000 người, tựa như là con ruồi không đầu, bị vây ở một cái vòng xoáy bên trong, hướng bốn phương tám hướng phá vòng vây người đều có. Tại bọn họ bốn phía, mỗi một cái phương hướng, đều có hơn 200.000 người, hình thành một cái vòng vây to lớn, cơ hồ phong khóa cứng phiến khu vực này. Về sau, người cùng cộng sinh thú cùng một chỗ co vào. Gấp 5 lần trở lên đối thủ. Một phương thống nhất, quy củ nghiêm mật, mang báo thủ chi tâm. Một phương cục diện hỗn loạn, không người thống lĩnh, năm bè bảy mảng. Giết! Nương theo lấy vạn tông liên minh giống giận rung trời, cát vàng, biển máu trong nháy mắt nuốt sống chiến trường. Thần thông hào quang, trật tự thần binh tiếng xé gió, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm vạn mét trở lên khu vực. Bạo loạn đao quang kiếm ảnh, mãnh thú nộ hống, chấn động khắp nơi run rẩy. Nguyên một khỏa Thanh Vân thần mộc, đều tại cái này trong chiến tranh, không ngừng rung động. Ta chính là Bắc Đầu Kiếm Tôn, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh. Bạo loạn chiến trường phương Bắc, vang lên một cái rộng rãi, bá đạo thanh âm. Bắc Đầu Kiếm Tôn lấy tu vi cường thế, để hắn thanh âm liên lụy một khu vực lớn, đạt tới mọi người bên tai. Các vị, mấy ngày trước đó, Thanh Vân Uyên Ương Hồ chôn xuống 40.000 ta Thiên Thần Kiếm Tông hải cốt, những cái kia chết đi đồng bào, đến bây giờ chưa lạnh. Chúng ta Vũ Kiếm Hoàng, bị giết, bị nhục. Những chuyện này, là ai làm? Mọi người tâm lý đều rõ ràng. Là như ác bá một dạng hoành hành bá đạo trật tự thiên tộc, là đối bọn hắn chó vẩy đuôi mừng chủ chó săn chiến thần tộc, làm huyết tinh hải. Bọn họ rất cường đại, cho nên chúng ta đáng đời đánh mất tôn nghiêm, còn muốn đánh mất tánh mạng, bị người chà đạp. Nhưng là, cái này Thanh Vân Đại Lục, là chúng ta vạn tông địa bàn A. Dựa vào cái gì trật tự thiên tộc, có thể tại trong nhà của chúng ta giết người, bọn họ chó, có thể tại trong nhà của chúng ta tùy ý làm bậy. Chúng ta vạn tông, môi hở răng lạnh, vinh nhục cùng hưởng. Hôm qua Hiên Viên Luân hãm, hôm nay Thanh Vân gặp nạn, nếu là chúng ta không phấn khởi phản kích, đám này tặc tử chó săn, liền sẽ làm chúng ta là vạn tông kẻ hèn nhát, bọn họ sẽ chỉ giết tới các vị mỗi người trước mắt, giết người thân nhân bằng hữu, đoạt người tài sản bảo tàng. Cho nên, hôm nay, hắn trùng điệp cắn hai cái này từ, quát, chúng ta vạn tông trăm vạn đại quân, tụ tập ở đây, chính là vì đồ sát chó săn, vì huynh đệ đã chết tỉ muội báo thù, để bọn hắn có thể nhắm mắt, càng là vì bảo vệ chúng ta Thái Dương vạn tông tôn nghiêm, để ác bá cùng hắn chó săn, nỗ lực giá cao thảm trọng. Chỉ có để bọn hắn tại Thanh Vân chết hết, lần sau bọn họ lại muốn khi dễ chúng ta, cái kia đều phải muốn nghĩ bọn hắn tại Thanh Vân Đại Lục, trải qua bao nhiêu huyết. Ông, một đoạn này lời nói, đưa tới trăm vạn đại quân kịch liệt tiếng vọng. Trong thiên hạ, nhiệt huyết sôi trào. Nương theo lấy nhiệt huyết, sinh ra mạnh hơn sát cơ cùng niềm tin. Nguyên một đám tu luyện giả, lấy lửa nóng ánh mắt, nhìn lấy những cái kia bọn họ bình thường cũng không dám nhìn thẳng chiến thần tộc. Nương theo lấy từng tiếng nộ hống, bọn họ cùng mà lên, tối thiểu 10 người vây công, giết đến máu tươi vẩy ra. Oanh! Oanh! Vô số thần thông nổ tung, thức thần đạo kiếp lập lòe, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, trải rộng gần phân nửa Thanh Vân Đại Lục. Đây là khối đại lục này, mấy trăm ngàn năm đến, cũng không từng chịu qua chiến tranh. Đứng tại chỗ xa xa, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa chiến lãng ngập trời. Huyết quang hội tụ vào một chỗ, trên bầu trời. Tạo thành đã đường kính đạt tới trăm vạn mét phạm vi huyết quang khí độc. Tại những huyết vụ này bao phủ phía dưới, khác trăm vạn đại quân phong tỏa khu vực, đã thành tu la địa ngục. Mỗi thời mỗi khắc, đều có người tử vong. Cự thú gào thét,
thây ngang khắp đồng. Thanh vân thần mộc, lại bị nhiễm vô số huyết. Cái kia vẩy ra vết máu, một chút xíu dung nhập cành, trong lá cây, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hấp thu máu tươi thanh vân thần mộc, càng lộ ra càng có sáng bóng. Vân Thượng Tiên Cung, vạn trượng thiên vân kết giới. Giờ phút này, cái này một cái thất giai trật tự kết giới, từ hơn 10 triệu Vân Thượng Tiên Cung thống trị cương vực dân chúng, lấy kết giới linh tuyến cung cấp lực lượng. Làm cấp 7 trật tự kết giới, nó khoảng chừng hơn vạn trọng mây trắng mê chướng, so 9 tầng địa ngục thiên nguyên chấn ngục kết giới, không biết phức tạp nhiều thiếu lần. Cho nên, nó cần có lực lượng chèo chống, tự nhiên càng kinh người hơn. Cái này hơn 10 triệu người, tối thiểu đều là thượng thần, vận dụng hằng tinh nguyên tu luyện mà đến tinh luân nguyên lực, thông qua thô to kết giới linh tuyến, đem tự thân lực lượng, hội tụ tại thủ hộ kết giới bên trong. Vì bảo vệ Vân Thượng Tiên Cung, mỗi người đều tại đem hết toàn lực. Đó là bởi vì, hiện tại Vân Thượng Tiên Cung, cũng không tính toán an toàn. Không an toàn, cùng cổ mạc đan thần, có quan hệ. Trước đây, hắn như thế nào phát hiện, Tuyết Dương tứ quỷ, phản bội. Đó là bởi vì lúc ấy, hắn tự mình mang theo tiếp cận 10.000 chiến thần tộc, phải vào Vân Thượng Tiên Cung, trợ giúp Tuyết Dương tứ quỷ, bức hiếp Vân Thiên Khuyết, để hắn lập tức phái người đi đóng giữ loại cây. Nếu để cái này trên 10.000 người tiến đến, vậy khẳng định phiền phức. Sau đó, liền tại bọn hắn vừa lúc tiến vào, Vân Thiên Khuyết lại lần nữa khẩn cấp mở ra thủ hộ kết giới, bại lộ Tuyết Dương tứ quỷ phản bội. Bất quá cũng đủ rồi. Không ngoài dự liệu. Lấy được cổ kiếm thanh xương cho tình báo phong kiếm hoàng, liên hợp bắt đầu kiếm tôn, một cái chỉ hoãn, một cái ngăn cản, triệt để khóa cứng cái kia hai mấy trăm ngàn người. Cứ như vậy, Vân Thượng Tiên Cung gặp phải duy nhất uy hiếp, cũng là đã bước vào vạn trượng thiên vân kết giới hơn vạn chiến thần tộc. Những người này, từ cổ mạc đan thần thống lĩnh. Cổ mạc đan thần trước kia còn ở bên ngoài, tại phát hiện Tuyết Dương tứ quỷ phản nghịch về sau, hắn trước tiên thông chi Lý Vô Song. Thứ hai thời gian. Hắn lựa chọn xông vào kết giới. Nguyên nhân là có hai điểm. Đệ nhất, hắn mang tới chiến thần tộc, đã có tốt mấy ngàn, bị vạn trượng thiên vân kết giới vây khốn. Thứ hai, hắn muốn bắt gấp thời gian, nhìn có thể hay không dựa vào chính mình cùng 10.000 người, giết tiến kết giới, công phá Vân Thượng Tiên Cung, tranh thủ tại thời khắc cuối cùng, vì Lý Vô Song cùng hắn chiến thần tộc, cầm xuống cái này, chiến tranh lô, cốt. Nếu như hắn thành công, cái kia coi như Lý Vô Song giờ phút này cùng đường mạt lộ, còn có thể dựa vào Vân Thượng Tiên Cung tuyệt sử phùng sinh. Đây là cổ mạc đan thần cơ hội cuối cùng. Hắn trực tiếp dẫn người liều mạng, vì chính là tốc chiến tốc thắng. Hơn vạn chiến thần tộc chiến đấu lực, cái kia vẫn là tương đối hung mãnh. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn lần nữa cùng Vân Thiên Khuyết, mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Nói trắng ra là, hắn vẫn là căn bản không nghĩ ra Vân Thiên Khuyết quyết tâm. Vân Thiên Khuyết phản bội, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì sợ vạn tông liên minh, hắn chỉ là tại tìm cho mình mới ra đường. Sau đó, Vân Thiên Khuyết quyết định phản kích. Đối kháng cổ mạc đan thần, đánh cược lần cuối. Cổ mạc đan thần động thủ thời điểm, hắn nhưng không biết, bắt đầu kiếm tôn lúc này đã ngăn cản tại Vân Thượng Tiên Cung trước đó, hắn cầm xuống Vân Thượng Tiên Cung đều vô dụng. Kết giới, để hắn tin tức phong bế. Tại cái này mây khói lăn lộn mây trên chiến trường, Vân Thiên Khuyết xuất lĩnh Vân Thượng Tiên Cung tu luyện giả, cưỡi mây đạp gió mà đến, ngăn cản ở trên vạn chiến thần tộc tiến lên trên đường. 10.000 chiến thần tộc, khống chế hoàng kim cự thú, người mặc kim giáp, tựa như thiên binh thiên tướng, thần uy bá đạo. Đối mặt Vân Thượng Tiên Cung người, bọn họ còn có tâm lý ưu thế, cho nên không được tốt lắm đối phó. Vân Thiên Khuyết, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lại không mở ra kết giới. Ngươi cùng Vân Thượng Tiên Cung, nhất định vạn kiếp bất phục. Ngươi như sau cùng tỉnh ngộ, ta còn có thể vì ngươi nói chuyện. Cổ mạc đan thần híp hai mắt, trầm giọng khuyên bảo. Mạc thần, khác phí công, muốn động thủ tranh thủ thời gian. Vân Thiên Khuyết bên người Tuyết Dương tứ quỷ nói. Vừa mới nói xong, bọn họ sắc mặt nhăn nhó lên. Bởi vì, trong cơ thể của bọn họ phệ cốt trùng phát tác. Ngân Trần đối bọn hắn nói. Không có để, các ngươi, nói chuyện. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn để cổ mạc đan thần động thủ quá nhanh. Có thể kéo dài, làm cho vạn tông liên minh động thủ, tại sao muốn chính mình người phía trên đâu? Để Tuyết Dương tứ quỷ nói một câu, cổ mạc đan thần trực tiếp ý thức được, rốt cuộc bất động tay bắt Vân Thiên Khuyết, bọn họ thì không có cơ hội. Tất cả mọi người làm hộ pháp cho ta, giúp ta bắt Vân Thiên Khuyết.
Chiến thần tộc tuy nhiên ít người, thế nhưng là cổ mạc đan thần trận chiến lấy thực lực mạnh mẽ, viễn siêu Vân Thiên Khuyết, muốn động dùng bắt giặc phải bắt vua trước một chiêu này. Ai bảo Vân Thiên Khuyết dám đến trước mặt hắn đâu? Vâng, hơn vạn chiến thần tộc, so bên ngoài những cái kia chạy trốn đồng tộc nhóm ý chí thống nhất. Bọn họ nhất thời ngưng kết cùng một chỗ, hướng về 100.000 Vân Thượng Tiên Cung tu luyện giả trùng sát mà đến. Trong đó cổ mạc đan thần tại phía trước nhất, trực chỉ Vân Thiên Khuyết. Vân Thiên Khuyết trong hai mắt, mây trắng lăn lộn, càng thêm quỷ quyệt. Hắn giơ tay lên. 100.000 đại quân, cùng kêu lên hét lớn. Thủ vệ tông môn, chống cự ngoại địch, ai dám xúc phạm, tất mất mạng hoàng tuyền. Vâng. Lấy uy vọng của hắn, còn có Vân Thượng Tiên Cung những người tu luyện, cố tìm đường sống trong chỗ chết tim gấu, cái này là không thể lui lại nhất chiến. Giết. Mặc cho chiến thần tộc vào tới, bọn họ một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống. 100.000 người tiếng gầm, đủ để dọa lùi chiến thần tộc. Cổ mạc đan thần biến sắc. Vân Thiên Khuyết dứt khoát, nằm ngoài dự đoán của hắn. Đáng chết! Hắn biết 10.000 chiến thần tộc, không có khả năng đánh thắng được 100.000 đối thủ, hắn chỉ có thể đem hy vọng thả trên người mình. Vân Thiên Khuyết, chạy đâu? Hắn phá không mà đến, cái này chiến thần tộc đệ nhị cường giả, vẫn là đương đại chiến tôn Nick Sư Tôn, thể hiện ra hắn cao nữa là thần uy, một quyền đánh ra. Dọc theo đường Vân Thượng Tiên Cung tu luyện giả, mấy ngàn người bay ngược, trực tiếp bị rung ra một đầu thông hướng Vân Thiên Khuyết thông đạo. Mạc thần không giảm năm đó, vẫn muốn đơn thương độc mã, giết tiến chạy địch, thủ ta thủ cấp như lấy đồ trong túi. Vân Thiên Khuyết chắp tay sau lưng, tại gió mây bên trong cười như điên. Ta như vị lão, giết ngươi càng là dễ như trở bàn tay. Mạc thần hóa thành một vệt kim quang, xuyên thẳng qua mây trắng, vô cùng chướng mắt. Thật sao? Đáng tiếc a, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, người đã tuổi xế chiều, càng phải nhận rõ ràng hiện thực. Vân Thiên Khuyết trong lời nói có hàm ý. Cổ mạc đan thần biến sắc. Hắn dừng bước lại, khoảng cách Vân Thiên Khuyết không xa. Nhìn lại, những cái kia bị hắn chấn khai Vân Thượng Tiên Cung tu luyện giả, toàn bộ ngừng lại một chút phía sau của hắn, đem hắn cùng cái kia 10.000 chiến thần tộc cắt chém thành hai cái chiến trường. Hắn xâm nhập trại địch, những người khác cũng không có. Đại lượng Vân Thượng Tiên Cung, bạch giáp cường giả, chen chúc hướng cái kia 10.000 chiến thần tộc, trực tiếp khai chiến. Đây là bắt giặc phải bắt vua trước, vẫn là lâm vào trại địch, bị từng cái đánh tan. Chỉ bằng những thứ này mèo ba chân, cũng muốn vây quanh ta. Trên 10.000 người vây quanh, cổ mạc đan thần một mặt không sợ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhất thời rút lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một cái cao đến 10 mét hoàng kim cự nhân. Dũng mãnh vô song, kim quang sáng chói. Có lẽ đây mới là hắn diện mục thật sự. Ầm ầm, tay phải hoàng kim thần thương, tay trái một cái đỉnh lớn màu đen, tại hắn tay bên trong phóng đại. Rầm rầm rầm, hắn lấy cự đỉnh mở đường, đánh đâu thắng đó. Thậm chí lúc này thời điểm, hắn năm đầu to lớn vô biên cộng sinh thú, xuất hiện tại hắn bên người, vì hắn mở đường, để hắn ép thẳng tới Vân Thiên Khuyết. Đó là năm đầu hoàng kim cự thú. Nắm giữ hùng sư tráng kiện thân thể, móng vuốt sắc bén như đao kiếm, có thể kỳ quái là nó cũng không có lông tóc, mãnh thú thân thể, lại hất lên một thân như là hoàng kim chiến giáp một dạng lông vũ, thậm chí còn dài ra một đôi to lớn hoàng kim vũ rực. Càng khác đầu nó, cũng không phải là sư bài, mà chính là hùng ưng. Loại này hùng ưng đầu, hết thảy có 9 cái, đều theo trong cổ mọc ra, lít nha lít nhít chất thành một đống. Sắc bén kia ưng mỏ, đều giống như một thanh bén nhọn trường thương. Kim sắc lạnh lùng ánh mắt, cũng vô cùng hung ác. Đây là 5 cái cửu đầu chiến thần sư thú. Cái này chính là chiến thần tộc huyết thống bên trong, chân chính mãnh thú. Lấy cổ mạc đan thần tuổi tác, hắn cộng sinh thú đã qua thời đỉnh cao, sớm liền trưởng thành đến cực hạn. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ xem ra, còn giống như là chim bay cá nhảy chi vương. Nó tập kết hùng sư cùng hùng ưng ưu điểm, mặc kệ tại trên trời dưới đất. Đều là cộng sinh thú bên trong, chiến thần một dạng tồn tại. Lại nhìn cái kia cổ mạc đan thần, bày ra cao 10 mét hùng tráng thân thể sau, có thể nhìn đến hắn hết thảy có 8 cái lỗ tai, đây chính là chiến thần tộc 8 tai thiên phú. Đây là một loại thiên phú chiến đấu, có thể để bọn hắn, nghe âm thanh phân biệt vị, đạt tới trình độ kinh khủng, nắm giữ mạnh hơn bản năng chiến đấu. Rất rõ ràng đều có thể nhìn đến, cổ mạc đan thần phương diện này cực mạnh, trên chiến trường bất kỳ một cái nào thanh âm. Đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Trường thương, cự đỉnh.
khống chế 5 cái cửu đầu chiến thần sư thú, đã từng đệ nhất chiến thần, bảo đao bất lão. Một trận này trùng kích, ép tới Vân Thiên Khuyết không thở nổi. Thúc thủ chịu trói. Cổ Mạc Đan Thần trấn khai vô số bảo hộ Vân Thiên Khuyết bạch giáp cường giả, một ngựa đi đầu. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lấp lóe đến Vân Thiên Khuyết trước mắt, đó là một cái anh tuấn mà lạnh lùng trung niên nam tử, cái kia một đôi tối tăm ánh mắt trực tiếp như kiếm phong, đâm vào Cổ Mạc Đan Thần trên thân. Ong ong ong, tại gào thét bên trong, 8 cái hắc ám bóng mở tại người này trên thân sinh ra. Đó là ám dạ chân ma. Khi chúng nó buông xuống thời điểm, cái này rất một mảng lớn phạm vi vân vụ, trực tiếp bị hắc ám chìm ngập, trong bóng đêm, cái kia 8 cái mọc ra nghiêu giác, có huyết tinh hai mắt, to lớn thú chảo ám dạ chân ma, xem ra cực kỳ khủng bố. Dương sách, Cổ Mạc Đan Thần hai mắt, nhất thời híp lại. Tình cảnh này, hắn không nghĩ ra. Dương sách là hiên viên long tông người, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cổ Mạc Đan Thần phát giác được càng nhiều nguy hiểm, đột nhiên quay đầu. Rất nhiều cường giả bao vây hắn. Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp. Các nàng cùng Dương sách một đạo, cái kia cũng bình thường. Mấu chốt là, Cổ Kiếm Thanh Xương đều tại. Lại càng không cần phải nói Tuyết Dương Tứ Quỷ, bọn họ rõ ràng đều muốn cùng Cổ Mạc Đan Thần đánh. Các ngươi, Cổ Mạc Đan Thần toàn thân chấn động. Hắn ngửi được âm mưu vị đạo, có thể đến cùng là tình huống như thế nào, trong đầu hắn rối loạn. Tất cả mọi người tại lạnh lùng nhìn lấy hắn. Mạc Thần, người đức cao vọng trọng, nhưng cũng tiếc làm trật tự thiên tộc chó săn, cái kia. Xin lỗi, Long Uyển Oánh nói. Các ngươi cùng Vân Thiên Khuyết. Cổ Mạc Đan Thần nội tâm hỗn loạn, ánh mắt trừng lớn, vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Vân Thiên Khuyết cùng Cổ Kiếm Thanh Xương, đây là kẻ thù truyền kiếp A. Bọn họ làm sao có thể, đứng chung một chỗ. Cổ Kiếm Thanh Xương sao dám một mình, đi vào Vân Thượng Tiên Cung thủ hộ kết giới. Tuyết Dương Tứ Quỷ lại như thế nào nguyện ý vì bọn họ bán mạng. Không nghĩ ra. Hắn căn bản không nhìn thấy xa xôi chỗ, vẫn luôn đang quan chiến Lý Thiên Mệnh. Không ai sẽ vì hắn giải hoặc. Có ý tứ A các ngươi. Cổ Mạc Đan Thần nhịn không được cất tiếng cười to. Tại hắn cười to thời điểm, Long Uyển Oánh nhìn một chút bên ngoài, nói. Mạc Thần, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Lý Vô Song mang theo hai mấy trăm ngàn người hỗn loạn lên phía Bắc Đào Vong, bọn họ đã đến Vân Thượng Tiên Cung cửa, nhưng là, Bắc Đầu Kiếm Tôn dẫn người tại cái này ngăn cản, cắt đứt bọn họ đến Vân Thượng Tiên Cung lộ tuyến, bọn họ đã bị trăm vạn đại quân bao vây. Nói cách khác, ngươi thời khắc này buông tay đánh cược một lần, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi không phải có 8 tai sao? Hiện tại có thể nghe phía bên ngoài, ngươi 100.000 chiến thần tộc hét thảm sao? Ách! Cổ Mạc Đan Thần trừng to mắt, tâm linh thụ trọng thương. Long Uyển Oánh đây là châm chọc hắn. Hắn thính lực cho dù tốt, đều nghe không được bên ngoài kết giới chiến trường. Hắn đương nhiên không tin. Tiện phụ, Cố Lộng Huyền Hư, Vô Song cô nương muốn dẫn người đi. Các ngươi sao có thể ngăn được? Chỉ bằng mấy câu nói đó, liền muốn hù sợ ta. Hắn cười lạnh liên tục, nhưng trong lòng như có vô số con kiến đang bò. Nhìn xem phía sau ngươi đi. Vạn trượng thiên vân trong kết giới, chiến đấu đã bạo phát. 10-1 nhân số, dẫn đến cái kia hơn vạn chiến thần tộc, chỉ có thể chạy trốn. Trong kết giới bên ngoài, các ngươi đều đang chạy trốn. Long Uyển Oánh nói. Cổ Mạc Đan Thần nội tâm trực tiếp nứt ra. Tặc tử, hỗn trướng. Hắn nổi giận. Nhớ năm đó, chỉ bằng các ngươi một đám hạng người vô năng, cũng dám vây quanh ta. Mạc Thần cuồng hống. Thất phu không đề cập tới năm đó chi dũng, cam chịu số phận đi. Long Uyển Oánh nói. Nàng và mọi người liếc nhau một cái. Bọn họ cũng sẽ không cùng Cổ Mạc Đan Thần, coi trọng cái gì đạo nghĩa. Cùng tiến lên. Cổ Mạc Đan Thần thân phận. Cùng Lam Sa còn không phải một cái cấp bậc. Hắn là toàn bộ chiến thần tộc đều kính trọng người, thân phận của hắn, trên thực tế là có tác dụng lớn. Đây là bọn họ vây giết mạnh nhất đối thủ. Xa xa Lý Thiên Mệnh, đều có chút hãi hùng khiếp vía. Bọn họ có thể thành công sao? Tối thiểu nhất, có vạn trưởng thiên vân kết giới ở bên trong, Cổ Mạc Đan Thần đã tiến đến, muốn chạy đi, thì không dễ dàng như vậy. Oanh! Trước tiên! Ám dạ chân ma cùng cửu đầu chiến thần sư thú, tại chỗ bạo sát. Kim màu đen quyết đấu, xé rách mây trắng. Loại này chém giết động tĩnh, để Lý Thiên Mệnh không thể không lui đến xa một chút. Hôm nay, thuộc về chiến tranh. Ngân Trần, bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào?
Lý Thiên Mệnh một bên nhìn lấy bọn họ vây giết Cổ Mạc Đan Thần, một bên hỏi. Hết thảy, đều ở, nắm giữ. Ngân Trần kiêu ngạo nói. Nói tiếng người. Bọn họ, thương vong, vô số. Tử thương vô số, cái kia là bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh đến kết giới biên giới, đi về phía nam mới nhìn qua. Hắn muốn tận mắt nhìn xem. Muốn cầm xuống Thanh Vân, liền phải đem kẻ xâm lấn đuổi đi, cho nên, gặp lại, chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải. Khói đặc, sương máu, che đậy bầu trời. Trên trời mây hồng, có mưa lửa rơi xuống. Hỏa hồng giọt mưa, đập xuống đất cái kia máu tươi hội tụ mà thành huyết tinh hồ nước phía trên, đem dòng máu đều cho nhen nhóm, trực tiếp đốt ra huyết sắc hỏa diễm. Toàn bộ thế giới, đều bị hôi thối bao phủ. Vô Song cô nương, bên này. Trong núi thây biển máu, một tiểu quần người tại huyết tinh bên trong xuyên thẳng qua. Chính là Lý Vô Song, cùng nàng còn lại 14 cái bộ hạ. Dù cho đến lúc này thời điểm, bọn họ vẫn như sao quanh trăng sáng, đem nàng bao vây vào giữa. Nếu là bay trên trời trì, tốc độ khẳng định nhanh, nhưng cũng sẽ rất rõ ràng, cho nên bọn họ lăn lộn trên mặt đất, điệu thấp rời đi. Răng rắc. Lý Vô Song giẫm tại một đống lá rụng phía trên, bên trong một bộ hài cốt xương tay, bị nàng đạp vỡ. Nàng mặt không biểu tình, tiếp tục tiến lên. Từng đạo huyễn ảnh, tại trong rừng cây xẹt qua. Giờ này khắc này, sắc mặt của nàng, đã vượt ra khó coi phạm trù, bên trong cất giấu vô tận lệ khí. Cho dù là nhìn chính mình người, vậy cũng là tràn ngập sát tâm. Vô Song cô nương, không nên quá tức giận, không có quan hệ. Cái này lại không phải chúng ta trật tự thiên tộc tổn thất, cái gì chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải, đều là đế tôn đến đỡ, bọn họ thương vong mấy trăm ngàn, vậy cũng không có gì. Đúng đúng, đế tôn sẽ không trách cứ ngươi. Việc này chủ yếu là Bắc Đầu Kiếm Tôn quá ác, liền Thiên Cung, Vô Mộng Thiên Cung, Vô Tự Thần Điện, cũng không dám ra ngoài đầu, hắn lại chạy ra đến đựng uy phong, cũng là não tử có bệnh, ra đến tìm cái chết. Đế tôn muốn là nghe nói việc này. Nhất định thuận đường giết hắn Thiên Thần Kiếm Tông, vì ngươi xuất khí. Vô Song cô nương, cái này hơn 200.000 người, đều bị vây chết, cục diện này dưới, bọn họ có thể chạy trốn 10.000 người, cái kia đều rất tốt, chúng ta vẫn là đừng để ý tới bọn hắn, nhanh một chút nữa đi. Đúng đúng, an nguy của ngươi trọng yếu nhất. Bọn họ vừa đi, một bên vây quanh Lý Vô Song, không ngừng an ủi. Tất cả câm miệng, ai nói chuyện, người nào cắt mất đầu lưỡi. Lý Vô Song thanh âm, đã lạnh lẽo đến cực hạn. Nàng không đồng tình người chết. Thế nhưng là loại này thất bại, là nhân sinh lớn nhất phết bẩn, đến thời khắc này đến, ngón tay của nàng, đều còn tại run rẩy. Mọi người vội vàng im miệng, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Tiếp tục tiến lên. Ào ào. Mặt bên đột nhiên xông ra một đám người. Có mấy trăm cái. Cầm đầu, chính là một thân máu tanh Phong Kiếm Hoàng. Hắn bộ dạng này. Rõ ràng cũng là giết điên rồi, thủ hạ tánh mạng không có 1.000 cũng có 800. Ngay cả như vậy, làm hắn tận mắt thấy Lý Vô Song thời điểm, vẫn là như là dã thú, nhịn không được liếm môi một cái. Hắn trực tiếp dùng, trật tự thần thư, thả tín hiệu, dẫn bạo bầu trời, đánh dấu Lý Vô Song vị trí. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, vô số người hướng về bên này vọt tới, ngăn cản bọn hắn đường đi. Chúng ta như thế ẩn nấp, hắn sao có thể tìm tới? Lý Vô Song nhất thời cau mày. Trên thực tế, bọn họ đi tới nơi này, cơ hồ đã thoát ly chiến trường. Cái này Phong Kiếm Hoàng, thì cùng là biết được vị trí của bọn hắn giống như. Đúng vậy à. Bọn họ một bên chạy, một bên cau mày. Xoát xoát xoát. Phía trước khắp nơi đều là người. Là Lý Vô Song. Ngăn lại nàng. Giết nàng. Nguyên một đám trong mắt A Miêu A Cẩu, vậy mà lấy hung sát ánh mắt nhìn lấy chính mình. Còn tuyên bố giết hại, cái này khiến Lý Vô Song tâm lý cười lạnh. Nhưng không thể phủ nhận, nàng cực kỳ táo bạo, phiền muộn. Các ngươi còn có ai phản bội ta, đứng ra. Nàng tràn ngập chán ghét nhìn người bên cạnh. Chúng người ngây ngốc. Kỳ thật bọn họ đều không nghĩ thông suốt, Tuyết Dương Tứ Quỷ vì cái gì phản bội. Lý Vô Song bởi vì Tuyết Dương Tứ Quỷ, cho là bọn họ có người tiết lộ tung tích. Trên thực tế, nguyên nhân chân chính là... Ngân Trần biết vị trí của bọn hắn cùng phương hướng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp cầm người khác truyền tin thạch, cho Phong Kiếm Hoàng tiêu chuẩn vị trí của nàng, để hắn có thể ngăn cản tới. Đây cũng là Ngân Trần công lao. Lý Vô Song vị trí bại lộ về sau, tối thiểu có 80.000 người hướng về bên này vây quanh.
cái này để bọn hắn đến đón lấy mỗi một bước, đều muốn xé rách đám người, mới có thể lao ra. Lý Vô Song tại cái này. Ngăn lại nàng. Dạng này tiếng giống giận dữ, khắp nơi đều là. Những cái kia ngăn trở người, có thể một chút cũng không có lưu tình, tới thì giết, chỉ là người bình thường căn bản uy hiếp không được Lý Vô Song mà thôi. Bằng không, nàng chết sớm. Vô Song cô nương, càng ngày càng nhiều người, làm sao bây giờ? Có người bắt đầu khẩn trương. Im miệng, giết chính là, bọn họ nơi nào có gan chó đối Vô Song cô nương động thủ. Vừa dứt lời, thì có một ít người cộng sinh thú thần thông, trực tiếp hướng Lý Vô Song trên thân bắt chuyện. Đây là chiến trường. Coi như Lý Vô Song cuối cùng sẽ không chết, bọn họ cái này 10 cái, chưa hẳn có thể sống sót. Trầm trọng, phiền muộn, biệt khuất, bao phủ mỗi người bọn họ. Giết ra ngoài. Bọn họ tăng nhanh tốc độ, một đường chảy xuống huyết tinh, trực tiếp lao ra một mảnh rừng cây. Phía trước xuất hiện một cái khoáng đạt hồ nước. Đây đã là Thanh Vân Đại Lục, vô cùng phía bắc khu vực, lại hướng bắc, đều nhanh là trật tự thiên tộc khu vực. Có thể khi bọn hắn mười mấy người, vừa mới hướng lúc đi ra, bất ngờ phát hiện, hồ nước phía trên, có hơn vạn kiếm tu lơ lửng. Mà tại chỗ có kiếm tu trung ương. Một cái toàn thân như nham thạch, mang theo mặt nạ nam nhân, mỉm cười nhìn bọn họ. Hắn là, Bắc Đầu Kiếm Tôn. Trong vạn quân, vị này trưởng khống thiên thần kiếm tông siêu cấp cường giả, tự nhiên nhất là dễ thấy. Hắn là thiên thần đại lục chi vương. Đồng dạng cũng là Thạch Kiếm tộc tộc hoàng. Trật tự chi địa có hoàng triều, thị tộc, tông môn ba loại hình thức thế lực, nhưng là trên bản chất đều là thị tộc, đều là trên Thái Dương cao đẳng chủng tộc. Hoàng triều, tông môn đều hải nạp bách xuyên, có thể nội bộ đồng dạng là lấy đỉnh phong thị tộc làm căn cơ. Tỷ như Thanh Hồn Điện cổ kiếm thị, Đông Diệp tộc. So như Thiên Thần Kiếm Tông Thạch Kiếm tộc, làm Thạch Kiếm tộc chi hoàng. Vị này, Bắc Đầu Kiếm Tôn, đồng dạng có Thạch Kiếm tộc vô cùng đặc thù rõ ràng. Cái kia chính là, như nham thạch một dạng băng lãnh, kiên cường thân thể. Tựa như là một cái người đá. Lại như là một thanh phong mang tất lộ kiếm trong đá. Cái kia lộ tại ống tay áo bên ngoài ngón tay, đều hoàn toàn không có huyết nhục cảm giác, mà chính là thuần trắng, trong suốt, nội bộ kiếm khí mãnh liệt. 10 ngón tay, ngược lại giống như là 10 thanh kiếm. Tương truyền. Bắc Đầu Kiếm Tôn là trật tự chi địa phía trên, đem kiếm thể tu luyện tới độ cao nhất độ người. Hắn toàn thân trên dưới, cơ hồ bị thần tai kiếm khí lấp đầy. Cả người cũng là ức vạn kiếm hải hội tụ. Thạch kiếm tộc thể chất, thì là một loại thiên nhiên kiếm thể. So bất luận kẻ nào đều muốn dễ dàng hấp thu, dung hợp thần tai kiếm khí uy lực. Cái này Bắc Đầu Kiếm Tôn, chỉ có cổ cùng ngón tay lộ ở bên ngoài. Có thể cái kia huyết nhục bên trong lưu chuyển ngàn vạn kiếm khí, có thể thấy rõ ràng. Những thứ này kiếm khí không ngừng tràn ra, khiến mọi người đối mặt cái này Bắc Đầu Kiếm Tôn thời điểm, cơ hồ đều không cách nào mở to mắt. Đây là một trời sinh có gai người. Càng quỷ dị chính là, hắn mang trên mặt một cái thuần mặt nạ màu đen. Trên mặt nạ không có tai mắt mũi miệng, ngược lại có 7 cái lỗ thủng. Bây giờ, mỗi một cái lỗ thủng phía trên, đều có như tinh quang một dạng kiếm khí. Hướng về bên ngoài tiêu tán, từ xa nhìn lại, thật giống như hắn trên mặt có thất cái ngôi sao. Đây cũng là hắn, Bắc Đầu Kiếm Tôn, tên nguyên do. Lý Thiên Mệnh tổng kết kinh nghiệm, tại cái này trật tự chi địa phía trên, phàm là danh hào bên trong có tôn, nhưng cũng không phải, đế tôn, cái kia đều không phải chân chính đế tôn, mà là tại một cái chuẩn đế tôn, tầng thứ. Bọn họ, đều là có thành tựu Cửu Long đế tôn, Thái Dương đế tôn loại cấp bậc này hy vọng. Bắc Đầu Kiếm Tôn, quật khởi thiên thần đại lục, lăn lộn đến hôm nay, cũng là nhất phương hào cường. Làm hắn xuất hiện ở đây, trên mặt nạ cái kia 7 cái trong lỗ thủng tinh quang, đâm trên người mình thời điểm, liền, Lý Vô Song, đều thật sâu nhíu mày. Bắc Đầu Kiếm Tôn, bên cạnh hắn 14 vị, hộ hoa sứ giả, sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Bởi vì phong kiếm hoàng tín hiệu, dẫn tới không chỉ là Bắc Đầu Kiếm Tôn, còn có đến từ còn lại liên minh tông môn cường giả. Càng có tiếp cận 100.000 người, đem bọn hắn hết thảy 15 vị, vây quanh đến nước chảy không lọt. Mặt đất, trên trời, khói đặc bao trùm chỗ, khắp nơi đều là ngự thú sư cùng cộng sinh thú. Thậm chí, còn có không ít thức thần. Giống giống. Vô số cự thú, hướng lấy bọn hắn gào thét, chấn áp. Chúng ta bị triệt để vây chết rồi. Tĩnh mịch không khí, tại bọn họ 15 cái bên trong lưu chuyển. Vù vù.
sau có Phong Kiếm Hoàng, trước có Bắc Đẩu Kiếm Tôn, hai bên trái phải hòa thượng mới, còn có Vạn Tông Liên Minh cường giả ngăn cản. 100.000 người tiếp tục co vào, cái này hoàn toàn là mọc cánh khó thoát cục diện. Lý Vô Song, vạn quân chen chúc bên trong, Bắc Đẩu Kiếm Tôn trấn áp mà đến. Dưới chân hắn mặt đất ầm vang chấn động, từng viên to lớn kiếm hình nham thạch theo trên nền đất bay ra ngoài, số lượng hàng trăm ngàn kiếm hình nham thạch, tại cái này Bắc Đẩu Kiếm Tôn sau lưng, cấp tốc hợp thành năm đầu cùng loại xuyên sơn giáp siêu cấp cự thú. Cái này cự thú toàn thân đều là kiếm đâm, đặt ở nơi này, cái kia chính là chiến tranh cự thú. Loại này nham thạch sinh mệnh cộng sinh thú, cùng thần diệu tộc tinh không cự thú, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Còn có chút giống ngân trần một bộ phận bản sự. Làm Bắc Đẩu Kiếm Tôn cộng sinh thú, những thứ này kiếm hình nham thạch sinh mệnh, tự nhiên là trật tự chi địa phía trên tối đỉnh cấp cộng sinh thú huyết mạch một trong. Có thể so với Hiên Viên Long Tông, Thánh Long Thiên Phú. Đinh đinh! Bắc Đẩu Kiếm Tôn hành động thời điểm, ước vạn kiếm khí như là hải dương, hội tụ ở bên cạnh hắn, cùng năm đầu nham thạch cự thú giao hội cùng một chỗ, như là một toàn bộ thế giới, hướng về Lý Vô Song trấn áp tới. Ngươi không nên tới nơi này, Vạn Tông, Thanh Vân Đại Lục, đều không phải là ngươi có thể cản rỡ địa phương. Chúng ta cùng trật tự thiên tộc, có hiệp nghị đình chiến, ngươi không có tư cách, tại Thanh Vân Đại Lục làm sằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội. Cái này như nham thạch một dạng dày nặng, mỗi một chữ đều hóa thân thành đồi núi, trấn áp tại Lý Vô Song trên thân. Lý Vô Song nhìn không được cười lên, nói, hiệp nghị đình chiến. Hiên Viên Long Tông đều nhanh không có đâu, còn ngưng chiến đâu. Kỳ thật lời này từ nàng nói ra, rất không thích hợp. Bởi vì, đế tôn tiến công Hiên Viên Long Tông, đánh chính là, ẩn Long Điện trở về, danh hào. Thái Dương đế tôn khẳng định tự xưng, chính mình cũng không có làm trái hiệp nghị đình chiến. Ngược lại là muội muội của hắn, tại cái này mỉa mai hiệp nghị đình chiến. Cho nên, ý của ngươi là, đế tôn lấy ẩn Long Điện trở về vì lấy cớ, đánh chính là xé bỏ hiệp nghị đình chiến, theo Thanh Vân Đại Lục bắt đầu, quy mô tiến công chúng ta Vạn Tông chủ ý sao? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta Vạn Tông liên minh, vì cầu tự vệ, bảo vệ lãnh thổ, thêm vào chiến tranh, đem bọn ngươi đánh lùi. Bắc Đẩu Kiếm Tôn cười lạnh. Rầm rầm rầm. 100.000 người phụ họa. Lý Vô Song phách lối, đúng lúc thích hợp để Bắc Đẩu Kiếm Tôn, cho nàng cài lên xé bỏ hiệp nghị đình chiến, chủ động xâm lược cái mũ. Trong lúc nhất thời, quần hùng xúc động phẫn nộ, sát tâm nổi lên bốn phía. Bắc Đẩu Kiếm Tôn, người đây là tại cùng ta đùa bỡn chơi chữ đâu. Người tại Thanh Vân Đại Lục, công nhiên đồ sát cùng là Vạn Tông chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, cùng ta có quan hệ gì? Cái này là các ngươi tự giết lẫn nhau, khác kéo tới trên người của ta, hôm nay ngươi nhiều người như vậy vây quanh ta, muốn làm gì đâu. Khuyên ngươi một câu, ta biết ngươi vội vã trèo lên trên, chứng minh chính mình Vạn Tông lãnh đạo địa vị, cho nên khi chim đầu đàn, thế nhưng là, loại người như ngươi, thường thường bị chết sớm nhất, minh bạch. Lý Vô Song cười lạnh. Thôi đừng chém gió, Vạn Tông sở hữu nhân dân ánh mắt là sáng như tuyết, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, làm các ngươi trật tự thiên tộc chó săn, thiên hạ đều biết, không cần ngụy biện. Các ngươi tại Thanh Vân Đại Lục phạm vào hành vi phạm tội, tội lỗi chồng chất, là các ngươi chủ động dẫn chiến, như vậy thì đừng trách chúng ta Vạn Tông liên minh, hôm nay thể sống chết phản kháng. Bắc Đẩu Kiếm Tôn căn bản không đột xuất chính mình, mà chính là lấy Vạn Tông cùng tiến thối làm danh nghĩa. Đây là hắn trí tuệ địa phương. Chỉ là Thiên Thần Kiếm Tông, chống đỡ không nổi, chính nghĩa, hai chữ này. Một câu thể sống chết phản kháng, dẫn đến vô số nhân nộ giống. Một chữ giết, xuyên qua chiến trường. Động thủ. Bắc Đẩu Kiếm Tôn quả quyết hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, Lý Vô Song căn bản cũng không có tiếp tục uy hiếp đe dọa cơ hội, từ Bắc Đẩu Kiếm Tôn cầm đầu Vạn Tông cường người, trực tiếp vây giết. Đem bọn hắn tách ra. 15 người, chỉ cần bị chia cắt đến khác biệt chiến trường, mỗi người, đem sẽ bị người nhóm bao phủ. Kiếm Tôn, cái này 14 người xử lý như thế nào? Rất nhiều người hỏi. Giết không tha. Ngắn ngủi này ba chữ, cơ hồ tuyên án Lý Vô Song những thứ này vây cánh tử hình. Nàng 18 cái hiệu chung người, lai lịch phức tạp hỗn loạn, chỉ có mấy cái là trật tự thiên tộc, đại bộ phận đều là Vạn Tông bên này phạm tội ác đồ, đào vong trật tự thiên tộc tìm kiếm nàng che chở, trở thành nàng cá nhân hộ vệ đội. Cái này nhưng đều là đứng đầu cường giả, mỗi một cái cơ hồ đều có thể đến một cái nhị lưu thế lực tông môn làm tông chủ, thực lực cơ hồ cùng cổ kiếm thanh xương đều không khác mấy.
nếu như không phải chọc tới chiến tranh, động một tí 100.000 người vây quanh, Lý Vô Song mang theo cái này 18 cái đỉnh phong cường giả, ác đồ, hẳn là đánh đâu thắng đó. Bọn họ tự nhận là đến Thanh Vân Đại Lục, là du ngoạn, đi săn, cho tới giờ khắc này, nghe được Bắc Đầu Kiếm Tôn, giết không tha, ba chữ này, tâm lý mới thật sự hiểu, lần này chơi lớn rồi. Chọc tổ ong vò vẽ. Phốc phốc phốc. Giống như Bắc Đầu Kiếm Tôn nói như vậy. Vây quanh tại chung quanh bọn họ mấy vạn người, đầu tiên áp dụng dày đặc cộng sinh thú thần thông oanh tạc, đem bọn hắn 15 người triệt để tách ra. Thậm chí, liền cộng sinh thú cùng ngự thú sư đều cho tách ra, chụp một kích phá. Mỗi người, chẳng những muốn đối mặt cơ hồ ngang cấp cường giả, còn muốn bị mấy ngàn người vây giết. Oanh! Oanh! Nơi này chém giết, so sánh toàn bộ tu la chiến trường, vậy cũng là bạo loạn. Đây là nhân số nghiền ép. Mấy ngàn thần dương vương cảnh, dù là chỉ là hạ tầng cảnh giới, đối mặt cái này 14 cái, thần dương vương cảnh cao giai, cường giả, chỉ cần nhân số chồng chất đủ rồi, liên hợp oanh tạc, đối phương căn bản không có ngẩng đầu cơ hội. Huống hồ, vạn tông liên minh bên này, cường giả đến không ít, toàn bộ tập trung ở Bắc Đầu Kiếm Tôn bên này. Chỉ là nhị lưu thế lực tông chủ cấp bậc, đều tới 20 mấy cái, trong đó 10 cái đều ở chỗ này. Còn có một số đến từ nhất lưu thế lực cường giả. Thực lực của hai bên, căn bản không ngang nhau. Điều này sẽ đưa đến, cái này 14 cái, hộ hoa sứ giả, bọn họ nuốt hận ở đây, chỉ là vấn đề thời gian. A, tiếng kêu thảm thiết, bao phủ chiến trường. Bọn họ cộng sinh thú, hình thể to lớn, chỉ cần vừa ra tới, lập tức bị mấy ngàn con cộng sinh thú tập kích. Không xuất hiện còn tốt, vừa xuất hiện, lập tức bị rảo sát thành thịt nát. Đối so với bọn hắn, Tuyết Dương Tứ Quỷ ngược lại là may mắn. Tối thiểu nhất bọn họ còn sống. Vô Song cô nương, cứu ta. Ách, thống khổ, tuyệt vọng, hối hận. Đây hết thảy, đều không ngăn cản được vạn tông liên minh phẫn nộ. Mặc kệ Bắc Đầu Kiếm Tôn như thế nào gà tặc, đại bộ phận nguyện ý cùng hắn liên minh, đến đây giết địch vạn tông tu luyện giả, đều là thuần túy muốn bảo vệ vạn tông tôn nghiêm cùng lãnh địa dũng sĩ. Hiên Viên Long Tông bị trật tự thiên tộc công kích, bọn họ đã cảm động lây. Chỉ là khổ vì không có người lãnh đạo. 40.000 thiên thần kiếm tông đồng bào, chết tại vạn tông lãnh địa, Lý Vô Song không coi ai ra gì, trực tiếp dẫn phát tức giận. Vạn trong tông, chỉ có 1/3 tông môn xuất động nhân mã, đúng lúc nói rõ cái này một nhóm người, là lớn nhất võ dũng, cũng không phải là vì thu hoạch mà đến. Dù sao, lấy hiện tại 100.000 đại quân quy mô, Thanh Vân thần mộc thảo mộc thần linh, căn bản không đủ phân. Giết! Nói thật! 100.000 đại quân đối với cái kia hơn 200.000 chiến thần tộc cùng Lam huyết tinh hải vây quét, đã sắp đến hồi kết thúc. Từ chiến trường phía trên thi thể đến xem, có thể có 10.000 người chạy trốn cũng không tệ rồi. Đây mới thực là toàn quân bị diệt. Có thể vạn tông liên minh hận nhất, vẫn là Lý Vô Song. Lý Vô Song có dám hay không giết, điểm này phải xem Bắc Đầu Kiếm Tôn. Nhưng bên người nàng cái này 14 cái vây cánh, phải chết. Cái này thân phận nữ nhân quá mức cao thượng, cho nên cái này 14 vị ác đồ, ngược lại cần muốn thay thế Lý Vô Song, đến tiếp nhận vạn tông liên minh phẫn nộ. Giết bọn hắn. Giết. Chấn thiên động địa tiếng giống, khiến cái này một canh giờ trước, còn di nhiên tự đắc, hộ hoa sứ giả, nhóm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mà hết thảy này, Lý Vô Song đều xem ở trong mắt. Hơn 200.000 đỉnh phong tu luyện giả chiến tử, bên người thân tín sắp chết hết. Ngay cả mình đều bị Bắc Đầu Kiếm Tôn cùng Phong Kiếm Hoàng song trọng vây khốn, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Sao một cái thảm chữ đến? Dọa một chút. Ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy tơ máu. Ngũ tạng lục phủ đều tại xé rách bên trong. Nàng chỉ có thể thở hổn hển, vung vẩy thiên nguyệt thần ma, lấy bát đại quỷ diện nguyệt thần thức thần nghênh chiến. Phốc! Một cái trật tự thiên tộc thân tín, toàn thân nhuốm máu leo đến trước mặt hắn. Hắn muốn nói với nàng câu nói sau cùng, lại bị truy người tới, một kiếm chém nứt đầu. Cái kia đầu lăn đến Lý Vô Song dưới chân, thống khổ, đờ đẫn nhìn lấy nàng. Bắt đầu, người hẳn phải chết. Nàng cái kia nắm thiên nguyệt thần ma tay, đều dừng không ngừng run rẩy. Xuyệt, đừng kêu rầm rĩ, đến phiên ngươi. Bắt đầu kiếm tôn xuất hiện tại hắn trước mắt, vô tận kiếm khí, lấy thân thể làm trung tâm, giữa thiên địa gào thét. Lý Vô Song không những không giận mà còn cười. Thử bối, ngươi đừng chỉ khoác lác, ngươi thử một chút. Thử một chút thì thử một chút. Bắc Đầu Kiếm Tôn, ầm vang đánh tới.
Vân Thượng Tiên Cung. Vạn trượng thiên vân kết giới. Trong mây mù, vẫn là một trận vây giết. Chỉ là Dương Sách, liền có thể cùng hiện tại cổ mạc đan thần chính diện ngạnh kháng, lại thêm bên cạnh một mực có người quấy rối. Mạc thần, người xem một chút sau lưng. Mây khói lăn lộn bên trong, cái kia làn da màu hoàng kim phía trên, dính đầy máu tươi cổ mạc đan thần quay đầu. Hắn bất ngờ nhìn đến, hắn mang vào hơn vạn chiến thần tộc, giờ phút này đã thất linh bát lạc, bị nuốt hết tiến vào vạn trượng thiên vân kết giới trong mây mù. Liền chính hắn, đều là nỏ mạnh hết đà. Thảm, thảm, hơn vạn chiến thần tộc, hoặc là được giải quyết, hoặc là bị bắt làm tù binh. Tiếp đó, còn lại Vân Thượng Tiên Cung tu luyện giả, toàn bộ vây quanh mà đến. Lít nha lít nhít đám người, đem cổ mạc đan thần vây vào giữa. Trên trời dưới đất, trước sau trái phải, đều là người. Mà hắn cùng năm cái cửu đầu chiến thần sư thú, toàn bộ bị thương, máu me đầm đìa, bị núp ở khắp ngõ ngách. Chớ nói chạy đi, liền sống tiếp khả năng, đều vô cùng thấp. Cùng đường mặt lộ, cổ mạc đan thần hít vào một ngụm khí lạnh. Trong chớp nhoáng này, cả người hắn già đi rất nhiều. Mạc thần, tràng diện này không tính là gì, bên ngoài 100.000 chiến thần tộc, đều đã thương vong hầu như không còn. Hiện tại Thanh Vân Đại Lục ở bên trên, còn sống chiến thần tộc, thật không nhiều lắm. Long Uyển Oánh ngắm nhìn hắn, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh nói. Cổ mạc đan thần hai mắt đỏ bừng, tràn đầy tơ máu. Nói thật, hắn hiện tại nằm mộng cũng nhớ ra ngoài, nhìn một chút Long Uyển Oánh nói thật giả. Nhưng là, truyền tin thạch ra không được, bản thân hắn càng ra không được. Các ngươi thắng A, chúc mừng, bất quá, đừng cao hứng quá sớm, thọc lớn như vậy lỗ thủng, đế tôn, chiến tôn, Lan Hoàng tức giận, các ngươi toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, đều muốn bị hủy diệt. Hắn cắn răng, vô cùng oán hận, lạnh lùng nhìn lấy Long Uyển Oánh đám người bọn họ. Vòng vây co vào, hắn càng là không thở nổi. Bên người cửu đầu chiến thần sư thú, cái kia đầu ưng lại phát ra hùng sư nộ hống, chấn động đến chung quanh mây khói lăn lộn. Bọn họ tức giận, lại tới đếm trăm vạn đại quân sao, là vì thảo mộc thần linh, hay là vì loại cây? Đáng giá không? Cựu hận, chiến tranh, không ngừng thăng cấp, thẳng đến dẫn phát vạn tông cùng trật tự thiên tộc toàn diện quyết chiến, tử vong ức ức vạn, trước hết chết khẳng định là song phương pháo hôi, để trật tự chi địa biến thành nhân gian địa ngục, có ý tứ sao? Mạc thần, chúng ta sinh hoạt tại cùng một cái thế giới bên trong, người nào cũng không thể đem người nào triệt để diệt tuyệt, hàng ngàn vạn năm, mỗi một cái thị tộc, đều ở trên vùng đất này, truyền thừa đã lâu, đều quá lâu, sinh sôi quá nhiều sinh linh. Long Uyển Oánh nói, ngươi nói những thứ này làm gì, lần này các ngươi chiếm tiện nghi, liền muốn để cho chúng ta dừng ở đây. Cổ mạc đan thần cười lạnh, cũng không phải là, Long Uyển Oánh lắc đầu, nói, ta chỉ biết là, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải khác biệt, các ngươi chỉ là đạt được trật tự thiên tộc chỗ tốt, thì tộc lớn mạnh một số, tăng lên thiên bảng bài danh, nhưng cũng không có nghĩa là, chiến thần tộc cần không hạn độ vì trật tự thiên tộc bán mạng. Nhất là như hôm nay dạng này, bị một cái cố chấp bảo thủ, cố chấp, lãnh huyết nữ nhân, trắng trắng chà đạp hơn 100.000 các ngươi chiến thần tộc đồng bào tánh mạng. Các ngươi vốn có thể đào tẩu. Một đoạn này lời nói, xem như đánh trúng vào cổ mạc đan thần nội tâm. Từ đầu tới đuôi, hắn nhìn đến rõ ràng nhất. Hôm nay hắn chiến thần tộc nuốt vào như thế quả đắng, từ đầu tới đuôi đều là Lý Vô Song làm hại. Hắn cổ mạc đan thần tới nơi này, ngay từ đầu thì chỉ là muốn mang một số thảo mộc thần linh trở về a. Nhưng là bây giờ, thương vong mấy trăm ngàn tinh anh. Hết thảy, vốn là có thể tránh khỏi. Người ta cho các ngươi chính là ân huệ, các ngươi lại muốn vì bọn họ vô cớ bán mạng, bên ngoài mấy trăm ngàn chiến thần tộc oan hồn. Đều là chết tại Lý Vô Song trên tay, bọn họ thật sự là bị chết quá oan khuất, hy sinh vô ích, bị Lý Vô Song sử dụng, trở thành vạn tông cùng trật tự thiên tộc đối lập vật hy sinh, cái chết của bọn hắn, người cổ mạc đan thần, đồng dạng khó từ tội lỗi. Long Uyển Oánh tàn khốc nói. Im miệng, cổ mạc đan thần nhắm mắt lại, cắn răng nói, đi Long Uyển Oánh, đừng nói những thứ vô dụng này nói nhảm, các ngươi trở lấy chết đi. Ta hiện tại bị các ngươi vây khốn, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Người nào nói chúng ta muốn giết ngươi rồi? Long Uyển Oánh mỉm cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Cổ mạc đan thần nhíu mày. Mạc thần, ngươi muốn đi, chúng ta không ngăn. Long Uyển Oánh ngữ xuất kinh nhân, liền bên cạnh Vân Thiên Khuyết đều sửng sốt một chút. Hiển nhiên, hắn cũng không biết cái này an bài. Thả ta một con đường sống.
ngươi muốn dụ ta cho các ngươi làm cái gì? Cổ Mạc Đan Thần cười lạnh. Trở về khuyến cáo chiến tôn, để ngươi cái này vị đệ tử, nghĩ lại mà làm sao, không muốn lại đến Thanh Vân Đại Lục chế tạo không sợ thương vong. Các ngươi cùng Lam Huyết Tinh Hải không giống nhau, các ngươi chiến thần tộc mệnh, cũng không phải là phải cho trật tự thiên tộc làm bia đỡ đạn. Nếu không ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi chiến thần tộc tiếp tục tiếp viện, Vạn Tông Liên Minh tiếp tục tiếp viện, chỉ cần trật tự thiên tộc không đến người, đó chính là các ngươi chiến thần tộc, đang đối kháng với toàn bộ Vạn Tông A. Hợp sao? Các ngươi tự nhận là tại đế tôn trong mắt, tác dụng có thể so với Ẩn Long Điện, nhưng trên thực tế, thật là sao? Long Uyển Oánh nói. Cổ Mạc Đan Thần ngắm nhìn nàng, rất lâu đều không nói gì. Kỳ thật những đạo lý này, hắn đều là hiểu. Chỉ là hiểu hơi trễ. Chỉ cần Lý Vô Song còn sống một ngày, các ngươi chiến thần tộc mệnh, chính là nàng dùng để hờn dỗi thẻ đánh bạc, các ngươi chết mấy trăm ngàn người, nàng sẽ tức giận, có thể nàng không phải thương hại các ngươi, mà chính là tức giận nàng mất đi thẻ đánh bạc. Nàng lại không ngừng để cho các ngươi thêm thẻ đánh bạc, dùng các ngươi đồng bào mệnh, đến bổ sung nàng thắng bại muốn. Im miệng. Cổ Mạc Đan Thần hít sâu một hơi, hỏi lại, ngươi thật thả ta đi. Chúng ta tin tưởng Mạc Thần, đức cao vọng trọng, nhìn quen phong ba, nhìn thấu nhân tâm, tôn ngươi là một vị tiền bối, cho nên, chúng ta không lưu ngươi. Long Uyển Oánh nói. Trên thực tế, Cổ Mạc Đan Thần cho là mình muốn chết ở nơi này. Theo Long Uyển Oánh, tại Vân Thiên Khuyết ra hiệu dưới, Vân Thượng Tiên Cung những người tu luyện, nhường ra một cái thông đạo, để Cổ Mạc Đan Thần rời đi. Vạn Trượng Thiên Vân kết giới, vì hắn mở đường. Tốt, tốt. Hắn liền nói hai chữ hảo, hốc mắt huyết hồng. Về sau, hắn không còn lưu lại, xoay người rời đi. Tại xoay người về sau, thân thể của hắn thu nhỏ, biến thành nguyên lai không đến 2 mét độ cao. Cái bóng lưng này, lộ ra khô lão, tiêu điều, dường như hắn lập tức thì già đi rất nhiều. Mọi người mắt tiễn hắn rời đi, thẳng đến biến mất. Toàn thể đóng giữ. Điều tra bốn phía động tĩnh, bảo đảm không có sơ hở nào. Vân Thiên Khuyết tuyên bố. Vâng. 100.000 tu luyện giả tản ra. Nơi này chỉ còn lại bọn họ những thứ này nhân vật trọng yếu, còn có vừa mới xuất hiện Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa đến đã hỏi, Oánh Di, làm sao trực tiếp đem thả, ta đang chuẩn bị tốt, thử một chút có thể không thể khống chế hắn đây. Vân Thiên Khuyết bọn họ, cũng có sự nghi ngờ này. Long Uyển Oánh lắc đầu, nói. Mạc Thần không dễ khống chế, chớ nhìn hắn đối Lý Vô Song khúm núm, trên thực tế, dính đến chiến thần tộc lợi ích, hắn sẽ cúc cung tẫn tụy, lấy cái chết đối kháng. Nói ngắn gọn chính là, người này tính khí quá cứng. Coi như khống chế hắn, nếu là chúng ta để hắn phản bội chiến thần tộc, hắn hiển nhiên sẽ trực tiếp lựa chọn tự vận. Ý tứ chính là, Cổ Mạc Đan Thần cùng Tuyết Dương Tứ Quỷ khác biệt. Tuyết Dương Tứ Quỷ sợ chết lại không có nguyên tắc. Có thể Cổ Mạc Đan Thần cùng ngay từ đầu Vân Thiên Khuyết một dạng, căn bản không sợ chết. Mọi người minh bạch đi, Cổ Mạc Đan Thần, có thể chết ở bên ngoài, chết tại Bắc Đẩu Kiếm Tôn trong tay, nhưng lại không thể chết tại Vân Thượng Tiên Cung. Hắn là chiến tôn sư tôn, chính là chiến tôn, tôn kính người, hắn nếu là chết ở chỗ này, sẽ để cho chiến tôn nhằm vào chúng ta, mà không phải Thiên Thần Kiếm Tông. Nói như vậy, Thanh Vân vòng xoáy, liền càng thêm không thể vãn hồi. Lần này thả Mạc Thần trở về, trên thực tế, ngược lại so khống chế hắn, càng có thể tạo được đình chiến hiệu quả, để chiến thần tộc dừng cương trước bờ vực. Long Uyển Oánh nói, Lý Thiên Mệnh đồng dạng minh bạch. Bên ngoài những cái kia từ Thiên Thần Kiếm Tông xuất lĩnh, Vạn Tông Liên Minh, trên thực tế cùng Thanh Vân Đại Lục, không phải một phe cánh. Vạn Tông Liên Minh có thể tiếp nhận chiến tôn lửa giận, nhưng là Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện không thể. Lý Thiên Mệnh không có khống chế qua Cổ Mạc Đan Thần mạnh như vậy người, hắn cũng không xác định sẽ hay không phạm sai lầm. Loại này xương cứng, vạn nhất tự sát, chẳng những có thể bại lộ phệ cốt nghĩ, hiệu quả lại càng dễ hoàn toàn ngược lại. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh tựa hồ cũng không cần Cổ Mạc Đan Thần làm cái gì. Hôm nay nhất chiến về sau, Cổ Mạc Đan Thần khẳng định sẽ trở về chiến thần tộc. Long Uyển Oánh cần hắn trở về, để chiến thần tộc suy nghĩ con đường phía trước. Phải chăng còn muốn theo Lý Vô Song loại này người vô tình, tiếp tục không sợ bị chết? Ta tin tưởng, thuyết phục Cổ Mạc Đan Thần, để hắn căn cứ từ chính mình tự mình kinh lịch, xuất phát từ nội tâm đi ngăn cản chiến tôn, so khống chế hắn, bức bách hắn, càng thêm có hiệu. Long Uyển Oánh nói, mặc kệ Cổ Mạc Đan Thần làm người như thế nào, không thể phủ nhận, hắn đối chiến thần tộc, yêu thâm trầm.
Lý Vô Song rõ ràng không đem chiến thần tộc làm nhân mạng. Thì cùng Vân Thượng Tiên Cung một dạng, chiến thần tộc cũng sẽ suy tư, còn muốn hay không vì nàng thắng bại muốn, lấy mạng người đến tăng giá cả. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh nhẫn gật đầu không ngừng. Các trưởng bối nhìn vấn đề, vẫn là thấu triệt một số. Phệ cốt nghĩ khống chế, cuối cùng chỉ là thủ đoạn. Trên thế giới này hữu hiệu nhất tụ hợp nhân tâm thủ đoạn, vẫn là cùng chung chí hướng. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là theo phệ cốt nghĩ bắt đầu, lại làm cho Vân Thiên Khuyết, Cổ Kiếm Thanh Xương, đi tới bên người, cùng hắn mang cùng chung mục tiêu. Chỉ cần chiến thần tộc nguyện ý thu hồi đi, không lại đến Thanh Vân Đại Lục tham gia náo nhiệt, thậm chí chiến tôn bởi vì chuyện hôm nay, đi đế tôn bên kia tìm Lý Vô Song phiền phức, tương đương với Thanh Vân Đại Lục khốn cảnh, chúng ta giải quyết một nửa. Còn lại Lam Huyết Tinh Hải, bọn họ cũng không nguyện ý, vì Lý Vô Song bán mạng, đến đối kháng Vạn Tông Liên Minh A. Lý Thiên Mệnh nói, bọn họ càng sẽ không, trừ phi trật tự thiên tộc tự mình xuất binh, mang chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải giết tới. Nhưng là, đối với trật tự thiên tộc một chút chỗ tốt đều không có. Những thứ này thảo mộc thần linh, bọn họ chướng mắt, loại cây có hiệu quả gì, tạm thời cũng nói không rõ ràng. Mà lại lần này bị chết cũng không phải bọn họ trật tự thiên tộc. Nói trắng ra là, Thanh Vân Đại Lục căn bản không có làm cho trật tự thiên tộc, tránh thức xé bỏ, hiệp nghị đình chiến chất béo. Dù sao, bọn họ tự xưng, chúng ta Hiên Viên Long Tông tao ngộ hết thảy tai nạn, đều là ẩn long điện trở về, không phải sao. Vậy lần này chiến tranh, hắn cũng có thể định nghĩa vì Vạn Tông nội chiến. Long Uyển Oánh nói, Vạn Tông liên minh trăm vạn đại quân, quá nhiều, quá khoa trương. Nếu như trật tự thiên tộc thật xuất binh, lần này không có ẩn long điện trở về lấy cớ, cái kia chính là công khai đến khai chiến. Đều khai chiến, Vạn Tông vì cái gì, không trước đi giải cứu Hiên Viên Long Tông. Cái này cùng đế tôn muốn, từng bước xâm chiếm, Hiên Viên Long Tông lý niệm ngược lại. Nói trắng ra là, Thanh Vân Đại Lục mầm tai vạ, trên bản chất cũng là Lý Vô Song đến đây hổ nháo, hại chết 20 mấy vạn chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải thu luyện giả. Việc này căn bản cũng không phải là đế tôn kế hoạch. Đế tôn thuận lợi cầm xuống Hiên Viên Long Tông, căn bản không cần tại cái này đất nghèo vẽ rắn thêm chân. Theo Cổ Mạc Đan Thần, rời đi thời điểm ánh mắt, Lý Thiên Mệnh đó có thể thấy được, hắn đối Lý Vô Song phẫn nộ. Cái này là được rồi. Hôm nay Vân Thiên Khuyết tuy nhiên cùng Long Uyển Oánh, Cổ Kiếm Thanh Xương bọn họ lăn lộn cùng một chỗ, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không hề lộ diện, cũng không có xuất ra phệ cốt nghĩ, cho nên... Cổ Mạc Đan Thần căn bản không nghĩ ra bọn họ hai đại tông môn, sẽ lấy Lý Thiên Mệnh làm chủ, trong bóng tối chủ đạo cục thế biến hóa. Trong mắt hắn, đơn giản cũng là Vân Thiên Khuyết bức bách tại trăm vạn đại quân áp lực, sớm đầu nhập vào Thiên Thần Kiếm Tông xuất lĩnh Vạn Tông Liên Minh thôi. Đến mức Thanh Hồn Điện, tại chiến thần tộc trong mắt, bọn họ càng thuộc về Thiên Thần Kiếm Tông. Cho nên, Cổ Kiếm Thanh Xương cùng Vân Thiên Khuyết tụ cùng một chỗ, Cổ Mạc Đan Thần chỉ có thể cho rằng, là Thiên Thần Kiếm Tông, buộc bọn họ đồng minh. Núi thây, biển máu. Xương máu mãnh liệt. Một đường đi qua, nguyên một đám màu hoàng kim chiến thần tộc, ngã xuống vũng máu bên trong. Ách! Cổ Mạc Đan Thần chậm rãi quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Lỗi của ta, lỗi của ta. Cái chán chạm đất. Nước mắt nước mũi chảy ngang. Long Uyển Oánh nói không sai a, ẩn long điện tối thiểu là người hầu, tuy nhiên ti tiện. Cái kia cũng vẫn là cá nhân, mà chúng ta chiến thần tộc, chỉ là đế tôn nuôi chó. Chúng ta nghĩ đến cùng trật tự thiên tộc cùng một chỗ đăng đường nhập thất, thế nhưng là vạn nhất trật tự thiên tộc, muốn chỉ là tại khai chiến thời điểm, để cho chúng ta đi làm nhóm đầu tiên pháo hôi đâu. Dù sao, luôn luôn phải có pháo hôi. Muốn đánh phá một cái liên minh, phương thức cao nhất, mãi mãi cũng là, để hắn trước nội đấu. Lần này, chính là pháo hôi chân thực khắc họa đi. Hắn ngẩng đầu. Nhìn lấy chiến thần tộc vô số các huynh đệ, phơi thây hoang dã, liền lá rụng về cội cũng khó khăn, tâm tình càng thêm bi thương. Hắn không muốn nghĩ như vậy. Thế nhưng là đại biểu trật tự thiên tộc Lý Vô Song, nàng cố chấp cùng vô tình, để người tuyệt vọng. Vô Song cô nương. Hét thảm một tiếng. Phốc phốc. 14 người bên trong, cái cuối cùng, chết bởi thịt nát xương tan. Trong tiếng kêu thảm, liền cặn bã đều không còn lại. Ây! Lý Vô Song nhìn thấy màn này, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Nàng hung hăng đập xuống đất. Mấy lần trọng thương, đã trời đất quay cuồng. Nàng biết, Bắc Đầu Kiếm Tôn không dám giết nàng,
bằng không nàng đã sớm chết. Thế nhưng là, nàng đắc ý không đứng dậy. Người bên cạnh, chết hết. Một cái so một cái thảm. Nàng không chết, có thể càng giống là bị trêu đùa. Bắt đầu kiếm tôn người này, là muốn hao hết sạch nàng tất cả kiên nhẫn cùng tôn nghiêm, lại không giết nàng, càng không có triệt để làm bị thương nàng. Đều đã chết a, đến phiên ngươi. Hắn lại tại cười. Ngươi thật sự là nhàm chán, ta đứng đấy bất động, ngươi dám đụng đến ta sao? Lý Vô Song bỏ lên, cười lành lạnh lấy nhìn hắn. Ta dám động. Sau lưng đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Lý Vô Song nhìn lại, cái kia phong kiếm hoàng hai mắt đẫm máu, như là dã thú. Hắn gầm nhẹ một tiếng, gào thét đánh tới, tại Lý Vô Song đứng vững thời điểm, kiếm của hắn như là siêu cấp phong bạo, kiếm thế biến hóa ngàn vạn, hình thành một trận gió xoáy, bạo sát mà đến. Hắn điên rồi. Chết. Lý Vô Song nhíu mày. Nàng không sợ Bắt Đầu Kiếm Tôn, ngược lại là có chút sợ cái tên điên này. Bởi vì hắn báo thù chi tâm, đều là thật. Nguy rồi. Nàng thức thần, đều còn tại ứng đối Bắt Đầu Kiếm Tôn dây dưa, tại cái này vội vàng ở giữa, chỉ có thể chính mình quay người, lấy Thiên Nguyệt Thần Ma cùng Phong Kiếm Hoàng chém giết. Phốc phốc phốc. Phong Kiếm Hoàng cộng sinh thú, Phong Ma, hóa thành vô hình, cuốn lấy Lý Vô Song. Đem nàng tát tại trong gió lốc, cái kia kinh khủng cuồng phong, xé rách đầy trời lá cây, tiếng gió gào thét đinh tai nhức óc. Lý Vô Song, đi chết. Phong Ma bên trong, một đạo vô hình chi kiếm giết ra. Cút. Lý Vô Song Thiên Nguyệt Thần Ma bổ ra, ánh trăng kiếm khí hóa làm mấy vạn. Đương đương đương. Cái kia Phong Kiếm Hoàng không muốn sống giống như đánh tới, hắn toàn thân nhuốm máu đột phá Thiên Nguyệt Thần Ma, một thanh vô hình chi kiếm, liều mạng trọng thương. Thẳng tắp xuyên thấu tại Lý Vô Song trên cánh tay trái. Phốc phốc, Lý Vô Song sửng sốt một chút. Cúi đầu thời điểm, bàng bạc lực lượng phong bạo, tại vết thương vị trí bộc phát ra. Ách, đó là nàng bên trong một cái kiếp vòng vị trí. Bị hủy. Lý Vô Song có 8 cái kiếp vòng. Báo thù sốt ruột, mất lý trí Phong Kiếm Hoàng, kỳ thật muốn là mệnh của nàng. Chỉ là bị nàng tránh thoát mà thôi. Phong Kiếm Hoàng trước mắt cái này máu tanh thế giới bên trong, hắn chỗ thích người, Vũ Kiếm Hoàng, cái kia đã từng bị Thiên Nguyệt Thần Ma chạm xuống đầu, dường như đang ở trước mắt, thê thảm, oán hận, thống khổ, đáng thương nhìn lấy hắn. Dù là Bắt Đầu Kiếm Tôn đã sớm cùng hắn cường điệu nhắc nhở qua, hôm nay hạn độ ở nơi nào, Phong Kiếm Hoàng tìm được cơ hội, vẫn là quên đi hạn độ. Giết không được nàng, thì phá nàng kiếp vòng. Đây là Lý Vô Song 8 cái kiếp vòng bên trong một cái. Tại gió dài ra kiếm cùng tinh luân nguyên lực xuyên thấu phía dưới, không có chút nào để phòng kiếp vòng, trước tiên vỡ tan. Gánh chịu một cái, quỷ diện nguyệt thần, kiếp vòng bị xé nứt về sau, tất cả thức thần chi lực dẫn bạo. Cái kia lực lượng cuồng bạo ầm vang chấn động bạo phát, đem trong đầu chỉ có nợ máu Phong Kiếm Hoàng nổ tung, đụng bay ra ngoài. Ây! Thức thần chi lực, không cầm được tiêu tán. Trên đỉnh đầu một cái quỷ diện nguyệt thần, bỗng nhiên diệt phong. Nó hóa thành vô số trong suốt toái phiến, bị cái này phá nát kiếp vòng, cho hút thu vào. Lý Vô Song đầu tiên là sửng sốt một chút. Nàng đại khái khó mà tin được tình cảnh này, có thể hiện thực đâm nhói để lòng của nàng, trong nháy mắt trầm xuống đáy cốc. Thống khổ, nóng nảy, khó có thể tin. Hết thảy tâm tình, giống như là nóng hổi huyết thủy một dạng, xông lên đầu. Theo Lý Hạo Thần hai lần chiến bại bắt đầu, nàng tại Thanh Vân Đại Lục, nếm đến quá nhiều đời này. Đều không trải nghiệm qua ngăn trở. Giờ phút này, kiếp vòng đều bị hủy diệt một cái, mới gọi chân chính tê tâm liệt phế. Còn lại 7 cái kiếp luân. Thất khùng 8, đây không phải là một loại khái niệm a. Thiên Thần Kiếm Tông. Nàng dùng âm trầm, khàn khàn, dường như mang theo huyết thanh âm, gầm nhẹ một tiếng. Cái kia đẫm máu ánh mắt, để mắt tới như là dã thú hung tàn Phong Kiếm Hoàng. Đi chết. Phong Kiếm Hoàng còn không có giết thoải mái. Lại lần nữa nhào tới, cái kia quỷ dị cộng sinh thú Phong Ma, lắc mình biến hóa, giống như không có bản thể, biến thành một trận bão táp, bao phủ tại Phong Kiếm Hoàng trên thân, hình thành cuồng phong long quyển, lại lần nữa hướng về Lý Vô Song cuồn cuộn đánh tới. Dừng tay, Bắt Đầu Kiếm Tôn hô một tiếng, nói rõ thái độ hắn. Thế nhưng là Phong Kiếm Hoàng bên tai, hoàn toàn chỉ có phong bạo nộ hống. Hắn dường như trông thấy, Phu Kiếm Hoàng thủ cấp. Còn bị Lý Vô Song xuyên tại Thiên Nguyệt Thần Ma phía trên. Vũ, ta dù là chết, đều muốn kéo nàng đệm lưng. Mặc kệ giết nàng,
sẽ dẫn phát cái gì, hắn tựa hồ đều không để ý. Kiếp vòng thụ thương Lý Vô Song, trong lúc nhất thời đứng trước hai mặt thụ địch. May mắn đúng vào lúc này, Bắc Đẩu Kiếm Tôn lập tức rút về hắn tiến công. Cái này khiến Lý Vô Song sau lưng lớn nhất áp lực, bỗng nhiên tan thành mây khói. Nàng có thể thở dốc. Sau một khắc, từ kiếp vòng bị hủy đưa tới ngập trời chi nộ, theo nàng trong lồng ngực, như hồng thủy một dạng bạo phát. Rất tốt, Thiên Thần Kiếm Tông, đời ta cùng các ngươi không xong. Nàng lúc nói chuyện, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bản tạo hình quỷ dị màu đen thư tịch. Mọi người đều biết, đỉnh cấp chiến quyết, trên cơ bản đều từ, truyền thừa kết giới, ghi chép, trật tự chi địa phía trên lấy thư tịch hình thức tồn tại cuốn vở, không ngoài dự tính, nhất định là từ Thiên Thần Văn cùng đỉnh cấp thảo mộc thần linh chế tác không linh thư, sáng tạo ra được trật tự thần thư. Coi như tại cái này trật tự chi địa, nắm giữ thiên thư linh sư, thiên phú người vẫn là số ít, một bản đỉnh phong trật tự thần thư sáng tạo niên hạn, thậm chí vượt qua ngang cấp trật tự kết giới. Cho nên, uy lực càng lớn, càng là quý giá, càng là hiếm thấy. Quyển này màu đen thư tịch, bìa là vô số màu đen thiên thần văn tạo thành màu đen ánh trăng đồ án, những ngày kia thần văn để vầng trăng này dường như sống lại, mới vừa xuất hiện, hắc ám giống như vòng xoáy. Chìm ngập lấy chung quanh ánh sáng, để phương viên 10.000 mét lâm vào trong bóng tối. Sau một khắc trong nháy mắt, Lý Vô Song dùng tự thân huyết, khởi động trật tự thần thư. Chỉ trải qua một đoạn ngắn tĩnh mịch, có thể nhìn đến quyển sách này đang nhanh chóng lật giấy. Nho nhỏ một quyển sách, khả năng có hơn vạn trang. Mỗi một trang đều viết lấy huyền ảo thiên thần văn, lại đều hợp thành màu đen ánh trăng đồ án. Hơn vạn trang bá một chút liền đi qua. Hoàn mỹ ấn chứng nữ nhân trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Một quyển sách trong nháy mắt lật hết, Lý Vô Song sắc mặt cũng âm ngoan đến cực hạn. Ngay một khắc này, quyển này tối thiểu đạt tới, cấp 6, trật tự thần thư ầm vang nổ tung. Là, Vạn Quỷ Minh Nguyệt Thư, đi. Theo Bắc Đẩu Kiếm Tôn giống to một tiếng, bao quát Phong Kiếm Hoàng ở bên trong lúc nhất thời đều ý thức được nguy hiểm, vội vàng chạy trốn. Điều này nói rõ cái này trật tự thần thư uy lực. Đủ để cho người uy phong mất hồn mất vía. Ông, lấy Lý Vô Song nơi ở làm trung tâm, một trận kinh thiên động địa siêu cấp nổ tung sinh ra, nổ tung ra đời một cái năng lượng màu đen thể, tựa như là một cái tinh cầu một dạng, ầm vang mở rộng, đem đại lượng cộng sinh thú, ngự thú sư, đất đai, thanh vân thần mộc đều chìm ngập trong đó. Ầm ầm, quang mang đều bị màu đen chìm ngập. Trong lúc nhất thời, trời đất mù mịt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng oanh minh chấn động thiên địa. Liền phương xa mọi người, đều có thể cảm nhận được khắp nơi chấn động kịch liệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như là đặt mình vào trong đêm tối, không có cách nào mở to mắt. Ong ong ong, tại hủy thiên diệt địa về sau, cái này một cỗ lực lượng dư âm, vẫn còn tại chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, vây quanh Lý Vô Song người, tử vong vô số. Tối thiểu có trên 10.000 người cùng cộng sinh thú, trước tiên, bị cái này trật tự thần thư uy lực, nghiền ép. Phá hủy vì bột phấn, trong một chớp mắt tan thành mây khói. Chiến tranh mùi máu tươi, vẫn kéo dài không rời. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cháy đen một mảnh. Cái kia Lý Vô Song vị trí, tức thì bị san thành bình địa, một mảnh vắng vẻ. Đương nhiên, chính nàng cũng không thấy. Đây là dùng máu tươi của nàng sử dụng trật tự thần thư, đương nhiên sẽ không làm bị thương nàng tự thân. Nàng bây giờ biến mất, nói rõ nàng sử dụng cái này trật tự thần thư. Mục đích đúng là vì chạy thoát. Hiển nhiên, nàng thành công. Chẳng những thành công, còn phản sát chí ít hơn vạn vạn tông liên minh người, lấy sức một mình, cho vạn tông liên minh, tạo thành lớn nhất tổn thương. Phải biết, tại cái này đuổi bắt nàng, rất nhiều đều là tinh anh. Lý Vô Song liền một cọng lông, đều không lưu lại. Phụ cận Ngân Trần, đều thẳng tiếp bị tạc chết rồi, cho nên liền Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời đều đã mất đi Lý Vô Song tung tích. Cái này, mọi người vây tại một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Trong sương khói, Bắc Đẩu Kiếm Tôn theo núi thây biển máu bên trong, xách ra tới một cái máu me đầm đìa lão giả. Hắn mang trên mặt thất tinh mặt nạ, cho nên thấy không rõ lắm nét mặt của hắn, chỉ có thể nghe ra thanh âm của hắn, hơi có chút bất mãn. Ta nói Lão Phong, ta theo ngươi hẹn xong chỉ là hù dọa nàng một chút, không để cho nàng dám lại đến Dương Oai, đem nàng những thứ này thủ hạ đều có thể giết chết là được rồi. Ngươi ngược lại tốt, để người ta kiếp vòng đều cho hủy đi một cái, người đây là chê ta mệnh dài a. Bắc Đẩu Kiếm Tôn hùng hùng hổ hổ, tức giận đến giơ chân. Ta muốn, giết nàng.
Phong Kiếm Hoàng hấp hối nói. Giết ngươi cái đầu heo, vợ ngươi không có, tất cả mọi người khó chịu, nhưng ngươi cầm tất cả chính mình người mệnh, tới làm báo thù thẻ đánh bạc, vậy liền không đúng. Chúng ta mục đích hôm nay, vốn là giết đến cái này Thanh Vân Đại Lục, chỉ còn lại có Lý Vô Song một địch nhân, hiện tại mục đích đạt đến, đại hoạch toàn thắng, ngươi hủy nàng kiếp vòng, cho lão tử cứ vậy mà làm một cái tai họa ngầm. Một con chuột cứt, hủy hỗn loạn. Bắt đầu kiếm tôn cũng không bằng người nhóm trong tưởng tượng như thế, là một cái lãnh khốc, cao quý người. Ngược lại, hắn phá lệ tiếp địa khí, có thể cùng cả cái tông môn người xưng huynh gọi đệ. Người đưa nhã hào, kiếm tông đại đương ra. Đây là trêu chọc hắn giống một tên sơn tặc đầu lĩnh, mà không phải thiên thần đại lục đế hoàng. Phong Kiếm Hoàng lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn 10.000 cái không muốn thừa nhận, có thể trong lòng vẫn là rõ ràng. Giết ai, cũng không thể giết Lý Vô Song. Thiên thần kiếm tông lần này ra mặt, đều là tại, nhất định hạn độ, bên trong, khiêu chiến trật tự thiên tộc. Qua cái này hạn độ, ai cũng bị không ngừng. Kiếm tôn, một kiếp vòng, sẽ như thế nào? Phong Kiếm Hoàng miệng đắng lưỡi khô nói. Cái này khó mà nói, xem người ta định tính đi. Bắt đầu kiếm tôn nói. Phải biết, kiếp vòng số lượng nhiều ít, sẽ quyết định thức thần số lượng. Ngang nhau phẩm chất thức thần, số lượng càng nhiều, chiến đấu càng là chiếm cứ tiện nghi. Đương nhiên, nơi này ngang nhau, phẩm chất, là tiền đề. Nói cách khác, có ít người kiếp vòng nhiều, thức thần nhiều, chưa hẳn nhất định so kiếp vòng thiếu cường. Nhưng, bảy kiếp, bát kiếp, bọn họ tránh thức quyết định, là tu luyện thiên phú cùng tu là cực hạn. Bảy kiếp cùng bát kiếp chân chính chênh lệch, là bảy kiếp vẫn là tinh tướng thần cảnh thời điểm, bát kiếp khả năng đã thần dương vương cảnh. Kiếp vòng số lượng khác nhau, tại tu luyện người trưởng thành kỳ, là kéo dài khoảng cách quan trọng. Kiếp vòng số lượng càng cao, tương lai trưởng thành độ cao cũng càng cao. Cho nên nói, một cái đã đến đỉnh phong tu luyện giả, cùng một tên tiểu bối, đồng dạng là kiếp vòng bị hủy diệt, ý nghĩa hơi có chút khác biệt. Tiểu bối bị cắt giảm tốc độ phát triển cùng thiên phú cực hạn, khẳng định thảm hại hơn. Đối Lý Vô Song tới nói, nàng nhiều lắm là tính toán trung niên, còn có nhất định trưởng thành cực hạn, hủy đi một kiếp vòng, đối nàng chưa để chiến đấu, cũng sẽ có một số ảnh hưởng. Đồng thời cũng sẽ cắt đứt nàng tiếp tục trưởng thành đường. Có thể tối thiểu nhất, so với một tên tiểu bối bị hủy diệt kiếp vòng, nàng coi như một chút may mắn. Cho nên, bắt đầu kiếm tôn mới có thể nói, cái này muốn nhìn đối phương, làm sao định tính. Lấy tính tình của nàng, lấy đế tôn đối nàng cương chiều, một kiếp vòng, cũng có thể dẫn phát đế tôn xuất thủ. Hiện tại là song phương quan hệ vi diệu kỳ, đế tôn muốn thông qua từng bước xâm chiếm thuận lợi cầm xuống Hiên Viên. Nhưng thật ra là không nguyện ý cùng vạn tông sinh ra đại quy mô xung đột, nhưng... Nói không chừng, hắn là cái cương mãnh người. Nói đến đây, bắt đầu kiếm tôn thanh âm, đã tương đương tàn khốc. Với hắn mà nói, đây là rất hiếm thấy. Bình thường, hắn là kiểu vui vẻ. Kiếm tôn, xin lỗi, ta cho ngươi thêm phiền toái. Phong Kiếm Hoàng nói. Được thôi, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Mặt khác, ta cũng không phải dễ đối phó. Tối thiểu nhất, ta hiện tại vạn tông được nhiều người ủng hộ không phải sao? Bắt đầu kiếm tôn cười nói. Kiếm tôn. Phong Kiếm Hoàng ánh mắt run rẩy, tâm lý đã ưng thuận quãng đời còn lại vì thiên thần kiếm tông, cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng lời hứa. Như có người muốn vì thế, trả giá đắt, ta nhất định việc nhân đức không nhường ai, tuyệt không liên lụy kiếm tôn. Phong Kiếm Hoàng sục sôi nói. Được rồi, hiện tại là thu hoạch thời khắc. Đừng nói những lời nói buồn bã như thế. Đi. Bước đầu tiên, quét dọn chiến trường, đem cái này hơn 200.000 chiến thần tộc, làm huyết tinh hải tu luyện giả tùy thân bảo bối, đều cầm trên tay, đây chính là một món của cải lớn giàu. Bước thứ hai, đi Vân Thượng Tiên Cung, chỗ đó có hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh đây. Động tác phải nhanh, làm xong vụ này, ta phải tránh né. Vâng. Gần nửa ngày sau, bắt đầu kiếm tôn đứng tại Thanh Vân Thần Mộc phía trên. Tại trước mắt hắn, một đầu trường xà cộng sinh thú thi thể, quấn quanh ở Thanh Vân Thần Mộc cành phía trên, đầu đạp kéo lại đi. Có thể kỳ quái là, nó trên thân cũng không có máu tươi rơi xuống. Theo lý thuyết, lớn như vậy cộng sinh thú treo ở trên không, trên thân nhiều như vậy vết thương, đổ máu khẳng định như trời mưa. Cái này Thanh Vân Thần Mộc còn hút máu đâu, thật sự là hiếm lạ, ta trước kia nghe nói, nó hút chỉ là hàng tinh nguyên. Bắt đầu kiếm tôn vui vẻ nói. Kiếm tôn, thần mộc rất kỳ tích,
chúng ta tổ tông đều đánh giá thấp hắn, chờ bắt lại Vân Thượng Tiên Cung, lại đem Thanh Hồn Điện khống chế, cái này thần mộc thì thuộc về chúng ta. Đến lúc đó, đoán chừng có thể thật tốt khai quật một chút. Phong Kiếm Hoàng thanh âm khàn khàn nói. Đó là tự nhiên, hết thảy 35 đối loại cây, toàn bộ đóng quân tốt đi. Mỗi một chỗ đều tại chúng ta trong khống chế. Bắc Đầu Kiếm Tôn hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi, Lý Vô Song người này, đến thời khắc cuối cùng, đều không bỏ được hủy đi loại cây, nói rõ nàng cho là mình còn có cơ hội. Phong Kiếm Hoàng nói. Lòng cao hơn trời, nói đến chính là nàng. Bắc Đầu Kiếm Tôn duỗi ra ngón tay, sờ soạng một chút cái kia Thanh Vân Thần Mộc hút máu dấu vết. Hắn phát hiện có một ít lá cây cành sợi rễ, đã đâm vào cái này cự xà cộng sinh thú huyết nhục bên trong, hút máu tươi, thậm chí là sinh mệnh tinh hoa. Thú vị, cái này Thanh Vân Thần Mộc, tựa như là một cái sinh mệnh. Đúng, ta trước kia cũng loại suy nghĩ này. Nghiên cứu trong chốc lát, bởi vì cái này Thanh Vân Thần Mộc quá lớn, bọn họ cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau. Lúc này thời điểm có người đến báo. Kiếm Tôn, chiến trường quét dọn xong. Như thế nào? Chỉ có không đến 10.000 địch nhân chạy ra Thanh Vân Đại Lục, hết thảy tiêu diệt 210.000 người, tù binh hơn 20.000 người. Bởi vì là vây giết, chúng ta trăm vạn đại quân, tổn thất không đến 40.000, tuyệt đối đại hoạch toàn thắng. Cấp dưới hưng phấn nói. Bảo bối đều nắm bắt tới tay rồi. Bắc Đầu Kiếm Tôn hỏi. Đại bộ phận đều đến tay, để Thần Võ Đế Quốc, Cuồng Đao Trại, cùng Lưu Ly Các phân đi một bộ phận. Được. Cái này ba cái thế lực, cũng là Bắc Đầu Kiếm Tôn mời mà đến ba cái, nhất lưu thế lực, bài danh tại, nhất quần tiên nữ cung, phía trên. Bọn họ ba cái liên hợp lại, ra 400.000 đại quân, số lượng cũng không nhỏ. Trong đó, Thần Võ Đế Quốc bài danh thiên bảng thứ 6, là Vô Mộng Tiên Quốc phía dưới, Vạn Trong Tông thứ 2 Hoàng Triều. Uy Phong Hoàng Tộc, cũng là đỉnh cấp ngự thú sư thị tộc. Cuồng Đao Trại, bài danh thứ 7. Đây mới thực là, sơn tặc, lập nghiệp tông môn, đừng nhìn tên thấp kém, kỳ thật lịch sử 10 phần đã lâu, thực lực cũng 10 phần hùng hậu. Lưu Ly Các, thì bài danh thứ 8, bọn họ thuộc tại Hải Dương Ngự Thú Sư, tông môn thì xây dựng ở, Lưu Ly Đại Hải, phía trên. Đó là trật tự chi địa phía trên Mỹ lệ nhất Hải Dương, hết sức xinh đẹp. Lưu Ly Các cũng là thiên bảng 10 vị trí đầu bên trong, duy nhất không có đất liền cương vực tông môn. Kiếm Tôn. Ba người bọn hắn tới tìm ngươi. Vừa dứt lời, nơi xa thì có ba thất nhân mã buông xuống. Phân biệt đại biểu cho ba cái tông môn. Thần Võ Đế Quốc bên này, thống soái là một cái tên là Võ Lăng Tàng, trung niên nam tử, hắn thân mặc hắc y, dáng người khôi ngô, khuôn mặt lại không thô lỗ, khói đặc mắt to, khí tức cẩn trọng, lộ ra 10 phần lãnh đạm. Cuồng Đao Trại bên này, thống soái thì là một vị gọi là Độc Nhãn Vương Hồng, người. Hắn chỉ có một con mắt lộ ở bên ngoài, con mắt còn lại dùng bịt mắt phủ lên. Người này vô lại 10 phần, ngược lại là cùng Cuồng Đao Trại phong cách hành sự có quan hệ, có thể xưng là cởi mở, cũng có thể xưng là lỗ mãng. Lưu Ly cùng đội ngũ bên trong, cầm đầu thì là một cái mỹ phụ, nàng mang theo hải lam sắc mạng che mặt, ánh mắt giống như đại dương, tĩnh mịch xa xưa. Ba vị này đều là tam phương, nhất lưu thế lực, nội bộ, bài danh tối thiểu trước 5 cường giả. Địa vị cùng Phong Vũ Kiếm Hoàng không sai biệt lắm, trên thực lực khả năng một chút kém chút, nhưng cũng rất tốt. Đều chính là trật tự chi địa phía trên đỉnh phong nhân vật. Ba phe nhân mã tới về sau, vậy đến tự Cuồng Đao Trại, Độc Nhãn Vương Hồng trực tiếp mở miệng, nói. Kiếm Tôn, bên này thu thập xong, dựa theo ban đầu ước định, là thời điểm tập kết đại quân, cầm xuống Vân Thượng Tiên Cung. Thành, ta cái này an bài. Bắc Đầu Kiếm Tôn nói. Hắn cũng là lạnh lùng nhanh chóng tính cách. Chủ yếu là Phong Kiếm Hoàng chém đứt Lý Vô Song một kiếp vòng, trong lòng của hắn có tai họa ngầm, càng cần hơn tốc chiến tốc thắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiếm Tôn, ta xác nhận một chút, dựa theo chúng ta ngay từ đầu ước định, loại cây chúng ta mặc kệ, nhưng là Vân Thượng Tiên Cung bên trong hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh, từ chúng ta ba phe bình quân chia cắt, đúng không? Thần Võ Đế Quốc Võ Lăng Tàng hỏi. Đúng, nhưng Vân Thượng Tiên Cung truyền thừa, bảo vật, thuộc về chúng ta. Yên tâm, ta là rộng thoáng người, tuyệt không lật lọng. Bắc Đầu Kiếm Tôn nói. Theo cái này phân phối đến xem, Bắc Đầu Kiếm Tôn vẫn là chiếm cứ đại tiện nghi. Nếu không phải hắn muốn, đầu to, đoán chừng vạn tông liên minh, đã sớm thành lập. Đương nhiên, cái này quyết định bởi tại loại cây giá trị.
muốn là loại cây không có giá trị, hắn thì thua lỗ. Kiếm tôn nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta đương nhiên tín nhiệm, nhưng bây giờ xảy ra chút vấn đề. Lưu Ly cung thống soái, Mộc Thanh Khúc nói. Vấn đề gì? Bắc Đầu kiếm tôn bình thản hỏi. Liên minh chúng ta giết trước khi đến, Vân Thượng Tiên cung phản bội Lý Vô Song, cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Người trước đây đang toàn lực truy sát Lý Vô Song cùng hắn vây cánh, khả năng không biết, chính là bởi vì Vân Thượng Tiên cung mở ra kết giới, không cho chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải đi vào, chúng ta vây giết mới sẽ thuận lợi như vậy. Vừa rồi, có một ít Vân Thượng Tiên cung tu luyện giả, ra kết giới bên ngoài, còn hướng chúng ta tranh công đây. Độc Nhãn Vương Hồng cười đến có chút châm chọc. Việc này ta biết, Vân Thượng Tiên cung bất quá là có tật giật mình, nghe được trăm vạn đại quân tin tức, tâm lý sợ hãi, phản tới một trận chó cắn chó thôi, cái này rửa không thoát được Vân Thượng Tiên cung, đã trở thành trật tự thiên tộc chó săn, vì trật tự thiên tộc làm việc sự thật. Ba vị yên tâm, tiếp đó, cứ việc giết chính là. Bắc Đầu kiếm tôn nói. Có kiếm tôn câu nói này, chúng ta an tâm. Đúng, làm lâu như vậy chó săn, cắn một cái chủ nhân, liền có thể tẩy trắng. Chó cũng là chó. Ba vị nói quá đúng. Bắc Đầu kiếm tôn, lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, nói. Chúng ta lập tức thống soái đại quân, binh lâm Vân Thượng Tiên cung. Mời. Sau khi nói xong, tứ phương mỗi người đi an bài. Vừa mới quét dọn xong chiến trường trăm vạn đại quân, lập tức hành động. Trên đường. Phong kiếm hoàng hỏi, kiếm tôn, ta đối Vân Thiên Khuyết người này, có một hai hiểu rõ, hắn dám mở ra kết giới. Không cho Lý Vô Song vây cánh đi vào, cũng là cùng trật tự thiên tộc triệt để vạch mặt, bản thân thì phải thừa nhận bị trật tự thiên tộc diệt đi mạo hiểm, nói rõ đúng là biết sai có thể thay đổi, quay đầu là bờ. Chúng ta nếu là công phá Vân Thượng Tiên Cung, dẫn đến sinh linh đồ thán, sẽ làm phản hay không mà bị người lên án. Việc này suy nghĩ rất lâu, hắn vẫn là nói ra khỏi miệng. Nghĩ gì thế, hiện tại người biết còn không nhiều, tốc chiến tốc thắng là được rồi. Lịch sử đều từ người thắng lợi viết, chúng ta thắng, đem bọn hắn trật tự thiên tộc chó săn cái mũ cho đập thực, sao lại không được. Thái Dương Vạn Tông có thể người nói chuyện chỉ có mấy cái, Vân Thiên Khuyết có thể không ở tại bên trong. Bắc Đầu kiếm tôn nói. Ta hiểu. Phong kiếm hoàng sa nhìn phương xa, khẽ thở một hơi, nói trắng ra là, cái kia ba vị đem Vân Thiên Khuyết hạ thấp không đáng một đồng, còn không phải là bởi vì, bọn họ muốn cầm đến cái kia ba tỷ thảo mộc thần linh. Lão Phong, người muốn thiếu muốn một chút, mới có thể thoải mái một chút, minh bạch. Bắc Đầu kiếm tôn cái kia trên mặt nạ bảy cái tinh quang lỗ thủng, sâu kín nhìn lấy hắn. Minh bạch. Phong kiếm hoàng gật đầu. Đông. Đông. Ngoại trừ vẫn tại thanh lý chiến trường, thủ vệ loại cây, còn có hơn 600.000 đại quân, khống chế lấy cộng sinh thú lao nhanh mà đến. Bọn họ bay lên trên không, đem cái kia Vân Thượng Tiên cung cái này một tòa thiên không đảo. Vây quanh đến nước chảy không lọt. Giống giống. Cự thú gào rú, thanh uy chấn thiên. Cái này hơn 600.000, đều là đến từ Thái Dương Vạn Tông cường giả, có rất nhiều đều là thần dương vương cảnh. Mỗi một cái thực lực, đều là Vân Thượng Tiên Cung 100.000 tu luyện giả loại cấp bậc kia. Tiếp đó, còn có nhiều người hơn thêm vào. Trật tự thiên tộc chó săn, đóng lại kết giới, lăn ra đến, tiếp nhận Vạn Tông thẩm phán. Sinh mà làm người. Cho người làm heo chó, các ngươi thẹn với liệt tổ liệt tông, mất hết tiền bối mặt mũi, không xứng làm Vạn Tông thế lực. Thiên Vân tộc, Minh Lộc tộc, quả thật ti tiện chi tộc, không tư cách cùng chúng ta đặt song song. Nhanh mau ra đây thỉnh tội, tiếp nhận Vạn Tông trách phạt, nếu không chúng ta tất nhiên đánh vào kết giới, đem các ngươi diệt vong, lấy chính Vạn Tông cốt khí, trấn nhiếp hậu nhân. Mấy chục vạn người chửi rủa, trên mặt của mỗi một người, đều viết nghĩa chính ngôn từ. Dù là đại đa số người đều biết, vừa rồi nhất chiến, Vân Thượng Tiên Cung cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, cắt đứt địch nhân con đường sau này. Nhưng là như thống soái của bọn họ nói, làm chó về sau, cắn chủ nhân một miệng, liền có thể tẩy trắng. Lại cho các ngươi 10 hơi thời gian, không lăn ra đến, chúng ta thì giết đi vào. Chớ ép bách chúng ta, đối người Vân Thượng Tiên Cung dùng hình. Bắc Đầu kiếm tôn lần này, chính là muốn tan rã Vân Thượng Tiên Cung thượng tầng lực lượng. Đem cái này tông môn đánh thành, nửa diệt vong, trạng thái, để hắn hết thảy đều bị thanh hồn điện tiếp quản. Dạng này lâu dài đi xuống, Thiên Vân tộc cùng Minh Lộc tộc xuống dốc, nghênh đón Vân Thượng Tiên Cung, lại là một trận mãn tính tử vong. Loại phương pháp này, cùng trật tự thiên tộc đối đãi Hiên Viên Long Tông biện pháp giống nhau.
đây mới là bọn họ sử dụng, diệt tộc phương thức. Trực tiếp đồ diệt chi pháp, quá bạo lệ, quá hung tàn, tổn hại công đức, đó là đại tội nhân. Bọn họ không sợ cái gì hư vô mờ mịt thiên đạo thẩm phán, liền sợ ảnh hưởng chính mình nội tâm ý chí, ảnh hưởng thần ý, ảnh hưởng tu hành. Phải biết, hiện tại Vân Thượng Tiên Cung bên trong, nhưng có hơn 10 triệu thiên vân tộc, Minh Lộc tộc hậu nhân đây. Lăn ra đến, nộ hống chấn thiên, Bắc Đầu Kiếm Tôn, Phong Kiếm Hoàng, Võ Lăng Tàng, Độc Nhãn Vương Hồng, Mộc Thanh Khúc đám nhân vật, đứng tại hơn 600.000 đại quân trước đó, nguyên một đám ánh mắt lạnh lùng. Dạng này một màn, một chút cũng không có vượt quá Lý Thiên Mệnh đoán trước. Quả nhiên, Lý Vô Song bại lui, 1 triệu liên minh, liền đem hung quang ném đến trên người bọn họ. Nói trắng ra là, Vân Thượng Tiên Cung chỉ là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Giải quyết Vân Thượng Tiên Cung, còn lại Thanh Hồn Điện tại Bắc Đầu Kiếm Tôn đến đỡ dưới, xem ra trưởng thành, nhưng thật ra là khôi lỗi, là bị thôn tính. Về sau, liền xem như tại Thanh Hồn Điện bên trong, Cổ Kiếm Thị cùng Đông Diệp tộc, đều sẽ từ từ lui ra. Thẳng đến Thanh Hồn Điện, biến thành chân chính Thiên Thần Kiếm Tông phân bộ, từ Thạch Kiếm Tộc chấp trường. Đây là Bắc Đầu Kiếm Tôn tham vọng. Nhất định phải phản kháng. Tối thiểu nhất đối Lý Thiên Mệnh tới nói, Thanh Vân Đại Lục, là hắn muốn căn cơ chi địa. Lúc này thời điểm, mây khói lăn lộn bên trong, Vân Thiên Khuyết mang theo Vân Thượng Thiên Cung 100.000 tu luyện giả, mang theo hơn vạn chiến thần tộc thi thể, xuất hiện tại 600.000 đại quân trong tầm mắt. Rầm rầm rầm, bọn họ đem chiến thần tộc thi thể, ném ra kết giới. Đối phương khẳng định thấy rõ ràng. Vân Thiên Khuyết xuất lĩnh 100.000 tu luyện giả, dõng dạc, mặt hướng cái này hơn 600.000 đại quân, từ hắn dẫn đầu, đồng thời mở miệng. Chúng ta đại biểu Vân Thượng Thiên Cung, đại biểu Thanh Vân Đại Lục Bách Tính, cảm tạ vạn tông liên minh chư vị, xuất binh trợ giúp, giải cứu chúng ta tại trong nước sôi lửa bỏng. Lời này để rất nhiều người sửng sốt một chút. Vân Thiên Khuyết, đừng đùa làm những thứ này nhàm chán trò xiếc, chúng ta trợ giúp chính là Thanh Vân Đại Lục không sai, nhưng không phải Vân Thượng Thiên Cung. Tràng chiến dịch này bên trong, các người Vân Thượng Thiên Cung, chỉ là trật tự thiên tộc chó săn, các người vì ngoại tộc bán mạng, mất hết ta vạn tông mặt mũi. Bây giờ ta đợi đến, chính là muốn giết gà dọa khỉ, lấy nhìn thẳng vào nghe, để người Vân Thượng Thiên Cung vì giết lục đồng bào, bán tổ cầu vinh, trả giá đắt. Thần Võ Đế Quốc, Võ Lăng Tàng, nói. Vạn chúng hô ứng. Rầm rầm rầm. Bọn họ thanh thế chấn thiên. Toàn bộ Vân Thượng Thiên Cung, run lẩy bẩy. Có thể ngay cả như vậy, Vân Thiên Khuyết vẫn là mặt không đổi sắc. Hắn trực diện Võ Lăng Tàng, lớn tiếng nói, ngươi nói chúng ta Vân Thượng Thiên Cung giết hại đồng bào. Như vậy xin hỏi ngươi, chúng ta cái nào một lần xuất thủ qua? Là Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh xuất thế một lần kia, vẫn là Uyên Ương Hồ Vũ Kiếm Hoàng chiến tử một lần kia? Võ Lăng Tàng á khẩu không trả lời được. Hắn không có cách nào phản bác. Bởi vì Vân Thượng Thiên Cung từ đầu đến cuối, đều không động tới tay. Các ngươi xác thực không có xuất thủ, nhưng là dẫn tới trật tự thiên tộc chó săn, tai họa Thanh Vân Đại Lục là sự thật. Lưu Ly Cung Mộc Thanh Khúc âm thanh lạnh lùng nói. Dẫn tới trật tự thiên tộc chó săn, cái này càng buồn cười hơn, chúng ta Vân Thượng Tiên Cung, thế đơn lực bạc, bị chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải bức hiếp, căn bản bất lực, càng không người cứu viện. Cái này hai đại nhất lưu thế lực, ham ta Thanh Vân Đại Lục thảo mộc thần linh, ta Vân Thượng Tiên Cung nơi nào có phản kháng tư bản. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng chỉ là bị lợi dụng, đối tượng bị nô dịch. Thẳng đến ta nghe nói vạn tông liên minh đến, liền lòng sinh đại hỷ, quả quyết mở ra kết giới, phụ trợ liên minh đại quân, cùng một chỗ đoạn tuyệt đối thủ con đường sau này, còn chặn giết nhiều như vậy chiến thần tộc. Chúng ta vốn mừng rỡ đan sen, đang chuẩn bị cảm ơn các vị, nhưng không ngờ các vị hãm thành, còn tuyên bố muốn tru diệt. Như thế vô tình tiến hành, để cho chúng ta rất là trái tim băng giá. Chẳng lẽ chúng ta chỉ là đuổi đi xài lang, lại tới mãnh hổ, các người giống như bọn họ, toàn tính, đều là chúng ta truyền thừa hậu nhân thảo mộc thần linh. Vân Thiên Khuyết nói đến kích động, đã dẫn phát Vân Thượng Tiên Cung vô số người cộng minh. Tuyệt hảo chỗ, thúc người rơi lệ. Mấu chốt là, hắn nói đến xác thực không chê vào đâu được. Cái này khiến cái kia 600.000 đại quân, á khẩu không trả lời được. Dựa theo Vân Thiên Khuyết thuyết pháp này, bọn họ ngay từ đầu liền bị bức hiếp. Tựa hồ cũng có thể thông cảm được. Ngay tại lúc này, cái này hơn 600.000 đại quân, còn muốn mạnh mẽ diệt vong Vân Thượng Thiên Cung, mục đích của bọn hắn, bên ngoài có chút quá mức rõ ràng. Bắc Đầu Kiếm Tôn rõ ràng đem sự tình,
muốn đơn giản. Người thắng lợi viết lịch sử không sai. Thế nhưng là, quá nhiều người chứng kiến, chắc chắn sẽ có còn lại phiên bản truyền đi. Vân Thiên Khuyết cao minh, ngay ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ồn ào. Bao quát cái này 600.000 đại quân nội bộ, bọn họ đồng dạng hoài nghi, nếu như Vân Thiên Khuyết là nói thật, bọn họ cái này chẳng phải là sát nhân đoạt bảo. Nói ngắn gọn, Vân Thượng Thiên Cung kịp thời phản nghịch trật tự thiên tộc quyết định này, quá chính xác. Bằng không lúc này thời điểm, đại quân tiếp cận, căn bản sẽ không cùng hắn nói nhảm. Tại cái này hỗn loạn thời khắc, ánh mắt của mọi người, đều tại Bắc Đẩu Kiếm Tôn phía trên. Cái kia trên mặt nạ 7 cái lỗ trống bên trong bắn ra quang mang, chiếu xạ tại Vân Thiên Khuyết trên thân. Hắn hỏi, Vân Thiên Khuyết, ngươi luôn mồm, bị đối phương bức hiếp mới thêm vào chó săn hàng ngũ, nhưng có chứng cứ. Theo ta được biết, theo tại Vô Thiên Chi Cảnh bắt đầu, ngươi vì ngăn chặn Thanh Hồn Điện, chủ động cùng Cổ Mạc Đan Thần, Lam Sa giao lưu, rất nhiều người đều thấy được. Ngươi lần này dừng cương trước bờ vực, đơn giản thì biết khó mà lui, sợ hãi chúng ta, hiện tại còn muốn cùng trật tự thiên tộc phủi sạch quan hệ, gạt được người nào. Đúng. Vạn chúng lại lần nữa hỏa nhiệt. Bọn họ chán ghét nhìn lấy Vân Thiên Khuyết. Há không tài liệu, Vân Thiên Khuyết chính trọng nói, Kiếm Tôn, ta xác thực không có chứng cứ, nhưng là ta có nhân chứng, ta nhân chứng có thể chứng minh, từ vừa mới bắt đầu, ta thì cùng Vạn Tông đứng chung một chỗ. Bọn họ đã sớm kế hoạch tốt. Cái này hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh, tuyệt đối không thể khác lấy đi. Nhân chứng. Vân Thiên Khuyết thuyết pháp, để cái này hơn 600.000 cường giả, đều sửng sốt một chút. Nhìn Vân Thiên Khuyết cái này chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ, bọn họ đều cảm thấy có chút buồn cười. Đến thời khắc này đến, đại đa số người vẫn cảm thấy, hôm nay cầm xuống, trật tự thiên tộc chó săn, vẫn không có bất ngờ. Cho nên, Vân Thiên Khuyết nói lời, mọi người trên cơ bản hiểu thành, ngụy biện. Trên mặt bọn họ đều là cười lạnh. Vân Thiên Khuyết, người nói nhân chứng, là người trong tông môn phức tạp thanh lý quét dọn lão già, vẫn là Thanh Vân Thần Mộc phía trên một cái sâu ăn lá a. Cuồng Đao Trại, Độc Nhãn Vương Hồng, châm chọc nói. Đương nhiên, hắn nhưng không biết, Thanh Vân Thần Mộc phía trên, xác thực trải rộng côn trùng. Nhưng không phải thanh sắc, mà chính là ngân sắc. Nghe nói lời này, mọi người tiếp tục cười vang. Cái gọi là chứng cứ, nhân chứng, dưới cái nhìn của bọn họ, trên cơ bản đều là vô hiệu. Trên thế giới này, chỉ có trận doanh khác nhau, chân tướng không có trọng yếu như vậy. Đối mặt vạn chúng nghi vấn. Vân Thiên Khuyết sắc mặt không có chút rung động nào, tựa hồ đã tính trước. Hắn chuyển đằng sau hướng sau lưng, nói, mấy vị, mời. Hắn sau khi nói xong, thì có mấy người, đi tới bên cạnh hắn. Theo thứ tự là Bạch Long Hoàng Long Uyển Oánh, Dương Sách, còn có. Cổ Kiếm Thanh Sương. Mấy người này vậy mà xuất hiện ở đây, tuyệt đối gọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Nhất là Phong Kiếm Hoàng, hắn có chút mê hoặc nhìn Cổ Kiếm Thanh Sương. Phải biết, cái này hai đại tông môn thế nhưng là kẻ thù truyền kiếp a. Đi vào trước mắt mọi người về sau, Long Uyển Oánh nhìn về phía Bắc Đẩu Kiếm Tôn, Võ Lăng Tàng bọn người, môi đỏ khẽ mở, ngữ khí kiên định, nói, ta có thể vì Vân Tông chủ làm chứng, tại chiến thần tộc bại lộ bọn họ vì trật tự thiên tộc hiệu lực thực chất về sau, Vân Tông chủ thì cùng ta từng có câu thông. Hắn không nguyện ý đứng tại Vạn Tông mặt đối lập, chỉ là bị người bức hiếp, cho nên tại Thanh Vân Thần Mộc phương diện mấy lần giao phong. Vân Thượng Tiên Cung đều tận khả năng không xuất lực. Lần này kịp thời phản nghịch Lý Vô Song, cắt đứt địch nhân con đường sau này, là chúng ta Hiên Viên Long Tông cùng Vân Cung chủ tốt đẹp câu thông, đứng tại mặt trận thống nhất phía trên kết quả. Long Uyển Oánh đại biểu là thiên bảng thứ hai Hiên Viên Long Tông, lần này biến cố trước, Hiên Viên Long Tông mới là thổ dân, lãnh thụ. Nàng, là có phân lượng. Nhất là, nàng không phải Vân Thượng Tiên Cung chính mình người. Thậm chí lúc trước, coi như, địch nhân. Có thể để cho địch nhân vì chính mình làm chứng, đây mới gọi là chứng cứ. Việc này ta cũng có thể làm chứng. Vì thủ hộ Thanh Vân, tại cái này điểm mấu chốt phía trên, chúng ta Thanh Hồn Điện nguyện ý cùng Vân Thượng Tiên Cung cùng tiến thối, khu trục ngoại địch. Cổ Kiếm Thanh Sương nói bổ sung. Hắn, so Long Uyển Oánh càng có phân lượng. Bởi vì, hắn không chỉ là địch nhân, vẫn là kẻ thù truyền kiếp. Kẻ thù truyền kiếp đều có thể làm chứng, kia liền càng đầy đủ. Nói thật, bao quát Bắc Đẩu Kiếm Tôn ở bên trong, đều bởi vì bọn họ xuất hiện, phát biểu, lâm vào khiếp sợ trạng thái. Nói trắng ra là, việc này vượt qua trí tưởng tượng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời,
việc này để rất nhiều sắc mặt người khó coi. Long Uyển Oánh dám ở đây, đối Bắc Đầu Kiếm Tôn nói, Kiếm Tôn, việc này chuyện rất quan trọng, tại khu trục trật tự thiên tộc chó săn trước, Vân Cung Chủ có rất nhiều cản tay, bởi vậy, chúng ta không có trước đem việc này, cáo chi Thiên Thần Kiếm Tông. Bất quá, đây là tất cả đều vui vẻ chuyện vui, bây giờ chiến thần tộc, làm huyết tinh hải đền tội, Vân Thượng Tiên Cung thoát ly bức hiếp, chúng ta vạn tông quy tâm, thắng được một trận đại thắng, càng không cần nửa cái Thanh Vân Đại Lục đổ máu 10.000 dặm, tất cả đều vui vẻ. Thiên Viên Long Tông, Thanh Hồn Điện, liên hợp vì Vân Thượng Tiên Cung giải vây. Đối với vạn tông liên minh tới nói, dưới loại tình huống này, tiếp tục hạ sát thủ, đồ diệt Vân Thượng Tiên Cung, tạo thành sinh linh đổ thán, thực sự quá khó khăn. Đối Bắc Đầu Kiếm Tôn cùng cái này ba đại nhất lưu thế lực tới nói, đây đều là một bàn tay. Bọn họ vui vẻ, đến đây, thu hoạch, lại bị tạt một chậu nước lạnh. Tâm lý nhiều khó chịu, có thể nghĩ. Mặc dù nói 20 mấy vạn trên người địch nhân bảo bối, đã để bọn họ kiếm bộn rồi một bút. Thế nhưng là, hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh cùng nửa cái Thanh Vân Đại Lục trưởng khống quyền, đang ở trước mắt, ai muốn từ bỏ đâu. Mọi người ào ào nhìn về phía Bắc Đầu Kiếm Tôn, cần muốn hắn làm chủ. Chỉ thấy hắn trên mặt nạ tinh quang, bắn ra tại Long Uyển Oánh trên thân, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ta hiểu được. Kiếm Tôn minh bạch cái gì? Lưu Ly Cung, Mộc Thanh Khúc, nói tiếp. Vân Thiên Khuyết đại khái là đáp ứng, đem một bộ phận thảo mộc thần linh đưa cho Hiên Viên Long Tông, lại cho Thanh Hồn Điện cắt nhường địa bàn, dùng cái này tránh cho bị số mệnh bị diệt vong, thật sự là cao a. Vấn đề là, Long Uyển Oánh, Cổ Kiếm Thanh Xương, các ngươi thân là vạn tông một phần tử, lại ăn loại này chó săn nát tiền, các ngươi lương tâm có thể an. Không thể không nói cái này Bắc Đầu Kiếm Tôn, lý do thoái thác vẫn còn rất cao rõ ràng. Mọi người nghe xong, tại bảo vật dụ hoặc dưới, Hiên Viên Long Tông cùng Thanh Hồn Điện, đều thẳng tiếp không có sự tín nhiệm. Tốt ngươi cái Long Uyển Oánh, Cổ Kiếm Thanh Xương, vậy mà vì một chút chỗ tốt, thì vì chó săn nói tốt, quả thực mất hết vạn tông mặt mũi. Độc Nhãn Vương Hồng nhất thời chửi rủa. Tràng diện lại lần nữa hỗn loạn. Cái mũ này giữ lại, tương đương chí mạng. Mắt thấy là phải kịch chiến, đúng vào lúc này, Vân Thiên Khuyết chung quanh, lại tăng thêm 2 người. Theo thứ tự là Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên. Bọn họ là 2 cái thiên cung đệ tử. 2 người trẻ tuổi, vốn là sẽ không làm người khác chú ý, có thể thiên cung đệ tử thân phận lại khác biệt. Mấu chốt là, Bắc Đầu Kiếm Tôn còn nghĩ ra được bọn họ đây. Chư vị tiền bối, nghe ta một câu, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cái này bề ngoài quá mức dễ thấy, ai cũng có thể liếc một chút nhận ra hắn là ai. Hắn xuất hiện về sau, Bắc Đầu Kiếm Tôn ánh mắt, liền rơi vào trên người hắn. Ánh mắt kia, nhiều ít có chút quái dị. Ta có thể làm chứng, Vân Thượng Tiên Cung đoạt được Thảo Mộc Thần Linh, sẽ không cho Hiên Viên Long Tông, mà lại, 2 cái tông môn ở giữa, càng không có địa bàn giao dịch, tại dạng này điều kiện tiên quyết. Nếu như các vị vì cướp đoạt Thiên Cung, phân phối cho Vân Thượng Tiên Cung Thảo Mộc Thần Linh, thậm chí vì chiếm trước Thanh Vân Đại Lục địa bàn, cưỡng ép phát động chiến tranh, ta nghĩ ta sẽ đem đây hết thảy chi tiết, toàn bộ bẩm báo Thiên Cung. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, Thiên Cung hiện tại rất quỷ dị. Nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Cung đệ tử, cái thân phận này, còn có thể lấy ra dùng. Trên thực tế, 3 tỷ Thảo Mộc Thần Linh, muốn giữ vững bọn họ, vị trí của bọn nó ở nơi nào rất quan trọng. Nếu như Thảo Mộc Thần Linh còn tại Thanh Vân Thần Mộc phía trên, cái kia mặc kệ là Vân Thượng Tiên Cung vẫn là Thanh Hồn Điện, đều không có quyền chủ động. Bọn họ cần đại lượng thời gian ngắt lấy, quá trình này, tự nhiên sẽ bị người cản tay. Nhưng muốn là tại trong tông môn, có thủ hộ kết giới bảo hộ, Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện, đều có thể cứng. Đây chính là Thanh Vân Thần Mộc vừa kết quả thời điểm, cùng hiện tại khác nhau. Nhất là Vân Thượng Tiên Cung bên này, trợ giúp, bọn họ chiến thần tộc. Lam Huyết Tinh Hải đã bị giết sạch, Vân Thiên Khuyết cùng Thiên Thần Kiếm Tông, cũng không có hiệp nghị. Kỳ thật đến cùng là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Tại chỗ hơn 600.000 người, đều biết mình là đến cướp. Thế nhưng là, danh chính ngôn thuận đoạt, cùng cường đạo thức đoạt, trên bản chất khác biệt. Phải biết, bọn họ chỉ đại biểu vạn tông một bộ phận, cường đạo thức cướp đoạt, sẽ khiến rất nhiều khiển trách, phản kháng. Lại thêm, còn có thiên cung đệ tử, tự mình cảnh cáo. Ta biết các ngươi là vì Thảo Mộc Thần Linh mà đến, nhưng là, Vân Thượng Tiên Cung làm lựa chọn chính xác, từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không đối phó vạn tông chuyện bất lợi, nếu như bởi vì các vị tham lam,
liền muốn nổ diệt một cái tông môn, giết chết 1 triệu người, cái kia các vị cùng xúc sinh, có cái gì khác nhau? Lý Thiên Mệnh ánh mắt, quét mắt những người này. Hắn chỉ là một tên tiểu bối, giờ phút này lại là đang bảo vệ Vân Thượng Tiên Cung, bảo hộ nửa cái Thanh Vân Đại Lục tương lai. Cái này khiến hắn lần thứ nhất, tại Vân Thượng Tiên Cung bên này, thu hoạch hảo cảm. Câu nói này nói xong, hơn 600.000 đại quân, có chút á khẩu không trả lời được. Lý Thiên Mệnh, người nói những lời này, là đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu Thiên Cung. Cuồng Đao Trại Độc Nhãn Vương Hồng, ánh mắt âm sâm hỏi. Tiền bối, ta đại biểu ai cũng không có khác nhau. Ngươi có thể hiểu thành, ta đại biểu Thanh Vân Đại Lục bách tính. Chúng ta cảm kích Vạn Tông Liên Minh, cho chúng ta khu trục ngoại địch, chúng ta biết, các ngươi trên chiến trường thu hoạch đã không nhỏ, như vậy, mời cho Thanh Vân Đại Lục con cháu hậu bối, lưu một con đường sống. Các ngươi lấy đi thảo mộc thần linh, chỉ có thể dệt hoa trên gấm, nhưng đối Thanh Vân Đại Lục khuyết thiếu hằng tinh nguyên những người tu luyện tới nói, những thứ này thảo mộc thần linh, là tương lai của bọn hắn, là mạng của bọn hắn. Lại lần nữa tĩnh mịch. Bao quát Bắc Đầu Kiếm Tôn ở bên trong, rất lâu đều không một người nói chuyện. Không nói gì, đã nói đối lý. Từ xưa đến nay, phát động chiến tranh tối thiểu đều cần, tìm một cái quang minh chính đại lý do. Không phải vậy, không đủ để cho thủ hạ cường giả, cưỡng ép lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí có người xâm lược nước khác, đồ sát bách tính, còn muốn cho mình tẩy não, cho là mình tại tạo phúc mảnh đất này, mang cho dân bản xứ dân, tự do. Lý Thiên Mệnh bọn họ, cũng là để cái này Vạn Tông Liên Minh, tại hành hung trước đó, đã mất đi bọn họ nghĩa chính ngôn từ lý do. Này lại để hơn 600.000 người, nhân tâm tán loạn, hạ không được sát thủ. Các vị Vạn Tông đồng minh, ta Vân Thượng Tiên Cung hơn 10 triệu bách tính, đã tọa trấn kết giới, cùng Vân Thượng Tiên Cung cùng tồn vong, nếu như các vị thực sự còn muốn diệt vong chúng ta, như vậy, chúng ta hơn 10 triệu người, sẽ chết chiến đến cùng. Muốn cầm đi chúng ta truyền thừa con cháu căn cơ, thì theo thi thể của chúng ta phía trên nhảy tới, giết không chết 10 triệu cái mạng, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi một phần thảo mộc thần linh. Vân Thiên Khuyết cùng sau lưng 100.000 người đứng chung một chỗ, tâm tình kích động, lớn tiếng tuyên cáo. Cùng tồn vong, quyết sinh tử. 100.000 người vì thế nộ hống, căm tức nhìn 67 lần tại nhân mã của bọn hắn. Tại Vân Thượng Tiên Cung bên trong, tại kết giới dẫn động dưới, còn có hơn 10 triệu người, vì bảo vệ hộ truyền thừa của bọn hắn, đồng thời giống giận rung trời. Ong ong, liền Lý Thiên Mệnh đều đinh tai nhức óc. Mặc kệ là tại Viêm Hoàng Đại Lục, vẫn là tại cái này trật tự chi địa, bách tính, chúng sinh lực lượng, đều là kinh khủng. Xem thường cái này ngàn vạn người đóng giữ vạn trượng thiên vân kết giới, cũng sẽ để cái này hơn 600.000 người, nỗ lực giá cao thảm trọng. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Thiên Mệnh đều cho rằng, mặc kệ là Lý Vô Song vẫn là Bắc Đầu Kiếm Tôn, đều tại đánh giá thấp cái này hơn 10 triệu người phối hợp kết giới, có thể phát huy suất lực lượng. Giờ khắc này, ngàn vạn người nộ hống, dường như gia cường phiên bản Thiên Mệnh Thần Thành lại hiện ra. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn 600.000 người ánh mắt, bắt đầu trốn tránh. Rút lui đi. Không có ý nghĩa. Những người này điên rồi, đoạt bọn họ đồ vật, tánh mạng đều phải góp đi vào. Bọn họ có đầu rút cổ ở bên trong, ai cũng không có cách nào. Loại này ngôn luận, đã rất là thịnh hành. Vạn Tông Liên Minh, dù sao chỉ là lâm thời liên minh, Bắc Đầu Kiếm Tôn cái này minh chủ, quyền lực của hắn không phải ổn định. Tại xuất hiện ý kiến khác nhau thời điểm, ai nói chuyện đều vô dụng. Vân Thượng Tiên Cung an toàn, đây là chiều hướng phát triển. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cũng có thể cảm giác được, Bắc Đầu Kiếm Tôn mấy người này, tâm tình cực kém. Rất rõ ràng, bọn họ thất sách. Vân Thượng Tiên Cung giải quyết, tiếp đó, còn phải giữ vững, Thanh Hồn Điện, Thảo Mộc Thần Linh, cuối cùng là loại cây. Đang lúc Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Ngóng nhìn phương Nam, cái kia Thanh Vân Thần Mộc lớn như vậy tán cây, giấu ở trong mây mù, lờ mờ có thể thấy được. Đúng vào lúc này, Thần Mộc mỗi một điều sợi rễ, mỗi một mảnh lá cây, mỗi một đóa hoa, vậy mà đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành tinh hồng sắc. Thanh Vân Thần Mộc, đột nhiên đại biến. Thần Mộc thế nào? Biến hóa này không có truyền ra tiếng vang, nhưng là ở đây mỗi người, đều có thể cảm giác, trong không khí, tràn ngập một loại quỷ dị mùi máu tươi. Loại cây. Bắc Đầu Kiếm Tôn quay người, hướng phía trước phương Nam chân trời cái kia huyết sắc đại thụ che trời, lập tức giơ cánh tay lên, nói, tất cả mọi người, theo ta đi.
rầm rầm rầm. Hơn 600.000 đại quân, tập kết cùng một chỗ, trong nháy mắt rời đi Vân Thượng Tiên Cung, hướng về phương Nam phóng đi. Tựa như là một đám chó hoang, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Chen chúc mà đi. Vân Thượng Tiên Cung nguy cơ, tạm thời giải trừ. Lấy hôm nay tình huống nhìn, cũng hẳn là vĩnh cửu giải trừ. Cái kia hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh, cũng coi như giữ vững. Sự thật chứng minh, hai người bọn họ tông môn, chỉ cần đủ kiên cường, có thể lấy được thảo mộc thần linh khẳng định càng nhiều. Tất cả mọi người tiếp tục đề phòng, tiếp tục thủ vệ gia viên của chúng ta, không có ta mệnh lệnh, không được thư giãn. Vân Thiên Khuyết mệnh lệnh. Vâng. Vạn Trượng Thiên Vân kết giới, tiếp tục mở ra. Lý Thiên Mệnh đám người bọn họ, là bởi vì Thanh Vân Thần Mộc thời khắc này kịch biến, toàn bộ đứng chung một chỗ. Mọi người cùng nhau ngóng nhìn phương Nam. Tầm mắt đi tới chỗ, cái kia nguyên bản che đậy mảng lớn cương vực, cao đến mấy chục vạn mét Thanh Vân Thần Mộc, giờ phút này bao quát thân cây, nhánh cây, lá cây, sợi rễ ở bên trong, toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng thần mộc, Thanh Vân trong mắt người, mẫu thân cây, giờ phút này biến thành tinh hồng sắc huyết tinh thần mộc. Ngăn cách rất xa, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được, loại này để người ra đầu tê dại khủng bố. Theo cái này thần mộc tinh hồng sắc màu bên trong, có thể cảm nhận được loại kia phẫn nộ, lạnh lẽo biến hóa. Tình huống như thế nào a đây là? Long Uyển Oánh ngơ ngác hỏi. Không biết, Thanh Vân thần mộc cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra loại biến hóa này. Cổ kiếm thanh xương nhíu mày, trong lúc bất chi bất giác, ngón tay của hắn đã đang run rẩy. Đây là huyết mạch bản năng run rẩy. Có chút khó chịu. Vân Thiên Khuyết cũng giống như thế. Hắn giơ tay lên chỉ, loại huyết mạch kia bên trong rung động, đồng dạng để ngón tay hắn run rẩy. Thiên Mệnh. Long Uyển Oánh nhẹ nhàng kéo một chút cánh tay của hắn. Oánh Di, ta tại cùng Ngân Trần giao lưu. Lý Thiên Mệnh thấp giọng nói. Ừm. Long Uyển Oánh gật đầu, sau đó chờ đợi. Nàng lo lắng có người cùng Lý Vô Song một dạng, đi phá hư loại cây, mới đưa đến Thanh Vân Thần Mộc biến hóa. Một lát sau, Lý Thiên Mệnh quay đầu, đối mọi người nói. Các vị, 35 đối loại cây đều còn tại, cũng không có bị phá hư, vừa mới Vạn Tông Liên Minh đánh bại địch nhân về sau, thì từng nhóm đóng quân, khống chế tất cả loại cây. Nghe nói như thế, mọi người thở dài một hơi. Tối thiểu nhất, loại cây không có xấu. Cái kia đây là có chuyện gì? Long Uyển Oánh hỏi. Có thể là chiến tranh đưa tới, Ngân Trần nói, lần trước Huyền Ương Hồ chi chiến, còn có lần này, bao quát cộng sinh thú ở bên trong, hết thảy có gần 1 triệu chết đi, những thi thể này toàn bộ đều trồng chất tại Thanh Vân Thần Mộc dưới, sợi rễ của nó chủ động hút ăn thi thể máu tươi cùng sinh mệnh tinh hoa, tựa hồ đến cái nào đó giá trị cực hạn về sau, mới xảy ra hiện tại toàn thân biến thành đỏ như máu tình huống. Lý Thiên Mệnh nói, chỉ là nhan sắc biến hóa sao? Cần phải có biến hóa khác a? Long Uyển Oánh hỏi. Tạm thời nhìn không ra, bọn hắn người, đã đem tất cả loại cây trùng điệp vây quanh. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không chỉ là nhan sắc biến hóa, ta có thể cảm giác được, thần mộc tiến nhập một loại trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua trạng thái, nó còn giống như là sinh khí, táo bạo, cùng loại một loại nhập ma. Lúc này, ta cảm thấy, chúng ta muốn khoảng cách thần mộc xa một chút. Cổ kiếm thanh xương nói. Nhập ma. Mọi người ngóng nhìn phương Nam. Bọn họ đã có thể rõ ràng cảm nhận được, loại kia để người cảm giác ra đầu tê dại. Nếu như nói Thanh Vân Thần Mộc, cũng là một cái sinh mệnh, cái kia thời khắc này nó, xem ra rất muốn giết lục. Làm cho người kính sợ, hoảng sợ. Thanh Vân Đại Lục ở bên trên, có 1/3 người, sinh hoạt tại Thanh Vân dưới cây. Cổ kiếm thanh xương cau mày nói. Rất rõ ràng, nếu như Thanh Vân Thần Mộc phát sinh biến hóa, cái này 1/3 người. Muốn rút khỏi đều không được. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để Ngân Trần, nhìn chằm chằm Thanh Vân Thần Mộc. Không ngoài sở liệu, nó tinh hồng tiếp tục làm sâu sắc, bởi vì biến hóa của nó, làm đến toàn bộ Thanh Vân Đại Lục bầu trời, đều giống như biến thành đỏ như máu. Vô số mọi người, đi ra khỏi nhà, nhìn lấy thần mộc hình chiếu dưới, cái này tinh hồng thế giới, ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ. Thần mộc thế nào? Không biết. Tựa như là một cái đại quái thú, phụ thân. Ta thật là sợ. Mọi người ánh mắt run rẩy, nguyên một đám co lại trở về nhà, thế nhưng là cái kia tinh hồng bóng mờ, thậm chí theo cửa sổ bắn ra vào phòng. Càng kinh khủng chính là, liền trong viện cây nhỏ, lúc này thời điểm đều giống như hấp thu máu tươi một dạng, biến đến tinh hồng, như yêu ma một dạng trang điểm lộng lẫy. Sàn sạt,
Nguyên một tòa đại lục ở bên trên tinh hồng cây cối, bắt đầu lắc lư lên, như là quần ma loạn vũ. Trong thành trì, thôn trấn phía trên, vô số người bôn tẩu, ẩn núp, hô hấp khó khăn. Tại cái này kịch biến thời khắc, còn lưu tại Thanh Vân Thần Mộc phía trên người, cũng chỉ có Vạn Tông Liên Minh trăm vạn đại quân. Đáng sợ là, loại này quỷ dị âm u cảm giác còn tại làm sâu sắc. Xa xa nhìn lại, cái này tinh hồng cây cối, tựa như là một cái cao đến mấy chục vạn mét huyết tinh cự ma. Lý Thiên Mệnh cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Đúng vào lúc này, có một người đến từ Thanh Hồn Điện truyền tin thạch, đi tới Lý Thiên Mệnh trong tay. Đến từ Giang Thanh Lưu. Mở ra về sau, bên trong mang theo thật dài một đoạn văn. Chỉ thấy phía trên viết. Các vị, ta gần nhất vẫn luôn tại đọc qua liên quan tới thần mộc thụ loại tư liệu, theo dân gian cũng góp nhặt không ít, kết hợp thần mộc gần nhất biến hóa, ta tại một bản có trăm vạn năm lịch sử trong điển tịch, tìm được dạng này một cái thuyết pháp. Vị này viết giả thuyết, Thanh Vân thần mộc là một loại cổ lão sinh mệnh đặc thù, có thể đem phân loại làm thực vật loại hình tinh không hung thú, nó loại này đặc thù sinh mệnh hình thức, hấp thu hằng tinh nguyên lực lượng, có thể trả lại chung quanh tu luyện giả, cùng loại cùng chúng sinh cộng sinh tu luyện, cùng mỗi người, đều có thể nối liền cùng nhau. Nếu là sinh mệnh, vậy thì có, sinh sôi, bản năng, loại này hiếm thấy sinh mệnh, càng là sẽ đem sinh sôi, bên trong cuộc sống, hạng nhất đại sự. Nó cả đời ngừng chân, thủ vệ một phương, cũng hy vọng nó che chở cho chúng sinh, có thể tại nó sinh sôi loại cây yếu ớt thời kỳ, bảo hộ loại cây. Lần trước Lý Vô Song hủy đi một đôi loại cây, tạo thành thần mộc tức giận, nhưng thật ra là chúng ta, không có hành xử tốt trách nhiệm của mình. Chúng ta lúc ấy coi là, thần mộc chỉ là tức giận nhất thời, rất nhanh liền lắng lại, nhưng kỳ thật không phải vậy. Bất luận cái gì một đôi loại cây tổn thất, đối thần mộc tới nói, đều là đã mất đi một đứa bé. Cho nên, nó không phải là không có phát tác, chỉ là không muốn tại loại cây yếu ớt kỳ phát tác. Mà bây giờ, loại cây đã tiếp cận thành thục, không dễ dàng bị hủy diệt, mà hắn đúng lúc hút ăn quá nhiều huyết tinh, đã từng một đôi loại cây bị hủy diệt phẫn nộ, ta muốn lập tức liền sẽ bạo phát đi ra. Cái kia trên điển tịch viết, Thanh Vân tức giận, huyết tinh đầy trời, ôn dịch hoành hành, thương sinh diệt vong. Nhìn đến đây, Lý Thiên Mệnh mí mắt của bọn họ, đều nhảy lợi hại. Thanh Vân tức giận, thương sinh diệt vong. Mấy triệu năm, mới sinh ra một lần loại cây, cẩn trọng nở hoa kết trái, là nó chuyện trọng yếu nhất. Không may, ngay từ đầu, Thanh Vân thần mộc thì đã mất đi một đôi loại cây. Nó cùng người nhóm ở giữa, ước định, đã sớm thất truyền. Cho nên cổ kiếm thanh xương bọn họ đến bây giờ mới hiểu được. Đương nhiên, đây chỉ là một cái nào đó tổ tiên thuyết pháp, chính xác hay không khác nói. Nhưng theo tình huống hiện tại nhìn, cái này rất có thể là thật. Huyết tinh đầy trời, ôn dịch hoành hành. Chúng người thì thầm trong lòng câu nói này, sau đó tiếp tục nhìn xuống. Chỉ thấy Giang Thanh Lưu viết, cái này trên điển tịch ghi lại phá giải chi pháp, so sánh khó đọc, nhưng ta suy đoán có thể là giết chết người gây ra họa. Thần mộc chi nộ mới có thể lắng lại. Mà người gây ra họa, đại khái cũng là hủy đi một đôi loại cây Lý Vô Song đi. Đương nhiên, trở lên tất cả, đều đến từ một bản thiên môn điển tịch, hắn tính chân thực không cách nào cam đoan. Có lẽ, thần mộc cùng chúng ta Thanh Vân đại lục liên lụy, không chỉ là đơn giản như vậy. Xem hết đây hết thảy, tâm tình mọi người chấn động. Trong lúc nhất thời, mọi người lại đều nói không ra lời. Kết hợp tình huống trước mắt, rất có thể 89/10. Vân Thiên Khuyết ánh mắt có chút mờ mịt nói. Thương sinh diệt vong. Sau cùng bốn chữ này, mới là đáng sợ nhất. Thanh Vân đại lục ở bên trên, còn thật nhiều, không đến đạp thiên chi cảnh bách tính. Đó mới là khối đại lục này căn cơ. Có thể lưu tại Vân Thượng Tiên Cung, vậy cũng là thượng tầng nhân vật. Nếu thật là Lý Vô Song dẫn đến, cái kia nàng thật là đáng chết. Nhìn qua phương nam cái kia lâm vào nổi giận trạng thái Thanh Vân thần mộc, lòng của mỗi người đều đang run rẩy. Thần nộ tức giận, huyết tinh đầy trời, ôn dịch hoành hành, thương sinh diệt vong. Ôn dịch, hai chữ này, để Lý Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí. Bởi vì Ngân Trần nói cho hắn biết, ôn dịch, đã xuất hiện. Theo 35 đối loại cây vị trí, sinh ra. Thanh Vân đại lục, ở vào Thái Dương Vạn Tông biên giới. Lại hướng phương Bắc đi, cái kia chính là trật tự thiên tộc thiên hạ. Trật tự thiên tộc tại biên giới phía trên, thiết lập một đầu quay chung quanh mặt trời một vòng kết giới tuyến, ngăn cản lấy đại đa số vạn tông người tiến về trật tự thiên tộc, mà bọn họ lại có thể tùy tiện tới vạn tông. Thanh Vân đại lục Bắc Hải bên trong,
thì có một đầu biên giới tuyến. Biên giới tuyến phụ cận, có một tòa cháy đen đảo không người. Vị trí này, khoảng cách Thanh Vân Đại Lục có một khoảng cách, cho nên Lý Thiên Mệnh ngân trần thân thể, không có kéo dài tới nơi này. Xì xì xì, quỷ dị đốt cháy thanh âm truyền đến. Tại đảo không người lên một cái cổ lão, âm trầm trong động quật, nguyệt mái tóc dài màu trắng Lý Vô Song, ngồi chồm hổm trên mặt đất, phát ra từng tiếng thống khổ tiếng hơi thở âm. Loại thống khổ này, để cho nàng nguyên bản nhu mì xinh đẹp tuyệt sắc khuôn mặt, lâm vào vặn vẹo bên trong. Trên mặt đều xuất hiện gân xanh. Bắc Đầu Kiếm Tôn, Phong Kiếm Hoàng. Lý Vô Song hàm răng đều đang phát run. Nàng tựa ở trên vách núi đá, phải tay nắm lấy cánh tay trái, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cả người thì cùng hư thoát giống như. Không lâu sau đó, liền da thịt đều biến đến trắng xám một mảnh. Ca, ca. Thanh âm của nàng biến đến sắc nhọn lên, trong đó xen lẫn một số như là mộng nghệ một dạng kêu đau đớn thanh âm. Xì xì xì. Thanh âm kỳ quái, theo cánh tay trái của nàng truyền đến. Khi nàng cúi đầu, tại cái này trong động quật giấy giụa thời điểm, có thể nhìn đến, hắn trên cánh tay trái một cái kia phá nát kiếp vòng, đang tiến hành biến hóa. Cái kia vốn là một vầng trăng kiếp vòng, phá nát về sau, kiếp vòng vị trí biến đến huyết tinh một mảnh. Ngay tại lúc này, phía trên huyết khí quấn quanh, huyết nhục nhúc nhích, đang tiến hành một trận quỷ dị biến hóa. Ca, thật là đau, thật là đau. Nàng bưng bít lấy cánh tay trái cái kia vết thương, có thể hoàn toàn ngăn không được biến hóa của nó. Bình thường tới nói, kiếp vòng bị diệt, cũng là vết thương, nhiều lắm là cuối cùng khôi phục về sau, biến thành tầm thường da thịt, là không thể nào có biến hóa mới. Ngay tại lúc này, tại nàng khe hở bên trong, cái kia phá nát kiếp vòng còn đang ngọ nguậy. Giống như là tại một lần nữa tổ hợp. Thậm chí, còn có hằng tinh nguyên lực lượng, hướng về cái này kiếp vòng hội tụ, chuyển hóa trở thành mới thức thần chi lực. A, a, nàng bắt đầu khống chế không nổi, cuộn tròn rúc vào một chỗ, lên tiếng kêu đau đớn. Cái kia đau thương thanh âm, không ngừng tại cái này trong động quật quanh quẩn. Muốn không phải cái này đảo hoang lên một cái sinh mệnh đều không có, đã sớm để cho nàng kinh động đến. Kéo dài tới tận một canh giờ. Cái kia thảm liệt kêu đau đớn thanh âm, cái này mới chậm rãi kết thúc. Trong động quật, Lý Vô Song mồ hôi đầm đìa, giống như là sinh một cơn bệnh nặng giống như, toàn thân đều đã hư thoát. Nàng mềm mại dựa vào ở trên vách tường, hai mắt biểu lộ, đã lâm vào ngốc trệ bên trong. Lúc này thời điểm, bàn tay của nàng, vô lực tiêu nghỉu xuống, rốt cuộc che không lấn át được trên cánh tay trái cái này kiếp vòng. Cánh tay rơi xuống thời khắc, một đạo huyết quang bắt đầu ở trong động quật tràn ngập. Trong huyết quang, có thể thấy được nàng trên cánh tay trái da thịt trắng noãn phía trên, nguyên bản phá nát ánh trăng kiếp vòng biến mất. Thay vào đó, là một cái huyết sắc, dữ tợn tóc dài lưỡi dài nữ quỷ mặt. Đây là mặt quỷ, cũng là kiếp vòng. Một cái mới kiếp vòng. Theo lý thuyết, kiếp vòng sụp đổ, thức thần lui về địa hồn, sẽ không lại biến thành thức thần. Thế nhưng là quỷ này mặt kiếp vòng, sinh động như thật, lực lượng dồi dào, rõ ràng là nắm giữ thức thần dáng vẻ. Một cái tóc dài lưỡi dài huyết tinh nữ quỷ bộ mặt. Giống như sống tới một dạng, quỷ dị không nói lên lời. Thậm chí vào lúc này, liền Lý Vô Song nguyệt mái tóc dài màu trắng, đều có 1/8, dần dần bị huyết tinh nhuộm đỏ, biến thành dữ tợn huyết sắc. Bao quát mặt trái của nàng gò má, đều có trình độ nhất định vặn vẹo, có một ổ bánh cho, biến đến cùng quỷ này mặt kiếp vòng một dạng. Trước kia, nàng băng xương mặt che đậy khuynh thành mỹ mạo, mà bây giờ, cũng không phải băng xương vấn đề, mà là một loại có thiếu hụt xấu xí. Tựa như là bộ mặt, bị cháy rụi 1/8 một dạng. Lý Vô Song run rẩy cầm lấy một cái tấm gương. Làm nàng nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng về sau, nàng hét thảm một tiếng, nước mắt tràn mi mà ra. Không. Nàng đem tấm gương đạp nát, trong tay dẫn theo thiên nguyệt thần ma, liền muốn đi đâm xuyên chính mình mới kiếp vòng. Đúng vào lúc này, cái kia kiếp vòng bên trong, một cỗ đỏ như máu bóng mở đột nhiên xông ra, hóa thành một cái to lớn tinh hồng thức thần. Đó là một người mặc áo bào đỏ mỹ nhân ác quỷ, dáng người hoàn mỹ như vậy, thế nhưng là một trương mọc ra lưỡi dài sắc mặt, còn có cái kia đầu đầy huyết tinh tóc dài, mặt mũi dữ tợn, áo bào đỏ phía dưới vươn bén nhọn móng vuốt, đủ để cho người phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Ây! Lý Vô Song nhìn lấy nó, lạnh cả người, khóc không ra nước mắt. Thiên Nguyệt thần ma, ngã xuống đất. Lý Vô Song mềm mại ngã xuống, quỳ trên mặt đất. Thức thần bắt đầu tiêu tán,
mà nàng ôm đầu khóc giống. Không, ta đừng như vậy. Thê thảm thanh âm, không ngừng tại trong động quật quanh quẩn. Sau đó không lâu, một cái màu vàng óng truyền tin thạch, bay đến trước mắt của nàng. Cái kia truyền tin thạch tràn ngập kim sắc vũ khí mơ hồ ngưng kết thành một cái tóc vàng nam nhân. Hắn mỉm cười nhìn lấy Lý Vô Song, nói, phá rồi lại lập, mới là tân sinh, Song Nhi, đây mới là hoàn mỹ nhất ngươi, ngươi sẽ trở thành đế tôn. Ngươi nhất định, có thể minh bạch ca ca dụng tâm lương khổ. Ta chưa bao giờ hại ngươi. Cút, cút cho ta, ngươi chỉ là vì chính ngươi. Ngươi cái này điên cuồng, phát rồ chết người. Lý Vô Song kéo lên Thiên Nguyệt Thần Ma, hung hăng bổ vào cái kia hoàng kim truyền tin trên đá. Răng rắc, truyền tin thạch lên tiếng vỡ nát. Mà cái kia kim sắc vũ khí, còn bảo lưu lại một đoạn thời gian, trong sương mù cái kia tóc vàng nam nhân, thẳng đến tiêu tán, trên mặt đều là nụ cười ôn nhu. Thanh Vân Đại Lục, Dung Nham Hà Cốc. Nơi này có một đôi thứ nhất tới gần, Vân Thượng Tiên Cung, loại cây. Bắt đầu kiếm tôn lúc trước để hơn 10.000 thiên thần kiếm tu chú đóng ở nơi này. Vừa mới đến, bọn họ liền tại phụ cận thiết lập phòng ngự, đem loại cây tầng tầng vây quanh, thủ vệ đến nước chảy không lọt. Mấy vạn cộng sinh thú, các loại mãnh hổ, hùng sư, trường sa, lôi đình phi điểu, nham thạch kiếm thú, quấn quanh, phủ phục ở chung quanh trên cây cối, nhìn chằm chằm nhìn lấy tứ phương, không cho bất luận kẻ nào tới gần. 35 đối loại cây vị trí, tình huống nền vốn tương đồng. Công chiếm Vân Thượng Tiên Cung gặp phải khó khăn, có thể cái này 35 đối loại cây, Bắt Đầu Kiếm Tôn là ăn chắc. Đều giữ vững tinh thần. Bất luận kẻ nào đều không được đến gần, ai dám ngấp nghé loại cây, giết không tha. Vâng. Không biết Kiếm Tôn lúc này, cầm xuống Vân Thượng Tiên Cung không có. Thu hoạch lần này có chút lớn a, ha ha. Dù sao ta giết hai người, kiếm không ít bảo bối. Đang lúc mọi người nóng trò chuyện thời điểm, ngự thú sư cùng cộng sinh thú nhóm, bất ngờ phát hiện Thanh Vân Thần Mộc phát sinh cự đại biến hóa. Tình huống như thế nào? Cây cối, lá cây, biến thành huyết sắc rồi. Có vấn đề, mọi người đề phòng. Hơn vạn thiên thần kiếm tu, mấy vạn cộng sinh thú, trong lúc nhất thời đều cảnh giác. Bọn họ tại lớn nhất đến gần vị trí, tận mắt chứng kiến Thanh Vân Thần Mộc huyết ma hóa. Một cái xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, độc mộc thành lâm đại thụ che trời, biến thành huyết sắc dữ tợn ma quỷ chi thụ. Hết thảy tất cả, tại ba hơi ở giữa thì biến hóa hoàn thành. Đại đa số người còn không có kịp phản ứng, nồng đậm huyết khí thì bao phủ ra, đem tại chỗ tất cả mọi người chìm ngập. Toàn bộ thế giới biến đến xương máu tràn ngập, tựa như thành huyết tinh địa ngục. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả trên trời thiêu đốt mây hồng đều biến mất, hiếm thấy âm lãnh hàn phong, để mỗi người đều lưng phát lạnh. Tình huống như thế nào a đây là? Mọi người hai mặt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Mau nhìn loại cây. Rít lên một tiếng truyền ra thời điểm, mọi người đồng loạt quay đầu, đi xem bọn hắn bảo vệ loại cây. Nơi đó là xương máu nồng nặc nhất địa phương, một đoàn cơ hồ hóa thành trạng thái dịch xương máu, đem loại cây bao quanh, phát ra quỷ dị tư tư thanh âm. Trong mơ hồ, cái kia tướng ôm hình người loại cây, giống như đã sống tới giống như, trong mắt bộc phát ra quỷ dị huyết quang. Hai người, nắm tay, nhìn lấy mọi người, đột nhiên hé miệng, phun ra ào 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 huyết sắc dòng nước lũ, hội tụ tại trong xương máu, càng đem toàn bộ thế giới đều nhuộm đỏ. Cái quỷ gì, đây là loại cây, còn là vật sống. Mọi người càng là trượng nhị hòa thượng, hoàn toàn không nghĩ ra. Sư tôn, chúng ta muốn hay không dẫn người về sau rút lui một chút, cái này quá quỷ dị, ta sợ có điểm xấu sự tình phát sinh. Có người hỏi. Kiếm tôn mệnh lệnh, không được rời đi loại cây nửa bước. Vâng. Cho nên bọn họ tiếp tục đóng giữ. Trong nháy mắt, nồng đậm xương máu, đã hoàn toàn đem bọn họ chìm ngập. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm, theo giữa đám người truyền ra. Đám người một trận ồn ào. Người nào la to, Cố Lộng Huyền Hư. Một cái thạch kiếm tộc lão giả tóc trắng quát lớn. Thúc ra ra, là Tiểu Trang, hắn giống như rất thống khổ. Cái gì? Lão giả tóc trắng đẩy ra người người cảm thấy bất an đám người, đi ra phía trước. Chỉ thấy một thanh niên lăn trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Lão giả tóc trắng đem hắn kéo lên. A, à, thanh niên kia ánh mắt dữ tợn, hét thảm một tiếng, run rẩy nói, bụng của ta, bụng của ta. Lão giả tóc trắng gặp hắn kỳ quái, trực tiếp kéo ra trước ngực hắn tỏa giáp, giật ra quần áo.
Làm thanh niên này bụng bầy ra ở trước mặt mọi người thời điểm, thấy người, cũng nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng lui lại. Chỉ thấy thanh niên này nguyên bản tráng kiện bụng trên da, vậy mà mọc đầy lớn chừng ngón cái đỏ như máu vấn đề, xem ra tựa như là từng cái nhô ra nhãn cầu, cực kỳ buồn nôn. Mà lại, cái này vấn đề còn tại hướng về trên thân, tứ chi, thậm chí là đầu lan tràn. Đúng vào lúc này, trên mặt của hắn đã bị này huyết sắc vấn đề chiếm lĩnh, cả người dáng vẻ biến đến xấu xí mà đáng sợ, liền ánh mắt miệng đều bị áp không có. Cứu ta, cứu, a! À. Mấy chữ vừa nói ra miệng, mọi người bất ngờ nhìn đến, hắn trên thân cái kia lít nha lít nhít huyết sắc vấn đề, đều phá vỡ một cái khe, bên trong dài ra một đầu huyết sắc mầm non, về sau cấp tốc trưởng thành, ngàn vạn huyết sắc non mặt giao nhau cùng một chỗ, đem hắn quấn quanh thành một cái thụ nhân. Trong nháy mắt, toàn thân huyết nhục đều hoàn toàn khô kiệt. Lui lại. Có người vừa kêu đi ra, thanh niên kia cả người trực tiếp nổ tung. Nương theo lấy kêu thảm, nổ tung xương máu, thi thể toái phiến trực tiếp vẩy vào chung quanh rất nhiều người trên thân. Những người này tại chỗ thì nôn. Đây là cái gì, kịch độc? Không biết, có điểm giống là thực vật hệ cộng sinh thú thần thông, nhưng cũng không có khủng bố như vậy a. À. Ai làm? Có phải hay không là thanh vân thần mộc? Cái suy đoán này để rất nhiều người ánh mắt hoảng sợ. Càng khiến người ta hoảng sợ là, thì tại tiếp theo trong nháy mắt, có mấy người đều phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Tốc độ này thực sự quá nhanh. Theo phát hiện trên thân cũng lớn lên ra máu sắc vấn đề, đến bị mầm non bao khỏa toàn thân, lại đến nổ tung thành xương máu, cũng liền mấy hơi thời gian. Tránh ra, tránh ra. Cái này giống là một loại sẽ truyền nhiễm ôn dịch. Địch nhân giấu ở trong lúc vô hình, căn bản nhìn không thấy, mới thật sự là khủng bố. Dùng tinh luân nguyên lực chấn áp, hộ thể. Nếu như là trong không khí truyền nhiễm kịch độc, lại hoặc là nổ tung người trong máu thịt mang theo độc dịch, bình thường tinh luân nguyên lực đều có thể ngăn cách. Nhưng kinh khủng là, bởi vì phát tác, truyền nhiễm quá nhanh, có một loại vô khổng bất nhập cảm giác, chỉ cần bắt đầu, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ong ong ong, xương máu trong đám người lan tràn. Từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm truyền ra. Dù là dùng tinh luân nguyên lực hộ thể, lại vẫn phát hiện trên da lớn lên da máu sắc vấn đề, mầm non ở trong đó nảy mầm, loại cảm giác này thật là khiến người tuyệt vọng. Đáng sợ nhất chính là, này huyết sắc vấn đề rất nhanh liền truyền nhiễm đến cộng sinh thú trên thân. Một đầu ngàn mét cự thú da thịt, mọc đầy lớn chừng quả đấm huyết sắc vấn đề, sau đó dài ra huyết tinh mầm non, mấy trăm ngàn mầm non quấn quýt lấy nhau, lại dẫn phát huyết nhục nổ tung, cái kia nổ tung huyết nhục, tựa như là phấn hoa một dạng bay ra ngoài. Rất nhiều người đều bị trực tiếp sót một cái, máu chó đầy đầu. Hoảng sợ, tuyệt vọng, phút chốc lan tràn. Nhìn không thấy lại chí mạng địch nhân, làm người ta sợ hãi nhất. Chạy mau. Thanh vân thần mộc nổi giận. Đối loại này đỉnh phong tu luyện giả tới nói, kỳ thật tật bệnh, ôn dịch, cái kia đều không phải là nan đề. Thế nhưng là, hôm nay phát sinh hết thảy, đổi mới thế giới của bọn hắn xem. Liên cấp thấp thần dương vương cảnh tinh luân nguyên lực. Đều chịu không được cái này vô khổng bất nhập sát thủ. Theo phát tác đến tử vong thì mấy hơi thời gian, ai có thể không sợ. Đáng sợ nhất, là truyền nhiễm tốc độ. Không ngừng phục chế, phân liệt, ký sinh huyết nhục. Hơn vạn thiên thần kiếm tu, quả thực bị dọa phát sợ. Vòng ngoài người, vội vàng thu hồi cộng sinh thú. Mặc kệ cái khác người như thế nào kêu gọi, đều thẳng tiếp ra bên ngoài chạy. Soạt, đám người ầm vang tản ra. Cái kia trong huyết quang loại cây, dường như thành ác mộng, không còn là bánh trái thơm ngon, mọi người có bao xa thì ẩn núp bao xa. Mấu chốt là, dung nham hà cốc, bên này chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Chuyện giống vậy, tại 35 đối loại cây vị trí phát sinh. Đáng sợ nhất là, loại này sương mù màu máu, ngay tại toàn bộ thanh vân thần mộc phạm vi bao phủ bên trong mở rộng, sương máu ngưng kết cùng một chỗ, thậm chí hạ một trận khắp trời mưa to. Trong thời gian ngắn, liền có thể bao phủ toàn bộ thanh vân đại lục. A, à, nguyên một đám tu luyện giả, đang chạy trốn quá trình bên trong, kinh hồn nhìn đến trên người huyết sắc vấn đề. Nếu như là trên tay phát tác, cái kia còn tốt, trực tiếp chém đứt cánh tay là được, nhưng muốn là tại trên đầu phát tác, làm sao chặt. Ta căn bản không có bị máu tươi tung tóe đến, làm sao cũng biết. A, à, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, ngàn vạn huyết sắc mầm non tùy tiện sinh trưởng, lại bị tạc nát. Hóa thành vô hình phấn hoa, tựa như là tiên tiên vĩnh dạ ma chú một dạng, theo sương mù màu máu hình thành mưa máu, vẩy hướng nơi xa,
mọc rễ nảy mầm. Thanh Vân Thần Mộc phạm vi bao phủ bên trong, trong nháy mắt biến thành địa ngục nhân gian. Có vô số chúng sinh, sinh tồn ở Thanh Vân Thần Mộc dưới, ở chỗ này kiến tạo nguyên một đám không lớn thôn trang, thành trấn, thần thành. Tại chiến tranh bạo phát trước đó, liền xem như một thôn trang, đều sẽ mở ra bọn họ thủ hộ kết giới. Thế nhưng là, có thể ngăn cản này huyết sắc ôn dịch sao? Ào ào ào! Huyết sắc mưa to, nuốt sống toàn thế giới. Xảy ra chuyện gì? Bắt đầu kiếm tôn một đoàn người, lúc này thời điểm vừa tới đạt, dung nham hà cốc, phụ cận, liền thấy bọn họ thiên thần kiếm tông người ra bên ngoài chạy, nguyên một đám bị sợ vỡ mật. Kiếm tôn, thần mộc nổi giận, chạy mau. Cho tới bây giờ, hoảng sợ đám người mới nhớ tới, đây là cùng trật tự chi địa lịch sử một dạng xa xưa đại thụ che trời a. Một gốc phá cây, phát cái gì giận, hẳn là có người giả thần giả quỷ. Võ Lăng Tàng híp mắt nói. Loại cây đâu? Bắc đầu kiếm tôn hỏi. Cũng là loại cây tại giết người. Kiếm tôn, chúng ta đã thương vong hơn ngàn. Người nói chuyện vạn phần cuống cuồng, tuy nhiên trước mắt có hơn 600.000 đại quân, thế nhưng là hắn thấy, đối với Thanh Vân Thần Mộc tới nói, cũng là một trận thịnh yến. Một khi truyền nhiễm lên, cái kia càng là ác mộng. Giống như hắn suy nghĩ một dạng, hắn vừa mới nói xong, bên cạnh hắn thì có người toàn thân mọc đầy huyết sắc vấn đề, chỉ trong nháy mắt, thì nổ tung lên, máu tươi vẩy hướng về phía hơn 600.000 đại quân. Cùng lúc đó, hắn cộng sinh thú tuyệt vọng theo cộng sinh không gian lao ra, tức thì bị nổ tung máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ, cái kia huyết sắc vấn đề lập tức liền ở tại trên thân mọc ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao phủ toàn thân. Về sau mọc rễ nảy mầm, lại lần nữa nổ tung. Đây hết thảy, bắt đầu kiếm tôn cùng sau lưng hơn 600.000 đại quân, đều nhìn ở trong mắt. Cái quỷ gì? Toàn trường ngây ngẩn cả người. Vân Thượng Tiên Cung dựa vào phản nghịch trật tự thiên tộc, tạm thời tìm được một đường sinh cơ, cái này còn chưa tính. Loại cây bên này, lại ra chuyện rồi. Chạy mau a! Theo loại cây chỗ đó rút khỏi thiên thần kiếm tu, cả đám đều tuyệt vọng. Bọn họ không để ý tới bắt đầu kiếm tôn còn không có hạ lệnh, trực tiếp ra bên ngoài chạy, cản đều ngăn không được. Đứng lại! Võ Lăng Tàng mà nói còn chưa lên tiếng đâu. Hắn thần võ đế quốc đội ngũ bên này, lập tức liền có mấy chục người ngã lăn xuống đất phía trên. Hắn rõ ràng nhìn đến, cái kia huyết sắc vấn đề, từ trên người bọn họ mọc ra, lan tràn đến trên mặt. Cái kia từng gương mặt một thì cùng bị ong mật đâm mấy trăm châm giống như, lập tức biến sưng, sau đó vỡ tan, tại chảy ra mủ dịch đồng thời, từng cây ma quỷ một dạng mầm non dài đi ra, trong thời gian ngắn nở hoa kết trái, trong nháy mắt nổ tung. Huyết nhục bay múa đầy trời. Tinh luân nguyên lực cũng đỡ không nổi. Mọi người quá sợ hãi. Cái này hơn 600.000 người quá nhiều dày đặc, ngắn ngủi trong nháy mắt, truyền nhiễm tốc độ càng kinh người hơn. Cái này có thể đem cái này hăng hái một đám người làm cho sợ hãi. Phân tán, phân tán. Chúng người kêu to. Trong lúc nhất thời, gào khóc thảm thiết. Tất cả mọi người cùng gặp quỷ giống như, bốn phía bay tán loạn, rời xa người bên cạnh. Đừng tới đây. Lăn. Tai nạn buông xuống, ai cũng sợ chết. Hơn 600.000 đại quân, nhất thời loạn thành một bầy, kêu thảm khắp nơi đều là. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng đám huyết vụ nổ tung, tựa như là huyết sắc pháo hoa, vẩy ra bốn phía. Lại hướng phương Nam nhìn, toàn bộ thiên địa đều bị xương máu tràn ngập, nhân gian dường như đến tận thế, bên tai đều có thể nghe được xa xôi chỗ đi ra tiếng kêu thảm thiết âm. Không biết là đến từ đám bọn hắn trăm vạn đại quân. Vẫn là Thanh Vân Đại Lục bách tính. Kiếm tôn, mau bỏ đi đi. Sự tình có biến, mau bỏ đi ra Thanh Vân Thần Mộc phạm vi. Không, rút khỏi Thanh Vân Đại Lục. Nhanh a, cũng không làm quyết định, vậy thì phải chết sạch, đây là thần mộc chi nộ, chúng ta căn bản ngăn không được. Đây là thượng thiên trách phạt. Các loại tuyệt vọng kêu thảm, giận mắng, ở bên tai gào thét mà qua. Bắt đầu kiếm tôn cái kia mang theo mặt nạ đầu. Vòng vo mấy cái phương hướng, đem hết thảy thu hết vào mắt. Ngăn cách mặt nạ, không nhìn thấy nét mặt của hắn. Thế nhưng là, cái này, ác mộng, truyền bá tốc độ, là không ngừng tăng lên, một truyền 10, 10 truyền 100, một khi không có khống chế lại ngọn nguồn, lập tức liền sẽ là ngàn vạn. Tử vong nhân số theo 1.000 đến 10.000, cùng theo 10.000 đến 100.000, cần thời gian, đó là giống nhau. Tương đồng. Một khi lên 100.000 cấp bậc. 1 triệu cũng là trong nháy mắt thời gian. Hắn là đến chiếm tiện nghi, bây giờ tình huống sinh biến,
muốn là trăm vạn đại quân bị Thanh Vân Thần Mộc cho diệt đi, cái kia chính là làm trò cười cho thiên hạ. Rút lui. Tất cả mọi người, phân tán rút lui. Hắn rốt cục hạ lệnh. Ông, thậm chí không cần hắn nhiều lời, một nhóm người này thì cùng là một bầy ong, trong nháy mắt tản ra. Trước chạy ra Thanh Vân Thần Mộc phạm vi bao trùm, lại chạy ra Thanh Vân Đại Lục. Ngay cả như vậy, toàn bộ quá trình bên trong, bọn họ tối thiểu đều có 5 vạn người bị chết ở chỗ này, chết bởi thần mộc chi nộ xuống. Cái này thật đem bọn hắn dọa sợ. Rất nhiều người không giống nhau tông môn một lần nữa triệu tập, trực tiếp trở về chạy, chuẩn bị trở về bọn họ ban đầu tông môn. Dù sao đối, 2, 3, 4 lưu, thế lực tới nói, bọn họ cũng là lòng đầy căm phẫn, đến đây vì vạn tông chống đỡ chàng. Thu hoạch duy nhất thì là chiến thần tộc, làm huyết tinh hải lưu lại chiến tranh đồ vật. Hiện tại đánh lùi địch nhân, thu hoạch cũng có, loại cây cùng thảo mộc thần linh, vốn là không có quan hệ gì với bọn họ, Thanh Vân Thần Mộc cái này kịch biến, dọa đến cái này hơn 300.000 người, căn bản không có dừng lại, trực tiếp giải tán lập tức. Cũng liền bao quát Thiên Thần Kiếm Tông ở bên trong 4 cái, nhất lưu thế lực, khả năng còn có một chút ý nghĩ. Thế mà, đối nội bộ bọn họ tới nói, bị sợ vỡ mật người, số lượng cũng không ít. Rầm rầm rầm. Trăm vạn đại quân rút khỏi Thanh Vân, trực tiếp rời đi nơi này đều có 500.000 trở lên, còn lại vụn vặt lẻ tẻ người, bắt đầu kiếm tôn muốn đem bọn hắn một lần nữa triệu hồi, đều cần rất nhiều thời gian. Bắt đầu kiếm tôn rốt cục thoát ly Thanh Vân Thần Mộc phạm vi bao trùm. Huyết sắc khói đặc còn tại hướng bên này bao phủ, hắn không thể không lại lần nữa lùi lại, thẳng đến rời đi Thanh Vân Đại Lục. Quay người xem xét, cái kia to lớn Thanh Vân Thần Mộc, tựa như là một cái huyết tinh yêu ma. Lắc lư vô cùng phấn chấn lấy thân thể của nó. Cái kia bao trùm toàn bộ thế giới xương máu, tựa như là hoa của nó phấn, đã nuốt sống toàn bộ lục địa. Ây, cái này phá cây, là muốn đem lục địa này hơn vạn ức sinh linh cho giết sạch à? Bắt đầu kiếm tôn có chút tê cả da đầu. Đây là thần mộc chủ động, vẫn là người nào trêu chọc nó. Dù sao không phải ta đi. Ngàn tỷ sinh linh cái chết. Đây chính là làm trái thiên đạo đại tội. Bắt đầu kiếm tôn suy nghĩ một chút đều cảm giác sợ nổi da gà. Vốn là, hắn đối loại cây tình thế bắt buộc, thế nhưng là náo loạn cái này vừa ra về sau, kế hoạch của hắn toàn bộ bị đánh loạn. Hiện tại đừng nói cái gì vạn tông lãnh tụ, trong lòng của hắn chỉ có đối cái này Thanh Vân Thần Mộc rung động cùng hoảng sợ. Cái chết của bọn hắn, không có quan hệ gì với ta. Bắt đầu kiếm tôn hít sâu một hơi. Thế nhưng là, hắn chợt nhớ tới một việc. Hắn đã từng nhìn tận mắt. Thanh Vân Thần Mộc, đang ăn uống trên chiến trường máu tươi. Hơn 200.000 nhân tộc, mấy trăm ngàn cộng sinh thú. Những người kia cùng thú, là hắn xuất lĩnh 1 triệu liên quân giết. Đánh đòn cảnh cáo. Sắc mặt hắn trắng bệch, rơi vào trong trầm tư. Kiếm tôn. Lúc này thời điểm, Võ Lăng Tàng, Độc Nhãn Vương Hồng cùng Mộc Thanh Khúc đều đến đây. Bắt đầu kiếm tôn gật đầu. Võ Lăng Tàng nhìn cái kia Thanh Vân Thần Mộc liếc một chút. Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nói, kiếm tôn, dựa theo lúc trước ước định, Vân Thượng Tiên Cung thảo mộc thần linh thuộc về chúng ta, thế nhưng là bây giờ sự tình có biến, có Long Uyển Oánh, Cổ Kiếm Thanh Xương cùng Thiên Cung đệ tử quấy rối, chúng ta căn bản không có cách nào tiến công Vân Thượng Tiên Cung. Cho nên chúng ta muốn thương lượng với ngươi, nếu như một bên khác, Thanh Hồn Điện, thảo mộc thần linh, có thể giao cho ba chúng ta người phân phối, chúng ta còn có thể theo ngươi cùng một chỗ, trở lại Thanh Vân Đại Lục. Thanh Hồn Điện. Không có khả năng. Bắt đầu kiếm tôn lắc đầu. Bọn họ liên quân mục đích, cũng là đánh tan chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, lại công hãm Vân Thượng Tiên Cung, vì bắt đầu kiếm tôn nhất thống Thanh Vân Đại Lục làm nền. Hiện tại, đừng nói Vân Thượng Tiên Cung bắt không được, Thanh Vân Thần Mộc còn sinh ra kịch biến, loại cây biến thành khiến người sợ hãi ác ma, bắt đầu kiếm tôn kế hoạch, toàn bộ đều bị phá hư. Bắt không được Vân Thượng Tiên Cung, liền không có cách nào trưởng khống Thanh Vân Đại Lục. Cái kia còn cần cái này ba phe nhân mã làm gì? Cái kia, 2, 3, 4 lưu, 400.000 người, đều đã chạy. Bắt đầu kiếm tôn chắc chắn sẽ không đem Thanh Hồn Điện thảo mộc thần linh, vô duyên vô cớ đưa cho bọn họ. Nói ngắn gọn, Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Vân Thần Mộc 2 cái biến hóa, để bắt đầu kiếm tôn tham vọng trực tiếp vỡ nát. Hắn hoàn toàn không có cái gì hợp hòa tâm tư. Muốn không dạng này, người cầm một nửa, còn lại một nửa, ba chúng ta người chia đều. Dạng này chúng ta trở về, còn có thể cùng tông môn bàn giao, lẫn nhau đều không có trở ngại. Mộc Thanh Khúc nói. Bắt đầu kiếm tôn vẫn lắc đầu. Kiếm tôn, thật muốn như thế tuyệt,
Võ Lăng Tàng hỏi. Không phải tuyệt, mà là ta Thiên Thần Kiếm Tông, vì Thanh Vân Đại Lục hy sinh quá nhiều, ta phải cho huynh đệ đã chết nhóm một cái công đạo, mà các ngươi tổn thương cũng không nhiều. Bắt đầu Kiếm Tôn nói. Được, Kiếm Tôn thứ yếu đánh lấy Vạn Tông Liên Hợp chiêu bài, cần được nhiều người ủng hộ thời điểm, đừng đến tìm, Thần Võ Đế Quốc, Thanh Vân Đại Lục cái chỗ chết tiệt này, chúng ta cũng không muốn trở lại. Rút lui. Võ Lăng Tàng rất không khách khí. Dù sao, hắn Thần Võ Đế Quốc bài danh thiên bảng thứ 6, chỉ kém Thiên Thần Kiếm Tông một cái bài danh. Kiếm Tôn, gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Ba phe nhân mã rời đi. Bắt đầu Kiếm Tôn Thiên Thần Kiếm Tông, chỉ còn lại hai mấy trăm ngàn người, trong đó còn có mấy trăm ngàn phân tán. Chánh thức tụ tập tại Bắt đầu Kiếm Tôn bên cạnh, chỉ có không đến 80 ngàn người, mà lại mỗi người đều mỗi người đề phòng. Kiếm Tôn, không có bọn họ tam phương trợ giúp, chúng ta những người này đi Thanh Hồn Điện, có thể mang đi Thảo Mộc Thần Linh sao? Phong Kiếm Hoàng nhíu mày hỏi. Hiện tại đừng nói Thảo Mộc Thần Linh sự tình, xem trước một chút cái này Thanh Vân Đại Lục vận mệnh như thế nào đi, nếu như người đều chết hết, chúng ta cũng là trọng tội, lúc này thời điểm trả hết đi tha món lời nhỏ, ta còn là người sao? Bắt đầu Kiếm Tôn lắc đầu nói. Kiếm Tôn có ý tứ là Thanh Hồn Điện Thảo Mộc Thần Linh, ta cũng không cần, cho bọn hắn đi. Khối đại lục này người, quá thảm rồi, Bắt đầu Kiếm Tôn nói. Phong Kiếm Hoàng giật mình. Lần này, Thiên Thần Kiếm Tông thật là có tổn thất. Vân Thượng Tiên Cung không có cầm xuống, Minh Hữu đều sinh tức khí mà chạy, chỉ còn lại Thanh Hồn Điện Thảo Mộc Thần Linh. Thế nhưng là, Bắt đầu Kiếm Tôn không đem những thứ này Thảo Mộc Thần Linh cho cái kia ba phe thế lực, trên thực tế lại muốn lưu cho Thanh Hồn Điện. Kiếm Tôn đồng tình bọn họ sao? Phong Kiếm Hoàng nói. Cũng không phải đồng tình, chính là giữ lại một chút làm người cơ bản đạo nghĩa đi. Ngàn tỷ người chết hết. Hắn suy nghĩ một chút đều run rẩy. Loại thời điểm này, còn đi đem Thanh Hồn Điện duy nhất căn cơ cướp đi, cái kia cửa này, hắn tâm lý lên hết toàn không qua được. Không biết lần này sau đó, Thanh Vân Đại Lục, còn có thể sống sót bao nhiêu người. Kiếm Tôn yên tâm, cái này chỉ sợ là Lý Vô Song hủy đi loại cây tạo thành, cùng chúng ta không quan hệ, không tất yếu có gánh nặng trong lòng. Phong Kiếm Hoàng nói. Ừm, nói như thế. Có thể Bắt đầu Kiếm Tôn, nhớ tới Thanh Vân Thần Mộc hút máu tươi hình ảnh, tâm lý thì thật lâu không thể bình tĩnh. Ây! Đứng tại Thanh Vân Thần Mộc thụ dưới, Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Toàn bộ thế giới, đều bị xương máu nuốt sống. Xì xì xì. Những cái kia xương máu, đụng phải trên người luyện ngục hỏa thuẫn, phát ra âm thanh chói tai. Tạm thời không có xương máu, có thể đột phá trên người hắn luyện ngục hỏa thuẫn. Hắn đứng tại chỗ cao, phóng tầm mắt nhìn tới, thần mộc phía dưới 10 triệu thành trấn, ngàn tỷ bách tính, đều tại cơn ác mộng bao phủ bên trong. Thần mộc tức giận, huyết tinh đầy trời, ôn dịch hoành hành, thương sinh diệt vong. Mỗi một chữ đều ứng nghiệm. Thảm liệt đến làm cho người run rẩy. Lý Thiên Mệnh cảm giác hô hấp đều khó khăn. Thần mộc, là bởi vì mất đi hài tử, phóng thích ra áp lực đã lâu phẫn nộ a. Nó bị triệt để chọc giận. Lý Thiên Mệnh không cách nào đi phân xét cái này Thanh Vân Thần Mộc. Nó là một cái cổ lão sinh mệnh, phần lớn thời gian nó không có có cảm xúc, thế nhưng là loại cây là nó ma chướng một dạng nghịch lân. Vạn Tông Liên Quân đều chạy trốn, Thần Mộc, thật sẽ diệt tuyệt thương sinh. Lý Thiên Mệnh tại huyết phụ này thế giới bên trong ghé qua, Long Uyển Oánh cùng Dương Sách bọn họ theo sau lưng. Bọn họ những thứ này đứng đầu cường giả tinh luân nguyên lực, ngược lại là giống như có thể chịu đựng xương máu khảo nghiệm. Từ vừa mới bắt đầu, ôn dịch phát tác người, đại đa số lấy tinh tướng thần cảnh chiếm đa số, thần dương vương cảnh một chút ít một chút. Bọn họ rơi xuống, đến một cái thành trấn bên trong. Trật tự chi địa người, đều có kiến tạo thủ hộ kết giới thói quen. Đó là bởi vì mặt trời mưa lửa thường xuyên buông xuống, không tại thủ hộ kết giới nội sinh sống, rất dễ dàng bị nện chết. Thành trấn phía trên, xương máu tràn ngập. Kết giới phía dưới, coi như so sánh thư thái. Thần mộc sẽ dừng lại sao? Tiếp tục như vậy nữa, sẽ chết bao nhiêu người a? Mỗi người ánh mắt, đều là run rẩy. Lý Thiên Mệnh đồng dạng cũng là. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này thành trấn tình huống. Sau khi xuống tới, ngược lại là nghe được một cái, khiến người ta thở dài một hơi tin tức. Oánh gì, bọn họ nói, giống như tổ tiên đời đời đều ở tại Thanh Vân Đại Lục người, căn bản sẽ không bị xương máu cảm nhiễm, chỉ có gần mấy chục năm vừa di cư qua người tới, mới có thể phát tác.
Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Thật. Long Uyển Oánh ánh mắt sáng lên. Nếu quả như thật là như vậy, đừng nhìn hiện tại xương máu đầy trời, bị lây bệnh người cần phải tại số ít. Xem xét lại trăm vạn đại quân liên minh, đều là người ngoài, mới có thể điên cuồng phát tác. Thần Mục tức giận, vẫn còn tại che chở con dân, điều này nói rõ nó vẫn là không đành lòng thương tâm Thanh Vân người. Gần mấy chục năm di cư qua người tới, dù sao không coi là nhiều. Ta để cổ kiếm Thanh Sương cùng Vân Thiên Khuyết xác nhận một chút. Bọn họ là tuyệt đối thổ dân. Lý Thiên Mệnh cần bọn họ dẫn người đi kiểm tra một chút. Cùng lúc đó, hắn cũng để cho Ngân Trần đi xác nhận sự kiện này. Một khi là thật, tối thiểu còn một chút thở phào. Trước để bọn hắn truyền lệnh toàn bộ đại lục, trong vòng trăm năm di cư qua người tới, hết thảy không được bước ra thủ hộ kết giới nửa bước. Một gốc thần mộc, lại để người của cả đại lục, nắm giữ huyết mạch của nó, giống như là con cháu của nó, đây cũng là một kiện chuyện lạ. Hai cái an bài truyền trở về, đã trở về Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện trấn giữ Vân Thiên Khuyết cùng cổ kiếm Thanh Sương, lập tức truyền lệnh lại tự mình nghiệm chứng. Lý Thiên Mệnh cũng biết một chút, trước mắt cái này thành trấn tử vong mười mấy người, mỗi một cái đều là ngoại lai lữ khách. Đây là một cái cổ lão tiểu trấn, cùng bên ngoài giao lưu không nhiều, bản địa bách tính, một cái đều không có thương vong. Sau đó, tại cái này ngày tận thế giống như thời khắc, toàn bộ tiểu trấn người, đều quỳ gối trên đường phố, quỳ tạ Thanh Vân thần mộc. Cái kia thành tín chẳng diệt, gọi người động dung. Sau đó không lâu, Vân Thiên Khuyết cùng cổ kiếm Thanh Sương đều truyền đến tin tức. Bọn họ phỏng đoán là thật. Thanh Vân thần mộc hiện tại phóng thích xương máu, đối Thanh Vân người vô hiệu. Này bằng với giải quyết 99% vấn đề. Bắt đầu kiếm tôn coi là ngàn tỷ người tử vong, căn bản sẽ không phát sinh. Nhưng là, nhân khẩu cơ số lớn, dù là gần mấy chục năm di cư qua người tới tỷ suất ít hơn nữa, tổng thể cũng có hơn 100 triệu người. Trong bọn họ đại đa số người đều bị bảo vệ, có thể nếu như vậy lâu dài đi xuống, cái kia cũng không phải biện pháp. Thanh Vân đại lục lại biến thành người ngoại lai cấm khu, vẫn sẽ có rất nhiều người, sẽ chết. Không chỉ như vậy, như thế yêu dị Thanh Vân thần mộc, để toàn bộ thế giới đều biến đến huyết tinh đầy trời. Nếu như một mực dạng này, cái kia khối đại lục này phía trên người, đều sẽ không thở nổi. Không kết thúc, thì vĩnh viễn tối tăm không mặt trời. Tin tức tốt duy nhất đại khái là, Vạn Tông Liên Minh, đã bị Thanh Vân thần mộc, đánh cho phân mảnh đi. Nhìn lấy cái này huyết vụ đầy trời, Lý Thiên Mệnh vẫn là vạn phần đau đầu. Muốn giết Lý Vô Song, mới có thể để cho Thanh Vân chi nộ kết thúc. Thế nhưng là, Lý Vô Song đã rời đi Thanh Vân đại lục A. Đi nơi nào giết nàng? Hắn cùng Long Uyển Oánh bọn người, đi rất nhiều nơi. Nguyên bản xanh tươi tốt sinh cơ thế giới, hiện tại tựa như là tu la địa ngục, khắp nơi đều là xương máu. Tốt nhiều còn lại cây cối, thảo mộc thần linh đều khô héo. Thần mộc tức giận, vẫn không có biến mất. Nếu như không làm cải biến, thần mộc khả năng vĩnh viễn dạng này, càng không khả năng kết quả. Như vậy, Thanh Vân đại lục, vẫn là không có tương lai. Cái này thành Lý Thiên Mệnh, trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất. Trật tự thiên tộc vây cánh tan tác, Vạn Tông Liên Minh rút lui, khối đại lục này, vốn hẳn nên nghênh đón ánh dạng đông. Mỗi người đều thật sâu cau mày. Lý Thiên Mệnh đi tới thần mộc tráng kiện dưới cành cây. Nó thân cây tựa như là một bức tường, hai bên đều không nhìn thấy cuối cùng. Trên cây khô, khắc lấy rất nhiều chữ. Một cái nào đó, từng du lịch qua đây. Một cái nào đó, ta yêu ngươi một đời một kiếp. Cái này là bao nhiêu người thanh xuân a? Nhưng là bây giờ, những chữ này, đều bị huyết sắc thẩm thấu. Lý Thiên Mệnh vươn tay, dán tại trên cây khô. Hắn tựa như là nắm một cái to lớn sinh mệnh tay. Hắn có thể cảm nhận được thần mộc bất đắc dĩ cùng cuồng loạn. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh suy nghĩ minh bạch một việc. Ôn dịch, không chỉ là mọi người trúng độc, thần mộc cũng trúng độc. Không làm thương hại Thanh Vân người, đã là nó cố gắng lớn nhất cùng khắc chế. Chính là bởi vì, trúng độc, nó mới sẽ trở nên đỏ như máu. Khó giải. Chỉ có Lý Vô Song chết, mới là giải dược sao. Thế nhưng là, đi đâu mà tìm Lý Vô Song? Lý Thiên Mệnh thật sâu nhíu mày. Hắn thấy được Thanh Vân thần mộc khô héo, tại phóng thích kịch độc đồng thời, những cái kia huyết sắc lá cây, cành, chậm rãi héo rút. Hiện tại yêu dị, hung sát thần mộc, kỳ thật tựa như là đi tới sinh mệnh cuối hồi quang phản chiếu. Ô ô,
Lý Thiên Mệnh lại lần nữa nghe được nó rên rỉ. Động đất, rầm rầm rầm, rên rỉ bao phủ cả tòa đại lục, tựa như là lần trước một dạng. Xa xôi Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện, hoặc là nói mỗi một tòa thần thành, thành trấn bên trong, nguyên một đám thanh vân người, nghe được cái này rên rỉ, trong nháy mắt nước mắt doanh tròng. Nguyên lai cái này không phải đám người tận thế, mà chính là thanh vân thần mộc tận thế. Hoạt động, nguyên một đám người tại rên rỉ bên trong, quỳ trên mặt đất, lệ nóng doanh tròng, nhìn lấy cái kia sau cùng dãy giụa thanh vân thần mộc. Phẫn nộ, cừu hận, là một loại độc. Tổn thương người khác, cũng cuối cùng rồi sẽ thương tổn tới mình. Ong ong ong, loại kia bi ai theo thần mộc trên cây khô, thông qua Lý Thiên Mệnh cánh tay, xuyên thấu tiến tâm linh của hắn. Hắn có thể cảm động lây. Cái này một loại đặc thù sinh mệnh, tình cảm của nó là đơn giản, cũng là phức tạp. Nó cùng suy tư của người phương thức khác biệt, có lúc như cái lão giả, có lúc lại như là một cái thần trí chưa mở thú nhỏ, nó cố chấp lại không giải, nhưng tình cảm của nó là hừng hực, nhất là đối loại cây cùng truyền thừa thích. Cho nên, nó không hiểu mọi người vì sao lại hủy đi nó loại cây, nó đang tức giận đồng thời, cũng bị phẫn nộ khống chế. Từng bước một đạp vào vực sâu hủy diệt. Có lẽ duy nhất giữ lại lý trí, cũng là tận khả năng không đi thương tổn, những cái kia đời đời sinh hoạt tại nó che chở cho đám người. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh nghe hiểu nội tâm của nó. Hắn rất đồng tình, rất có thể hiểu được nó. Vì cái gì, nó sẽ tại lúc này khác, cùng mình giao lưu. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút tay cầm. Hắn chợt nhớ tới, hắn cùng khởi nguyên thế giới thụ cộng sinh. Hắn cũng coi như nửa cái thực vật A. Tiên tiên, đi ra. Lý Thiên Mệnh hô. Làm gì, tiểu lý tử? Khởi nguyên thế giới thụ, xuất hiện ở thanh vân thần mộc phía dưới. So sánh thanh vân thần mộc, nó khẳng định nhỏ rất nhiều. Ngươi thử một chút, có thể hay không cùng nó câu thông? Lý Thiên Mệnh hỏi. À, ta không biết đâu, ta thử một chút đi. Tiên tiên trên người xúc tu, cành kéo dài đưa tới, quấn quanh ở thanh vân thần mộc trên cây khô, có chút sợi dễ đâm vào huyết sắc cây cối bên trong. Nguyên một khỏa khởi nguyên thế giới thụ, tựa như là dây leo một dạng, treo ở thanh vân thần mộc phía trên, lại như là một cái tiểu nữ hài, treo ở một cái lão giả trên lưng. Sau đó, thì không có tiếng động. Chỉ có thể nhìn thấy tiên tiên cành lá, còn đang không ngừng lắc lư, giống như là tại phất tay. Lý Thiên Mệnh cũng không dám quấy rầy. Long Uyển Oánh cùng Dương Sách đều tại phụ cận. Xương máu còn đang tràn ngập, bọn họ cũng nín hơi mà đối đãi. Lý Thiên Mệnh trong ngực ôm lấy tiên tiên linh thể, nó chính nhắm mắt lại, chuyên tâm cùng thanh vân thần mộc câu thông. Sau đó không lâu, nàng mở to mắt. Như thế nào, có thể câu thông sao? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Có thể a, không phải vậy làm gì nói lâu như vậy? Tiên tiên trợn mắt một cái nói. Nó nói thế nào? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Đại sự quan trọng, tiên tiên cũng nghiêm túc, nàng nói, là như vậy, vừa rồi cái kia cuộc chiến tranh. Thương vong nhân thú quá nhiều, sinh ra rất nhiều oán khí, những máu tươi này, thi thể, đều tại sợi rễ của nó phụ cận, nó sẽ tự động đem hấp thu, đây là tính mạng của nó bản năng, nếu như là chút ít cái kia không có việc gì, gần 1 triệu, mà lại đều là cường giả, máu tươi của bọn hắn, huyết mạch tiến vào thần mộc, sinh ra một loại gọi là huyết oán, đồ vật, xâm nhiễm thần mộc, phát động thần mộc tâm lý. Đối mất đi một đôi loại cây áp lực đã lâu phẫn nộ, oán khí cùng nộ khí thôi phát thần mộc biến hóa. Nó đã tại kháng cự, nhưng là không có cách nào. Bây giờ huyết oán còn ở trong cơ thể nó quấy phá, dẫn phát nó tự sinh mạng ta tiêu hao, lâu dài trước kia, nó sẽ diệt vong, cái kia huyết oán sinh ra ôn dịch, liền sẽ mất đi khống chế, liền xem như thanh vân đại lục người, cũng đỡ không nổi. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Huyết oán, thanh vân thần mộc sợi rễ, hút huyết dịch thời điểm, Ngân Trần đều chú ý tới. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Vậy mà lại dẫn phát lớn như thế tai nạn. Một khi huyết oán mất đi khống chế. Đây mới thực sự là thanh vân diệt vong. Ngay tại lúc này, thanh vân thần mộc còn tại kiên trì, không cho huyết oán xâm phạm thanh vân đại lục sinh linh, đây cũng là một loại vĩ đại đi. Dù sao, mặc kệ là chiến tranh, vẫn là hủy diệt loại cây, vậy cũng là, người, làm. Mà hắn, chỉ muốn truyền thừa mà thôi. Tiên tiên, có biện pháp nào, có thể trừ rơi cái này huyết oán? Giết chết Lý Vô Song là được. Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Không được đi, nếu là nàng chết rồi, chỉ có thể tiêu trừ thần mộc tức giận, nhưng là hiện tại, nó đã bệnh nguy kịch. Tiên tiên bất đắc dĩ nói.
Cái kia xong đời. Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Không có đâu. Tiên Tiên khoanh tay, kiêu ngạo mân mê miệng, sau lưng hai cái thanh sắc liên hoa tạo thành cánh, phốc linh phe phẩy. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói.